nếu có thể, lại trùng kích thánh linh cảnh. Chỉ có tiến vào thánh linh cảnh, thực lực Chu Tước mới có thể xem như chân chính thức tỉnh, hắn có thể có đầy đủ lòng tin chinh chiến thiên khải. Thế giới bên ngoài. Sau khi sự kiện tại Đại La Sơn kết thúc, cục diện Thương Huyền đã lâm vào dung chuyển kéo dài. Dân chúng bình thường cùng cường tộc địa vực đều sâu sắc cảm nhận được sự cường hãn của Khương Phàm, đó là một loại cường hãn còn mạnh hơn những gì bọn hắn hiểu, càng là loại cường hãn mà bọn hắn cần ngưỡng vọng. Bọn hắn bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu kính sợ, không còn ai nói bừa sẽ đuổi bắt Khương Phàm. Ai cũng đã hiểu, trận này nội chiến sắp bộc phát tại Thương Huyền đã triệt để không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng hoàng tộc cùng thế lực cấp hoàng đạo thì cần muốn sốt sắng. Dựa theo tuyên ngôn chiến tranh từ Khương Phàm, ai cũng không thể nào không đếm xỉa đến, hoặc là ủng hộ, hoặc là đối kháng. Nhiệm vụ thiết yếu của bọn hắn chính là toàn diện gia cố pháp trận phòng ngự, tài nguyên có thể điều động thì điều động toàn bộ, pháp trận có thể tu sửa thì tu sửa toàn diện, nghiêm phòng xí thiên giới va chạm. Sau đó chính là thận trọng cân nhắc bọn hắn muốn đi con đường nào, rốt cuộc là tổ kiến liên minh, cùng nhau ứng phó nội chiến Thương Huyền sắp đến, hay là chủ động đầu nhập Khương Phàm, đánh cược tương lai. Đây là một cái quyết định gian nan, khảo nghiệm mưu lược cùng ánh mắt của người đương quyền. Nếu như chọn đúng, bọn hắn tiếp tục hưng thịnh. Nếu như chọn sai, bọn hắn sẽ bị chôn vùi ở thời đại này, hoặc là không gượng dậy nổi, đi đến hướng suy bại. Ngay trong lúc này, không ngừng có hoàng đạo tiếp Cửu Thiên Thần giáo, hy vọng có thể xin mời Cửu Thiên Thần Tôn ra tay, đến thâm không lùng bắt Khương Phàm, nhưng đều là bị Cửu Thiên Thần Tôn từ chối. Cho đến ngày 18 tháng 3, dưới sự hiệu triệu mãnh liệt của hai chí tôn hoàng đạo là Chu Thiên Thần Điện và Đại Quang Mang Thần Điện, toàn thể chủ nhân hoàng đạo Thương Huyền đã đồng ý lời mời tụ tập đến Thiên Khuyết Sơn. Đây không thể nghi ngờ chính là quy cách hội nghị cao nhất Thương Huyền, người đến tất cả đều là miếu chủ, điện chủ, nhân hoàng. Duy chỉ có man hoang chiến tộc là phái tới một vị tộc nhân, tự xưng tộc trưởng tọa vị thủ tịch nhập liệm sư, tên gọi tắt là Nhặt Xác. Nhặt xác cho các ngươi. Đối mặt loại khiêu khích cùng nhục nhã này, phía chủ sự đã đánh trả mà không hề lưu tình chút nào, chém đầu. Hôm nay hội nghị không có cần gì khác, mục đích chính là vây bắt Khương Phàm. Mặc kệ Khương Phàm trốn đến đâu, đều phải đẩy ra ngoài, tiêu diệt triệt để. Vấn đề đầu tiên chính là tạm thời bỏ dở chiến ước Thương Huyền, cho phép Thánh Hoàng, Thần Linh, hạ giới tác chiến. Thứ hai chính là khởi xướng liên hợp tuyên ngôn tại Thiên Khải chiến trường, nghiêm cấm hoàng đạo khác xâm nhập các hoàng đạo Thương Huyền trong lúc này, nếu không sau khi giải quyết Khương Phàm, chúng ta sẽ liên thủ khởi xướng cuộc chiến báo thù. Giọng điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện uy nghiêm mở màn kéo ra thịnh hội hôm nay. Thái độ vô cùng kiên quyết, đó chính là triệt để từ bỏ cái gọi là quy củ và ước định, không tiếc cái giá nào phải lùng bắt xí thiên giới, giải quyết triệt để mối uy hiếp là Khương Phàm này. Tại sự kiện Đại La Sơn trước đó, bọn hắn cũng còn nghĩ đến có thể bằng vào Thánh Linh Thánh Vương có thể xử lý sạch Khương Phàm, không cần thiết phải tiến hành cái gọi là hợp minh, cũng không có cần thiết tùy tiện xé bỏ chiến ước trước đó, càng không cần thiết kinh động các lão tổ tông. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần, triệt để giải quyết phần tử nguy hiểm Khương Phàm này. Điện chủ Chu Thiên Thần Điện nói, xí thiên giới đã ẩn nấp 2 tháng, rất có thể đang chuẩn bị tập kích, cũng có thể là đang chỉnh đốn toàn diện, nhưng bất luận là tập kích hay là chỉnh đốn, đều là uy hiếp lớn, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Đừng tưởng rằng Khương Phàm còn không có đánh tới trước mặt các ngươi cũng không cần phải khẩn trương, thật muốn giáng lâm nơi đó, các ngươi. Hừ hừ, kết quả chỉ sợ còn thảm hơn so với vạn đạo thần giáo. Không cần nói lời bức hiếp, ai cũng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu chúng ta đã tới, chính là muốn hành động. Thao thiết yêu tộc chúng ta đồng ý dỡ bỏ chiến ước Thương Huyền lâm thời, cũng đồng ý liên hợp ra tiếng với Thiên Khải chiến trường. Không phải tộc trưởng mới nhận chức của thao thiết yêu tộc cất nhắc mà là lão tộc trưởng tiền nhiệm một lần nữa tiếp quản toàn tộc. Mặc dù bọn chúng rất muốn tìm đám hỗn đản man hoang chiến tộc kia báo thù, nhưng bây giờ vẫn cần phải giải mối uy hiếp quyết Khương Phàm kia, sau đó lại bàn bạc chuyện khác. Xích Thiên Thần Triều, đồng ý. Cửu Thiên Thần Giáo, đồng ý. Vạn Đạo Thần Giáo, đồng ý. 11 Hoàng Đạo Liên Hợp tuyên ngôn, hủy bỏ chiến ước, Thánh Hoàng, Thần Hoàng không được tác chiến tại hạ giới, cũng cùng nhau tuyên ngôn với Thiên Khải chiến trường, uy hiếp Hoàng Đạo Đại Lục. Hải vực khác không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điện chủ Đại Quang Mang Thần Điện nói. Nếu tất cả hoàng đạo đều đồng ý,
tiếp theo chính là liên thủ lùng bắt Khương Phàm. Xí thiên giới là thâm tàng ở trong hư không, cần cửu thiên thần tôn tự mình ra tay, vì biểu hiện bày ra hành động quyết tâm liên hợp, đại quang mang thần điện phái hai vị thánh linh cảnh không võ, hiệp trợ xâm nhập hư không. Tất cả các chủ nhân hoàng đạo có chút động bất ngờ, bên trong đại quang mang thần điện lại có thánh linh cảnh không rõ. Lại còn là hai vị. Vậy mà bọn hắn không biết chút nào. Chu thiên thần điện, Xích thiên thần triều đang muốn tỏ thái độ, giáo chủ cửu thiên thần giáo đã giơ tay lên nói. Lùng bắt xí thiên giới là thôi được rồi, chúng ta muốn làm chính là dẫn dụ xí thiên giới ra hư không. Điện chủ đại quang mang thần điện khẽ nhíu mày. Cửu thiên giáo chủ, lời này của ngươi có ý gì? Năng lượng hỗn độn quay xung quanh xí thiên giới mạnh mẽ xa so với những gì chúng ta nhìn thấy, nếu như năng lượng như vậy giấu kín đến trong hư không, xem như thần tôn chúng ta lùng bắt, cũng giống như mỏ kim đáy biển, độ khó cực lớn. Hỗn độn của xí thiên giới lại có thể diễn biến hình thái cự long, còn hiện ra thần uy, các ngươi đều đã thấy được, cũng đều đã cảm nhận được, thần tôn chúng ta không thể nào đến hư không mạo hiểm. Cửu thiên giáo chủ nói để tất cả chủ nhân hoàng đạo cau chặt lông mày. Xích thiên nhân hoàng lạnh lùng nói. Cửu thiên giáo chủ, ở đây đều là chủ nhân hoàng đạo, là người cầm quyền thương huyền đương thời, nói lời lừa gạt đồ đần là coi như xong. Xí thiên giới chỉ kích phát năng lượng hỗn độn, tạm thời cho thấy uy lực và năng lượng cùng loại với thần uy, nhìn rất dọa người mà thôi. Nếu như xí thiên giới thật sự có thể bộc phát thế công cấp thần, lấy tính cách của Khương Phàm. Hắn đã sớm quét ngang toàn trường tại Đại La Sơn rồi, tất cả hoàng đạo đều sẽ bị một mẻ hốt gọn. Xí thiên giới không có quét ngang Đại La Sơn, chỉ nói rõ thế công của hắn không đủ mạnh, nhưng không có nghĩa phòng ngự không mạnh, cũng không có nghĩa năng lượng nội bộ không mạnh. Tha thứ ta nói thẳng, Khương Phàm điên cuồng và tàn nhẫn như thế nào các ngươi đều rõ ràng, nếu quả thật đi đến đường cùng, rất có thể hắn sẽ trực tiếp dẫn nổ xí thiên giới. Không, không phải khả năng, là khẳng định sẽ dẫn bạo. Giáo tôn chúng ta tuổi tác đã cao, gánh không được nguồn năng lượng kia. Cửu thiên giáo chủ đột nhiên nghiêm khắc để chúng chủ nhân hoàng đạo cùng nhau nhíu mày. Nếu như nhất định phải là thần tôn chúng ta đến hư không lùng bắt xí thiên giới, cũng không phải không thể. Nhưng, Xích thiên thần tôn, đại quang mang thần tôn, chư thiên thần tôn nhất định phải toàn bộ phối hợp hành động. Các lão tổ tông thánh hoàng của bát bộ hoàng đạo, cũng nhất định phải toàn bộ xâm nhập hư không. Chỉ cần tất cả hoàng đạo có thể làm được điểm này, thần tôn chúng ta nguyện ý lao tới thâm không, điều tra xí thiên giới. Nếu như làm không được, ý kiến của chúng ta là ngồi đợi Khương Phàm xuất hiện, hoặc là bố cục chỉ dẫn Khương Phàm xuất hiện, sau đó triệt để phong cấm vùng thế giới kia, cũng giúp cho hủy diệt đả kích. Cửu thiên giáo chủ nói xong rủ tầm mắt xuống không nói thêm lời nào, thái độ vô cùng minh xác. Hoặc là, cùng nhau chờ Khương Phàm đi ra, hoặc là, cùng một chỗ đến thâm không lùng bắt. Ai cũng không thể ngồi xem náo nhiệt mà không ra sức, ngồi mắt ăn bát vàng. Tất cả các chủ nhân hoàng đạo trầm mặc, hư không nguy hiểm, không chỉ có không có năng lượng tự nhiên, còn rất dễ dàng thất lạc, các lão tổ tông của bọn hắn khẳng định không nguyện ý. Mà, nếu quả như xí thiên giới thật sự giống như cửu thiên giáo chủ nói sẽ ầm ầm tự bạo như vậy, tràng diện đó thật khó mà có thể tưởng tượng được, phạm vi sát thương càng khủng bố. Đừng nói các lão tổ tông thánh hoàng của bọn hắn đỡ không nổi, thần tôn cũng khó khăn, đến lúc đó rất có thể sẽ trình diễn vở kịch thảm liệt lớn, đồng quy vu tận. Điện chủ đại quang mang thần điện ho nhẹ vài tiếng, đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Cửu thiên giáo chủ nói có lý, muốn đuổi bắt xí thiên giới tại hư không, không chỉ có độ khó rất lớn, mà vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn hành động, đương nhiên phải hành động toàn bộ, gặp được nguy hiểm, cũng phải cùng nhau gánh chịu. Ta đề nghị, xin chỉ thị tất cả thánh hoàng cùng các thần linh hoàng đạo, tận lực toàn thể xuất động, cũng đều mang lên vũ khí mạnh nhất của riêng mình. Mặc dù Khương Phàm điên cuồng, nhưng bên trong xí thiên giới tất cả đều là người thân bằng hữu của hắn, không phải bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối không thể nào trực tiếp dẫn bạo xí thiên giới. Chỉ cần sau khi gặp được liền quả quyết ra tay, hẳn là có thể giải quyết triệt để xí thiên giới, coi như cuối cùng không cách nào tránh khỏi xí thiên giới tự bạo. Bằng vào thực lực cùng vũ khí của các thánh hoàng, thần tôn bọn họ cũng không trở thành tổn thương quá nghiêm trọng. Bát bộ hoàng đạo trầm mặc không nói, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như Khương Phàm thật dẫn nổ xí thiên giới đồng quy vu tận, vậy thánh hoàng của bọn hắn rốt cuộc có thể gánh vác được hay không, thật đúng là không ai có thể biết được. Xích thiên nhân hoàng nói.
Sự nguy hiểm của Khương Phàm càng ngày càng mãnh liệt, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, giải quyết triệt để. Ta chỗ này có một đề nghị, toàn thể hoàng đạo vẫn liên hợp hành động, nhưng tạo thành 4 phân đội hành động. Xích Thiên Thần Triều cùng Phù Tăng Thần Cung liên thủ với Sinh Mệnh Thần Điện, sau khi gặp phải Xí Thiên Giới cùng tiến cùng lui. Nếu như Xí Thiên Giới thật tự bạo, Xích Thiên Thần Tôn chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho hai phe Thánh Hoàng bọn hắn. Cửu Thiên Thần Giáo cùng Thao Thiết Yêu Tộc liên thủ, Đại Quang Mang Thần Điện cùng Vạn Đạo Thần Giáo liên thủ với Cửu Lê Thần Cung, Chu Thiên Thần Điện cùng Thái Cổ Thần Miếu liên thủ với Thiên Cực Giới. Sắc mặt của tất cả các chủ nhân Hoàng Đạo hơi chậm, đề nghị như vậy rất không tệ. Tức là có thể tại thời điểm tiến công, tập trung năng lượng lại có thể tại thời khắc nguy hiểm, bảo đảm mình an toàn, không đến mức xuất hiện hỗn loạn. Vạn Đạo Giáo Chủ nói, Đại Quang Mang Thần Điện nhất định phải bảo đảm Sinh Mệnh Giáo Tôn chúng ta an toàn, đầu ước định này cần viết trong hiệp nghị. Nếu như, ta nói là nếu như, thật bị ngộ hại, Thần Điện phải cung cấp thần huyết cùng thần cốt làm hồi báo, bảo đảm chúng ta có thể tạo nên ra Thánh Hoàng mới. Thiên Cực Giới và Kim Giáp Cấm Thiên Trùng nói, ý kiến hay, nếu như Thánh Hoàng nhà ai chết rồi thì Chí Tôn Hoàng Đạo kia phải phụ trách. Vì để tránh cho quyết nợ, hy vọng tất cả Chí Tôn Hoàng Đạo sớm lấy ra thần huyết cùng thần cốt, để tránh đến lúc đó chơi xấu. Thao Thiết Yêu Chủ và các bát bộ Hoàng Đạo lập tức tán thành, mặc dù không tin Xí Thiên Giới sẽ tự bạo, nhưng vẫn phải làm cho tốt biện pháp an toàn, để tránh đến lúc đó lại thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quyết tâm vây bắt Khương Phàm của Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều rất lớn, không có cân nhắc bao lâu đã liền đồng ý. Cửu Thiên Giáo Chủ chậm rãi gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Điện Chủ Đại Quang Mang nói, hành động tại Đại La Sơn đã để cho các Hoàng Đạo Thương Huyền chúng ta mất hết mặt mũi tại trước mặt dân chúng Thương Huyền, thậm chí là Hoàng Đạo Bát Châu Thập Tam Hải, Khương Phàm bày ra tiềm lực, cùng năng lượng của Xí Thiên Giới, cũng đã vượt qua khống chế. Chúng ta tuyệt đối không thể để Thương Huyền lại lần nữa bộc phát nội chiến, tiêu hao năng lượng Thương Huyền vốn là đã mệt mỏi. Hành động lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất cử tiêu diệt Xí Thiên Giới, giết Khương Phàm, xử tử Thiên Hậu, giải quyết triệt để mối tai họa ngầm liên quan đến sinh tử của chúng ta, cùng tương lai của Thương Huyền. Ngày 18 tháng 3, dưới sự liên hợp hiệu triệu của Đại Quang Mang Thần Điện cùng Chu Thiên Thần Điện, 11 Hoàng Đạo Thương Huyền chính thức ký kết hiệp ước chiến tranh tên là Hành động Liệp Hỏa. Ngày 22 tháng 3, các Hoàng Đạo Thương Huyền ngoại trừ Man Hoang chiến tộc ra, tất cả đều liên hợp tuyên bố tuyên ngôn với chiến trường Thiên Khải, các Hoàng Đạo Thương Huyền tạm thời phong bế Hoàng Thành tại Thiên Khải, tiếp tục 6 tháng, trong lúc này nếu như bất cứ gì Hoàng Thành nào nhận bất cứ sự khiêu khích gì, 6 tháng sau các Hoàng Đạo Thương Huyền quay về Thiên Khải, sẽ liên hợp phản kích. Về phần Man Hoang chiến tộc, tùy tiện. Ngày 28 tháng 3, Thánh Hoàng, Thần Hoàng của các Hoàng Đạo Thương Huyền tụ họp lại, tự mình khống chế vũ khí mạnh nhất của tất cả Hoàng tộc, được Cửu Thiên Thần Tôn dẫn dắt phá toái, xâm nhập trong hư vô minh mông thâm thúy, lùng bắt tung tích Xí Thiên Giới. Cao điệu hành động cho thấy quyết tâm tiêu diệt Xí Thiên Giới, tiêu trừ tai họa ngầm của Hoàng Đạo, ngay cả Thiên Khải chiến trường đều rất bất ngờ, các Hoàng Đạo Thương Huyền lại có thể có khí phách như thế. Bầu không khí oanh động tại Thương Huyền thoáng an tĩnh. Lại không có người nào nghị luận về sự cường hãn cùng uy hiếp từ Khương Phàm nữa. Nếu Hoàng Đạo đều đã hành động như vậy, coi như Khương Phàm lại mời Tu La trở về, cũng khó thoát khỏi kết quả bị diệt trừ. Rõ ràng, Khương Phàm xong, Xí Thiên Giới xong. Các Hoàng tộc Thương Huyền đều thở phào thật sâu, Hoàng Đạo là thật ra sức. Trước đó còn tưởng rằng phải vận dụng Thánh Hoàng, không nghĩ tới đều xuất động 4 thần linh. Huyền Nguyệt Hoàng Triều và các Hoàng tộc khác cũng bắt đầu gieo hò chúc mừng. Ngồi đợi tin tức Khương Phàm bị giết, ngồi đợi hình ảnh Xí Thiên Giới bị kéo ra khỏi hư không mà, trà đạp. Nhưng, chuyện còn lâu mới thuận lợi được như suy nghĩ, cũng không có đơn giản như những gì tất cả Hoàng Đạo mong muốn như vậy. Sau khi Cửu Thiên Thần Tôn mang theo tất cả các lão tổ tông Hoàng Đạo xông vào hư không, lại giống như là đâm đầu vào bên trong hắc ám thâm uyên vô tận, bất luận lùng bắt thế nào, đều không có phát hiện bất cứ bóng dáng gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tất cả các lão tổ tông Hoàng Đạo cũng bắt đầu sốt ruột. Mặc dù bọn hắn liên hợp tuyên bố tuyên ngôn tại Thiên Khải, nhưng vẫn rất không yên lòng về nơi đó, luôn muốn nhanh chóng kết thúc sớm để trở về tọa trấn. Nhưng càng là sốt ruột, càng tìm không thấy bóng dáng. Cửu Thiên Thần Tôn cố gắng tìm kiếm ở trong hư không, khi thì tĩnh tọa, cảm ngộ hư không ba động, khi thì phóng thích chiều cường không gian,
dẫn phát mấy vạn dặm sóng cả, khi thì lui khỏi hư không giam cầm, thăm dò đã từng dấu vết lưu lại, cuối cùng diễn dịch thần pháp, bất hủ hô hoán, hay tuyên cổ lưu quang, nhưng đều không tìm ra manh mối. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo tấp nập thúc giục. Mặc dù hư không mênh mông, vô biên vô hạn, muốn tìm kiếm một mục tiêu thì không khác gì mò kim đáy biển, nhưng người phụ trách là của Cửu Thiên Thần Tôn, là thần linh của Thương Huyền Đại Lục, lại còn là thần linh không gian. Chỉ là thúc giục thì thúc giục, nhưng bọn hắn nhìn ra được đúng là Cửu Thiên Thần Tôn đều đang rất cố gắng. Xung quanh xí thiên giới là mê mụ hỗn độn, có thể giao hòa cùng hư không, sau khi đi qua rất khó để lại vết tích, muốn truy đuổi, cần đầy đủ kiên nhẫn. Chuyện này lúc trước đã giải thích qua cùng các vị, cho nên lúc ấy ta đã đề nghị phải dùng thời gian nửa năm lùng bắt. Nhưng, ta bây giờ lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Xí thiên giới không phải ẩn nấp rồi, mà đã rời khỏi vùng hư không này. Khương Phàm không dám mạo hiểm bước chân đến hư không đại lục khác, để tránh kinh động đến đế quân, cho nên chỉ có thể là trà trộn vào hư không hải vực. Hải vực có diện tích khổng lồ, hơn nữa còn là răng khắp 13 nơi. Nếu như Khương Phàm thật sự tiến vào không gian hải vực, muốn lùng bắt hắn độ khó càng lớn hơn. Lời Cửu Thiên Thần Tôn nói ra để sắc mặt các lão tổ tông hoàng đạo đều âm trầm xuống. Đại Quang Mang Thần Tôn nói. Ngươi nói thẳng xem có biện pháp khả thi hay không? Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu nói. Nếu như là Thánh Vương, Thánh Hoàng, thậm chí thần linh khác di chuyển ở trong hư không, chắc chắn sẽ để lại vết tích năng lượng mãnh liệt, nhưng xung quanh xí thiên giới lại có hỗn độn chiếm cứ, giao hòa cùng hư không, vết tích chẳng mấy chốc sẽ tản ra, muốn trực tiếp truy tìm, độ khó cực lớn. Chu Thiên Thần Tôn trầm giọng nói. Ý của ngươi chính là không có cách nào khác, chúng ta liên thủ hành động, cuối cùng ngay cả cái bóng dáng cũng không tìm tới. Ý của ta là, kéo dài kỳ hạn lùng bắt. Kéo dài bao lâu thì phù hợp. Kéo dài đến khi tìm tới mới thôi. Tìm tới mới thôi là lúc nào? Lùng bắt mục tiêu tại thâm không, không chỉ là dựa vào chúng ta tự mình cố gắng, còn phải dựa vào vận khí. Càng phải dựa vào một ít, sai lầm, của chính xí thiên giới, ba cái thiếu một cũng không được. Người muốn hỏi ta thời gian cụ thể, thật có lỗi, ta không trả lời được. Chu Thiên Thần Tôn nghiêm túc nói. Chúng ta nhất định phải tìm tới xí thiên giới, hủy xí thiên giới trong vòng nửa năm. Mặc dù chúng ta đã liên hợp tuyên ngôn với thiên khải, nhưng những hoàng đạo thiên khải kia cũng không thể nào vĩnh viễn an phận được. Một khi nơi đó thật xảy ra vấn đề, xem như sau đó chúng ta báo thù. Bọn hắn đều có thể sớm liên hợp lại. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo nhao nhao tán thành, Thương Huyền chiến trường hỗn loạn nguy hiểm hơn, bọn hắn đột nhiên liên hợp tuyên ngôn, lại cam đoan thời hạn nửa năm, những hoàng đạo kia khả năng kiêng kỵ, không dám tùy tiện làm cái gì. Nhưng nếu như bọn hắn thật bị kéo tại hư không Thương Huyền, một hai năm đều không quay về, những hoàng đạo kia chắc chắn dục dịch, lúc nào cũng có thể liên thủ lại, cưỡng ép phá hủy tất cả căn cơ của các hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải. Đến lúc đó bọn hắn coi như báo thù, lại có thể tìm ai báo thù. Chẳng lẽ tuyên chiến toàn diện với Bát Châu Thập Tam Hải sao? Gương mặt già nua Cửu Thiên Thần Tôn dần dần hiện ra vẻ lạnh lùng. Tìm không thấy Khương Phàm, là trách nhiệm của ta sao? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao, muốn tìm được Khương Phàm, ba cái điều kiện. Thiếu một thứ cũng không được, nếu như các ngươi thật sợ Thiên Khải có biến liền liên hệ chủ tử sau lưng bát bộ hoàng đạo của các ngươi đi. Cửu Thiên Lão Quỷ, bảy vị thánh hoàng hoàng đạo giận tím mặt, năng lượng kinh khủng chấn động vũ khí của riêng mình, khóa chặt Cửu Thiên Thần Tôn. Ta nói sai sao, bây giờ các ngươi cũng không gọi chủ tử nữa rồi, đổi thành gọi phụ thân rồi, hay là gọi mẫu thân. Cửu Thiên Thần Tôn dữ tợn, không gian cuồn cuộn, bình tĩnh hư không lập tức bạo động sóng cả, chiều dâng ngập trời. Xích Thiên Thần Tôn đưa tay bay lên ấn xuống, ngăn chặn thâm không cuồn cuộn. Cửu Thiên Thần Tôn, bây giờ không phải lúc so đo những thứ này. Cửu Thiên Thần Tôn từ từ khôi phục cảm xúc, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra mấy phần sát ý. Ta có thể thuyết phục mình hợp tác với các ngươi, đã là nhường nhịn lớn nhất, phụ mẫu nó, còn dám kêu gào cùng ta. Đám tạp toái ăn cây táo rào cây sung, nếu như không phải lão phu tuổi tác đã cao, nhất định sẽ tống táng các ngươi tại thâm không này. Vạn Đạo Thần Tôn và các thánh hoàng âm trầm sắc mặt. Nhưng thời khắc này lại bị lời uy hiếp của Cửu Thiên Thần Tôn chấn nhiếp, tất cả chỉ đành cố nén lửa giận. Cửu Thiên Thần Tôn hung tợn đảo qua mỗi một người trong bọn hắn, mới bình tĩnh lại, nói.
Sau khi Khương Phàm khống chế xí thiên giới, nếu như trực tiếp đi ra chinh chiến, nói rõ hắn vẫn như kiếp trước, điên cuồng bá đạo, nóng lòng cầu thành. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động ẩn nấp, nói rõ so với kiếp trước hắn đã nhiều hơn mấy phần nhẫn nhịn, cũng khẳng định sẽ dùng hết khả năng ngụy trang. Muốn tìm được hắn, thật sự có dễ dàng như vậy. Các ngươi nghĩ tới là vây bắt hắn, giải quyết tai họa ngầm. Khương Phàm nghĩ tới là sống thật tốt và mạnh lên, không phụ đã được đầu thai làm người. Hai loại chấp niệm, ai mạnh hơn ai? Đương nhiên là Khương Phàm. Nếu đã như vậy, hắn có thể tùy tiện để cho chúng ta tìm tới sao? Ý kiến của ta tại hội nghị ngày 18 tháng 3 đã thông qua giáo chủ của ta truyền đạt tới, liều lĩnh lùng bắt trong thâm không, độ khó cực lớn, tốt nhất là ngồi đợi xí thiên giới xuất hiện, bố cục vây bắt. Nhưng các ngươi cũng không nguyện ý, chỉ muốn mau chóng xử lý Khương Phàm. Được thôi, ta chấp nhận, nhưng muốn lùng bắt tại hư không, chính là cần kiên nhẫn. Vận khí tốt, nửa năm đầy đủ, vận khí không tốt, các ngươi điều tra 3 năm đều không lục ra được. Một phen nghiêm khắc trách cứ để tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều trầm mặc không dám nói loạn. Tại trong hư không mênh mông này, Cửu Thiên Thần Tôn không thể nghi ngờ chính là người mạnh nhất, mà về tuổi, Cửu Thiên Thần Tôn còn là người nhiều tuổi nhất. So với Đại Quang Mang Thần Tôn lớn tuổi thứ hai đều muốn lớn hơn 500 tuổi. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, chúng ta biết độ khó lùng bắt cực lớn, nhưng tình thế khách quan đang bày ở trước mặt, chúng ta thật không thể nào rời khỏi Thiên Khải quá lâu, nhất định phải trở về trong vòng nửa năm. Con dân Thương Huyền cũng đang chứng kiến trận hành động này của chúng ta, nếu như không thể nào đúng giờ kéo xí thiên giới về, chẳng khác nào lần nữa chứng minh với Thương Huyền rằng hoàng đạo vô năng. Mệnh của Khương Phàm không có đến đường cùng. Chu Thiên Thần Tôn cũng hạ thấp tư thái khó có được. Ngài hãy nghĩ biện pháp, Khương Phàm là kẻ địch chung của chúng ta, nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành 3 đến 5 năm, hậu quả thật sự không chịu nổi. Các thánh hoàng hoàng đạo đều cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Càng là tìm kiếm không đến, càng mang ý nghĩa tính bí mật của xí thiên giới còn cao hơn cả dự đoán, mà bây giờ đều không lục ra được. Tương lai chẳng phải sẽ tùy ý để Khương Phàm tùy tiện giáng lâm đả kích. Nghĩ tới đây bọn hắn liền không rét mà run. Cửu Thiên Thần Tôn trầm mặc thật lâu. Ta có một biện pháp, nhưng không xác định cụ thể có thể có bao nhiêu hiệu quả. Đại Quang Mang Thần Tôn nói. Chỉ cần là có cách thì hãy thử một lần, ngài cứ nói đừng ngại. Xin mời Tổ Sơn hỗ trợ. Lời Cửu Thiên Thần Tôn vừa nói ra đã để chư vị lão tổ tông đều không hiểu thấu. Tổ Sơn chỉ là tổ chức bảo vệ dân chúng, chỉ là có uy tín, chỉ là bảo vệ người bình thường. Sở dĩ tồn tại, là tất cả hoàng đạo cần mặt mũi, giải bày cho dân chúng mà thôi. Ngay cả những thánh hoàng thần linh bọn hắn đây cũng không tìm tới, Tổ Sơn có thể làm được cái gì? Cửu Thiên Thần Tôn liếc mắt nhìn Vạn Đạo Thần Tôn, nói. Thương Sinh Cung của Tổ Sơn có thể đả kích chính xác mục tiêu, cách 30-50 vạn dặm đều có thể bắn giết thánh linh. Nguồn năng lượng kia không phải uy lực tự nhiên bình thường, mà là mạnh hơn ngũ hành, là năng lượng ý chí siêu thoát cả thời không, mặc kệ Khương Phàm trốn ở nơi nào, đều có thể khóa chặt hắn. Chúng ta không hy vọng xa vời có thể bắn giết Khương Phàm, chỉ là dùng sát sinh tiễn chỉ dẫn phương hướng. Sắc mặt chư vị Thánh Hoàng Thần Tôn hơi biến đổi, đúng vậy. Đây cũng là ý kiến hay, sao bọn hắn lại không nghĩ tới chứ? Đại Quang Mang Thần Tôn lộ ra nụ cười. Vẫn là Cửu Thiên Thần Tôn suy nghĩ rộng rãi, bội phục, bội phục. Cửu Thiên Thần Tôn lạnh lùng nói. Gặp được chuyện liền phải giải quyết, mà không phải ồn ào phát tiết. Các vị thánh hoàng đều nghiêng ánh mắt đi, không dám đối mặt cùng hắn, tuy nhiên đều âm thầm bội phục, lão gia hỏa xác thực thông minh, vậy mà có thể nghĩ đến phương pháp này. Cửu Thiên Thần Tôn nói. Thường sinh cung chính là ngưng kết lời cầu nguyện của chúng sinh, năng lượng cầu nguyện càng mạnh. Hiệu quả khóa chặt càng tốt, khoảng cách đả kích càng dài. Mặc dù Khương Phàm giấu ở bên trong không gian bí ẩn được hỗn độn bao phủ, nhưng chỉ cần dân chúng cầu nguyện đạt tới trình độ nào đó, hẳn là có thể khóa chặt vị trí hắn. Đầu tháng 6, sau 2 tháng lùng bắt, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đã trở lại Thương Huyền. Lập tức truyền lệnh toàn tộc, toàn cung, thậm chí thần triều, hiệu triệu dân chúng Thương Huyền tại ngày 22 tháng 6 cùng ngày, cùng nhau cầu nguyện, Khương Phàm an khang. Mệnh lệnh quỷ dị như vậy để dân chúng Thương Huyền lâm vào bất an. Đầu đám lão gia hỏa kia bị kích thích rồi. Đây là muốn toàn thể quy thuận Khương Phàm sao? Cái sự đảo ngược này tới hơi có vẻ kích thích nhỉ. Nhưng, đối với con dân các vực mà nói,
Hoàng đạo chính là thần minh trên đầu bọn hắn, bảo bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Cùng lúc đó, tất cả thánh tổ cùng thần tôn hoàng đạo đều tề tụ đến đỉnh Tổ Sơn, yêu cầu Tổ Sơn tế lên Thương Sinh Cung, phóng thích sát sinh tiễn, bắn giết Khương Phàm. Tổ Sơn muốn kháng cự, nhưng tất cả các lão tổ tông hoàng đạo hoàn toàn không để ý tới, sau khi trực tiếp bọn hắn khống chế, liền sai khiến Thánh Vương Thánh Linh liên thủ mở Thương Sinh Cung ra. Theo tin tức lan tràn, Thương Huyền nhắc lên thanh triều chúc phúc, Khương Phàm an khang, mà càng ngày càng nghiêm trọng, trùng điệp. Năng lượng cầu nguyện bắt đầu xoay quanh ở Thương Huyền đại lục, loại năng lượng này vô hình vô chất, phiêu miểu khó lường, lại chân thực tồn tại. Sau đó, Khương Phàm đã nhận ra, hắn là lục đạo một trong những trưởng khống giả của Thương Sinh tạo hóa, chúng sinh cầu nguyện mãnh liệt như thế đương nhiên có thể ảnh hưởng đến hắn, cho dù là thân ở trong hư không. Cứ như vậy, Khương Phàm trong sự không hiểu thấu tiếp nhận lấy chúc phúc ban ân, hấp thu tới năng lượng cầu nguyện, không chỉ có Thương Sinh tạo hóa đột nhiên đốn ngộ rất nhiều, mà cảnh giới đều dễ như trở bàn tay bước vào niết bàn cảnh bát trọng thiên, ngay cả Thánh Vương Linh Văn đều tăng lên mấy phần. Chỉ là hạnh phúc bất thình lình để hắn cảnh giác, dù sao cũng quá khác thường. Mặc dù dân chúng đã bắt đầu kính sợ hắn, nhưng cũng không thể tiếp tục tăng vọt trong thời gian ngắn như vậy. Khương Phàm trầm tư suy nghĩ sau khi, nghĩ đến một cái khả năng. Đây không phải dân chúng tự phát kính sợ, mà là cưỡng chế ảnh hưởng. Có thể cưỡng chế dân chúng chỉ có thể là hoàng đạo. Hoàng đạo dĩ nhiên không phải muốn dân chúng chúc phúc hắn, rất có thể là muốn lợi dụng loại năng lượng này. Sát sinh tiễn. Hoàng đạo muốn dùng sát sinh tiễn khóa chặt hắn. Đây là chủ ý của ai? Ngày 22 tháng 6, hàng tỷ dân chúng Thương Huyền cùng nhau hô to, Khương Phàm an khang. Thanh triều cuồn cuộn, đạt đến cực hạn. Trời đất rung chuyển, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Thương Sinh Cung của Tổ Sơn nhận được chấn động trước nay chưa từng có, hào quang sáng chói chiếu rọi khắp nơi vạn dặm núi sông, phảng phất khung trời mênh mông có nhiều một vòng mặt trời, sau đó. Thiên địa lay động, Tổ Sơn oanh minh, sát sinh tiễn vặn vẹo càn khôn, vạn đạo nhượng bộ, đánh vào sâu trong hư không, phương hướng phóng đến Tây Bộ. Khương Phàm ở phía Tây. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo phấn chấn kích động, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng. Cách mỗi ba ngày, Thương Huyền cùng nhau cầu nguyện một lần, chỉ dẫn mục tiêu cho chúng ta, cho đến khi chúng ta trở về. Cửu Thiên Thần Tôn hét to một tiếng, mang theo tất cả các lão tổ tông hoàng đạo xông vào hư không, đuổi theo về hướng Tây. Bởi vì tốc độ của sát sinh tiễn cực nhanh, vừa lóe lên đã liền biến mất, cho nên bọn hắn cần kéo dài phóng thích, kéo dài chỉ dẫn, cho đến khi bọn hắn tìm tới Xí Thiên Giới. Lời cầu nguyện của con dân Thương Huyền tại ngày 22 mãnh liệt tăng vọt, để Khương Phàm cảnh giác, quả quyết nhắc nhở Dạ An Nhiên, di chuyển Xí Thiên Giới. Sau đó, khi tất cả các lão tổ tông hoàng đạo tăng cao nhiệt tình đuổi theo, ngày thứ ba thả ra sát sinh tiễn, vậy mà lại bị lệch phương hướng, xẹt qua thâm không hắc ám giống như là lưu tinh. Xí Thiên Giới hẳn là đang không ngừng di chuyển, tiếp tục đuổi. Cửu Thiên Thần Tôn làm ra phán đoán, mang theo bọn hắn vượt qua thâm không, tiếp tục truy đuổi. Cứ như vậy, sát sinh tiễn lại một lần tiếp lấy một lần phóng thích ra, Xí Thiên Giới cũng lại lần lượt di chuyển, phương vị lần lượt check đi. Trong hư không mênh mông, Cửu Thiên Thần Tôn khi thì đi phóng tới phía trái, khi thì phi nhanh đến bên phải, lặp đi lặp lại, tới tới lui lui, để các lão tổ tông hoàng đạo phiền muộn đến bực bội, cũng may sát sinh tiễn chỉ dẫn đại khái phương vị vẫn hướng Tây. Chỉ cần theo đuổi kéo dài xuống dưới, hẳn là có thể ngăn chặn Xí Thiên Giới. Ngược lại là Khương Phàm lại, hạnh phúc, ở bên trong Xí Thiên Giới, hắn thật sự hạnh phúc. Lời chúng sinh cầu nguyện không ngừng liên tục truyền đến đơn giản là mênh mông hơn so với năng lượng có trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc, để cảnh giới của hắn, linh văn, hồn phách, thậm chí lực lĩnh ngộ các loại, đều đang nhanh chóng tăng lên. Đầu tháng 7, sau khi Cửu Thiên Thần Tôn tới trăm vạn dặm trong hư không phóng, không còn đi đến phía trước nữa. Bởi vì, bọn hắn đợi không được ánh sáng từ sát sinh tiễn. Dù sao khoảng cách sát sinh tiễn chỉ dẫn chung quy vẫn có giới hạn, hàng tỷ con dân Thương Huyền cách mỗi ba ngày đều hô to nhưng cũng càng ngày càng bất lực, càng ngày càng không quan tâm, trong lúc vô hình lại ảnh hưởng đến khoảng cách của sát sinh tiễn. Cứ như vậy, bọn hắn không có chỉ dẫn, cũng không biết lại đuổi theo đến nơi nào. Đứng ở trong hư vô mênh mông, phóng tầm nhìn tới là bóng tối vô tận, không có phương hướng, không có khoảng cách. Ngày 20 tháng 7,
bọn người Cửu Thiên Thần Tôn lại quay về Tổ Sơn, muốn rời đi Thương Sinh Cung, đến thâm không chỉ dẫn Khương Phàm. Nhưng, Thương Sinh Cung tụ tập lời cầu nguyện của dân chúng dựa vào là tế đàn Tổ Sơn, còn có liên quan cùng vị trí Tổ Sơn, nếu như rời Thương Sinh Cung đi xâm nhập vào hư không, rất khó phát huy ra hiệu quả vốn có. Khi được Diêu Khải Minh lặp đi lặp lại giải thích, bọn hắn bất đắc dĩ đành từ bỏ cái yêu cầu thô lỗ này. Chí ít bây giờ có thể xác định là Khương Phàm đã chạy đến hải vực, mà không ngừng thay đổi vị trí. Cứ như vậy, muốn lùng bắt Khương Phàm càng khó hơn. Cửu Thiên Thần Tôn chậm rãi lắc đầu, nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xí thiên giới lang thang tại thâm không, ngồi đợi Khương Phàm phát triển lớn mạnh? Rốt cuộc là xí thiên giới có bí mật gì? Là năng lượng hỗn độn, lại là hỗn độn cự long. Vì sao trước đó lại không biết? Nếu như Khương Phàm giấu tại thâm không trên 10 năm hay 100 năm thì sao? Đến lúc đó hắn không phải thần linh, cũng là thánh hoàng. Nhất định phải tìm tới Khương Phàm, nhất định phải hủy xí thiên giới. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo lần nữa kích động lên, càng là tìm không thấy xí thiên giới, càng nói rõ xí thiên giới nguy hiểm. Bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép nguy hiểm như vậy tiếp tục lang thang tại hư không, xoay quanh ở trên đỉnh đầu bọn họ. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu nói. Ta đã cố hết sức, muốn tiếp tục lùng bắt Khương Phàm, thù cần sử dụng thời gian hao tổn. Vạn Đạo Giáo Tôn trầm giọng nói. Cửu Thiên Thần Tôn, ta không phải cố ý chất vấn ngài, nhưng chúng ta thật không hao nổi. Cửu Thiên Thần Tôn duỗi hai ngón tay ra, trước lung lay ngón đầu tiên, nói. Nếu như nhất định phải quyết định hủy đi xí thiên giới, chỉ có hai biện pháp. Cái đầu tiên vẫn như những gì ta nói, cần có thời gian. Đừng trừng mắt với ta, hãy nghe ta nói hết. Ta biết các ngươi lo lắng thiên khải, không ngại hành động từng nhóm. Thay phiên theo giúp ta lùng bắt hư không, thay phiên về thiên khải tọa chấn. Lùng bắt hư không phải bảo đảm có ba thần tôn, ba bốn thánh hoàng, tọa chấn thiên khải phải bảo đảm một thần tôn. Lại phải chiếu cố kỹ lưỡng toàn bộ hoàng thành của Thương Huyền chúng ta tại Thiên Khải. Cứ như vậy, nếu như tìm tới xí thiên giới, có thể bảo chứng chấn sát, Thiên Khải nơi đó có uy hiếp, kẻ địch khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Quang Mang Thần Tôn lập tức đồng ý. Có thể thực hiện, xí thiên giới hẳn không có thần linh thật, chỉ là có thể mượn nhờ hỗn độn thể hiện ra uy thế cùng loại với thần linh, có thể phòng ngự mà không thể tấn công. Nếu không Khương Phàm cũng không thể nào trực tiếp trốn vào hư không sau sự kiện tại Đại La Sơn. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta cam đoan số lượng ba thần tôn, hẳn là có thể bảo đảm thời điểm khi tìm thấy xí thiên giới triệt để chấn sát. Chu Thiên Thần Tôn cũng đồng ý đề nghị. Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta không ngại điều đi toàn bộ Thánh Hoàng Thiên Khải của riêng mình, hình thành uy hiếp, như thế này Thiên Khải nơi đó kẻ địch hẳn sẽ không quá không kiêng nể gì cả. Xích Thiên Thần Tôn biểu thị đồng ý. Bây giờ chúng ta không nên quá để ý mặt mũi, chỉ cần cuối cùng có thể tìm tới Khương Phàm, giết Khương Phàm, một năm hai năm đều có thể chấp nhận. Miếu chủ thần miếu hỏi Cửu Thiên Thần Tôn. Ngài vừa mới nói còn có biện pháp thứ hai. Khuôn mặt mo tang thương của Cửu Thiên Thần Tôn lại nổi lên vẻ dữ tợn. Biện pháp thứ hai, lại càng dễ tìm tới Khương Phàm. Do bát bộ hoàng đạo các ngươi liên hệ chủ tử sau lưng. Sắc mặt của miếu chủ thần miếu và các lão tổ hoàng đạo lập tức trầm xuống. Cửu Thiên Thần Tôn mặc kệ sắc mặt bọn hắn, tiếp tục nói. Lúc trước kiêng kỵ nhất phần thiên thần hoàng xưng đế chính là bọn hắn, bây giờ phần thiên thần hoàng luân hồi trùng sinh, chẳng lẽ bọn hắn chỉ đứng nhìn. Ở trong chuyện khác, ta kiên quyết phản đối bọn hắn nhúng tay sự vụ Thương Huyền, nhưng lần này ta có thể tiếp nhận bọn hắn điều động thần linh bước chân vào hư không. Nếu như bát bộ hoàng đạo các ngươi có thể mời được 8 vị thần ma liên thủ, lùng bắt Khương Phàm còn không dễ dàng. Miếu chủ thần miếu trầm giọng nói. Cửu Thiên Thần Tôn, ta tôn trọng ngài, cũng xin ngài tôn trọng chúng ta. Giữa chúng ta cùng đế tộc đúng là có chút liên hệ, nhưng chỉ vẻn vẹn cực hạn trong. Câm miệng ngươi lại đi, hoạt động giữa bát bộ hoàng đạo cùng đế tộc còn thiếu sao. Đám rác rưởi các ngươi đây chính là sâu mọt Thương Huyền, hưởng thụ vinh quang nơi này. Lại chuyển vận tài nguyên cho đế tộc. Thương Huyền càng ngày càng yếu, cũng là bởi vì các ngươi. Nếu như không phải ta cho rằng Thương Huyền thật chịu không được tiêu hao nội chiến, phụ mẫu nó ta thật nguyện ý liên hợp Khương Phàm, là thanh lý Thương Huyền, giết sạch các ngươi. Ánh mắt Cửu Thiên Thần Tôn sắt bén như đao, quét mắt đến miếu chủ thần miếu và các chủ nhân hoàng đạo. Xích Thiên Thần Tôn, Đại Quang Mang Thần Tôn,
chư thiên thần tôn cũng hơi nhíu mày, rất không nguyện ý nổi xung đột cùng bát bộ hoàng đạo vào giờ phút như thế này, nhưng rõ ràng giữa chí tôn hoàng đạo bọn hắn cùng bát bộ hoàng đạo có dây dưa cùng ân oán, cũng hiểu lửa giận của cửu thiên thần tôn. Điện chủ sinh mệnh thần điện ho nhẹ vài tiếng. Vẫn là dựa theo biện pháp đầu tiên tới làm đi, thay phiên lùng bắt thâm không, thay phiên tọa trấn thiên khải. Phù Tang thần cung và các lão tổ tông hoàng đạo cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, chuyển đề tài rời đến phía trên này, không nguyện ý lại chịu lão gia hỏa nhục nhã nữa. Cửu thiên thần tôn nói, ta sẽ ở lại trong hư không, chủ trì nhiệm vụ lùng bắt. Thiên khải nơi đó, cần các ngươi chiếu cố cửu thiên hoàng thành của ta nhiều hơn. Đại quang mang thần tôn nói, đó là đương nhiên, thật đến chấn sát Khương Phàm, ngài là công thần hàng đầu. Cửu thiên thần tôn nói, ta không cần làm công thần, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể kiên nhẫn và hiểu nhiều chút, không cần luôn luôn thúc giục. Còn có, nếu như ngày nào đó ta mệt mỏi, cũng cần phải rời khỏi hư không, tạm thời chỉnh đốn. Nếu như, ta nói là nếu như, thật tìm không thấy Khương Phàm, không được trách nhiệm trách tội đến trên đầu ta. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều tỏ ra vẻ đã hiểu. Mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng bọn hắn cũng đều thấy được cửu thiên thần tôn đang cố gắng, không chỉ cần phải chủ trì lùng bắt, còn muốn trải trúc đường hầm hư không cho bọn hắn, càng phải bày mưu tính kế. Mà, tuổi tác cửu thiên thần tôn đã cao, vẻ mặt và tư thái rõ ràng đã để lộ ra già nua cùng suy yếu, có thể làm được như thế này rất không dễ dàng. Sau khi trải qua quyết định, đội ngũ lùng bắt đầu tiên do cửu thiên thần giáo, xích thiên thần tôn, chu thiên thần điện, thao thiết yêu tộc, phù tang thần cung, sinh mệnh thần điện tạo thành, còn lại thì đều trở về thiên khải, tỏa chấn cảnh giới. Mỗi đội ngũ lùng bắt duy trì trong thời gian 2 tháng. Cứ như vậy, các hoàng đạo thương huyền đã ổn định lại tinh thần, tiếp tục lùng bắt tại thâm không, tổ sơn thường cách một thời gian cũng sẽ phóng thích sát sinh tiễn, xác định đại khái phương hướng, vị trí của xí thiên giới. Chỉ là các lão tổ tông hoàng đạo thương huyền làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cửu thiên thần tôn chủ trì lùng bắt sớm đã, đầu hàng địch, mà, sát sinh tiễn, được bọn hắn coi là chỉ dẫn cũng tương đương với một cái cảnh báo, mỗi lần phóng thích đều giống như nhắc nhở Khương Phàm, này, ngươi nên đổi chỗ. Dưới sự vận hành xảo diệu của cửu thiên thần tôn, đội hoàng đạo lùng bắt tiến hành hừng hực khí thế, nhưng thủy chung không có bất kỳ tiến triển thực chất nào. Đảo mắt đã đến đầu năm thứ 12. Tất cả hoàng đạo thay phiên đổi hai nhóm, cũng lại bắt đầu vội vàng sao động. Nhưng, cửu thiên thần tôn thật sự rất ra sức, ngay cả tất cả võ giả không gian tùy hành hoàng đạo đều âm thầm bội phục, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo thực sự không có ý tứ thúc giục. Kỷ nguyên năm 12, vào tháng 8, rốt cuộc cửu thiên thần tôn cũng bị bệnh. Liên tục lang thang trong hư không hơn một năm, lại không ngừng mà tiêu hao cực độ, để thân thể già nua của hắn đã gần kề với sụp đổ. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo nhìn hắn càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng đau đớn, cũng thực sự không thật thể nói nhiều thêm cái gì, chỉ có thể để hắn trở về tu dưỡng. Ngày mùng 5 tháng 8, cửu thiên thần tôn trở lại thần giáo, hành động lùng bắt tạm thời có một kết thúc. Tin tức không gần như chỉ gây nên nghị luận mới ở Thương Huyền, mà cũng làm cho hoàng đạo tại thiên khải cảnh giác. Cho tới bây giờ, không có người sẽ chế giễu hoàng đạo vô năng, mà là kiêng kỵ lấy xí thiên giới quỷ bí. Vậy mà lại có thể bình yên vô sự dưới sự liên hợp lùng bắt của tất cả lão tổ tông hoàng đạo thương huyền, đây quả thực là kỳ tích. Tháng 12 năm 12, cửu thiên thần tôn triệu tập các lão tổ tông hoàng đạo thương huyền, khởi động lại hành động lùng bắt, còn cao điệu mang tới 10 vị thánh linh không gian của thần giáo, bắt đầu liên thủ dùng vũ khí cấm kỵ, triển khai phạm vi lùng bắt càng lớn. Tư thái của cửu thiên để tất cả hoàng đạo đề trấn khí thế, thậm chí chủ động đưa lên đan dược quý giá cho cửu thiên thần tôn. Bảo đảm hắn có thể giữ vững tinh thần. Nhưng, sau 2 tháng lùng bắt ngắn ngủi, cũng chính là vào cuối tháng 1 năm 13, thời điểm cửu thiên thần tôn khống chế vũ khí cấm kỵ bởi vì mỏi mệt mà xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, tạo thành phản phệ, phun máu tại hư không, hôn mê tại chỗ. Ngay cả xích thiên thần tôn và những người khác đều ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng phát giác được sinh mệnh cửu thiên thần tôn đang khô kiệt, đó là dấu hiệu sắp hao hết thọ nguyên. Chẳng lẽ kéo dài tiêu hao đã nghiền ép tiềm lực của hắn, sớm đã tiêu hao thọ nguyên không còn thừa mấy. Bọn hắn hộ tống cửu thiên thần tôn khẩn cấp rời khỏi hư không, cũng thay phiên dò xét, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn lại cảm giác lão gia hỏa này. Phải chết. Sau khi cửu thiên thần tôn trở về thần giáo,
thần giáo lập tức xin mời tất cả hoàng đạo rời khỏi, sau đó đã toàn diện phong tỏa Cửu Tiêu Thiên ở hạ giới cùng hoàng thành Thiên Khải. Đây đối với toàn bộ hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền mà nói đều là một việc cực lớn, Cửu Thiên thần giáo là chí tôn hoàng đạo, đệ nhất đại giáo Thương Huyền, còn có được các loại linh văn cường đại như Hư Thiên, Như Ý, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, thần giáo đến bây giờ còn không có trở bồi dưỡng được đến mới hạt giống thần tôn, thần giáo lớn như vậy chỉ có một thánh hoàng, mà đã hơn ngàn tuổi. Nếu như Cửu Thiên thần giáo đã mất đi thần linh, không chỉ có mang ý nghĩa lực ảnh hưởng chỉnh thể của chí tôn hoàng đạo Thương Huyền bị hạ xuống, cũng mang ý nghĩa uy hiếp đối với bát bộ hoàng đạo bị hạ xuống. Nhất là Thao Thiết của Bắc Bộ, Vạn Đạo của Tây Bắc, Man Hoang của Đông Bắc, Bắc Thái đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Huyết Ma đế tộc phía sau lưng ba bên hoàng đạo này cũng có thể thừa cơ mở rộng thế lực tại đại địa Bắc Bộ Thương Huyền. Trong lúc nhất thời, không có người nào lại nhắc đến chuyện xí thiên giới, đều đang mật thiết chú ý tình huống của Cửu Thiên thần giáo, mong mỏi Cửu Thiên thần tôn có thể gắng gượng qua. Nhưng Cửu Thiên thần giáo lại phong bế toàn diện, không tiếp kiến bất cứ ai. Chuyện này cũng tăng lên sự suy đoán của các phương, Cửu Thiên thần giáo càng khẩn trương, càng mang ý nghĩa thần tôn lành ít dữ nhiều. Cửu Thiên thần tôn hư hư thực thực tử vong. Đột nhiên xuất hiện tin tức lớn đã lập tức nhanh chóng lan tràn tại Thương Huyền đại lục, thậm chí là Thiên Khải chiến trường, gây nên oanh động kịch liệt, thậm chí xuất hiện khủng hoảng. Trước đó, ai cũng biết thọ nguyên của Cửu Thiên thần tôn đã rất lớn, thọ hết chết già, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên như vậy. Vị thần tôn không gian này chết đi, ảnh hưởng đối với Thương Huyền thật sự quá lớn. Không chỉ có cách cục nội bộ Thương Huyền sẽ xuất hiện rung chuyển, mà một ít hoàng đạo tại chiến trường Thiên Khải đều sẽ nhìn chằm chằm. Trước mắt càng quan trọng hơn là, không có Cửu Thiên thần tôn, bọn hắn đi đâu lùng bắt xí thiên giới. Mặc dù Cửu Thiên thần giáo còn có hai vị thánh vương không gian, nhưng ai có ý tốt dưới loại tình huống này sẽ tiếp bọn hắn, thỉnh cầu tiếp tục lùng bắt. Huống chi Cửu Tiêu Thiên đã phong bế toàn diện, không tiếp kiến bất cứ kẻ nào. Chẳng lẽ tùy ý để xí thiên giới phiêu đãng tại hư không sao? Chẳng lẽ bỏ mặc Khương Phàm từ từ trưởng thành sao? Nhưng Cửu Thiên đã chết, thần giáo phong bế, bọn hắn thật sự không thể ra sức. Ngày 12 tháng 2 năm thứ 13, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, ba bên chí tôn hoàng đạo đã bí mật gặp gỡ, sau khi trải qua cãi vã kịch liệt, bọn hắn đã gian nan làm ra quyết định, tạm thời buông xuống việc lùng bắt Khương Phàm, bắt đầu điều chỉnh bố trí tại Thiên Khải cùng hạ giới. Tại Thiên Khải, bọn hắn muốn ký kết liên minh, nghiêm phòng tất cả hoàng đạo các châu rình mò, làm tốt chuẩn bị sắp bộc phát chiến tranh. Ở hạ giới, bọn hắn giữ vững liên minh, cảnh giác ba bên đế tộc Bắc Thái, Bạch Hổ, Huyết Ma thẩm thấu quá độ tại phương Bắc. Ba bên chí tôn hoàng đạo kết minh cùng cảnh giác để hoàng đạo bên ngoài Thương Huyền một lần nữa trở lại vị trí của riêng mình, giữ vững rằng co cùng chí tôn hoàng đạo, để cạnh nhau vứt bỏ lùng bắt đối với xí thiên giới. Bầu không khí giữa các hoàng đạo Thương Huyền bỗng nhiên khẩn trương, trở lại cục diện đối địch trước đó. Kỷ nguyên năm thứ 13 đều là ở dưới một tình huống, năm mới, hỏng bét như thế này. Cách cục hoàng đạo dung chuyển, xí thiên giới biến mất một cách thần bí, đều bịt kín một tầng mê vụ cho Thương Huyền đại lục, cũng làm cho tất cả hoàng tộc lâm vào bên trong khẩn trương. Không có hoàng đạo lùng bắt xí thiên giới, tất nhiên nơi đó sẽ nhanh chóng trưởng thành, phát triển thành tai họa ngầm, uy hiếp tất cả hoàng tộc Thương Huyền. Nhất là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, thời điểm xí thiên giới tái nhập Thương Huyền, rất có thể sẽ khai đao với bọn hắn đầu tiên. Nhìn Hoàng Triều như huy hoàng phồn hoa, lại như đã gõ chuông tang. Rất nhiều hoàng tộc đã bắt đầu cân nhắc tình cảnh của bọn hắn lại từ đầu, là liên hợp lẫn nhau, báo đoàn sưởi ấm, hay là trực tiếp tìm hoàng đạo làm nơi nương tựa, cùng nhau chống cự Khương Phàm, hay lại đứng về phía Khương Phàm bên kia. Tại thời điểm cục diện Thương Huyền biến ảo sóng gió, hàng xóm của bọn họ là Thần Dụ Chi Hải, lại lâm vào bình tĩnh. Thế giới mới xuất hiện đảo loạn cục diện Thần Vực Chi Hải, oanh động đến hải vực cùng đại lục lân cận, nhưng phong ấn dưới đáy biển lại không thể phá vỡ, mặc cho bọn hắn tập kết bao nhiêu cường giả tấn công đều không thể phá vỡ nơi đó. Trong lúc đó khung trời đã chủ động sụp đổ hai lần, càng là vô tình nuốt vào càng nhiều cường giả. Cho nên tại đầu năm năm thứ 13, Thần Dụ Chi Hải đã triệt để từ bỏ tiến công. Đối với thế giới mới dưới đáy biển, tâm tình của bọn hắn cũng từ tức giận biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng thế giới mới không thể nào vĩnh viễn yên lặng ở nơi đó, khu trời nơi nào đột nhiên mở ra,
chắc chắn là tai nạn của thần dụ chi hải. Cứ như vậy, thời gian lặng yên trôi qua, một tháng lại một tháng. Bầu không khí tại Thương Huyền tiếp tục khẩn trương, dân chúng bình thường suy đoán thời gian xí thiên giới giáng lâm, cùng mục tiêu đả kích hàng đầu, tất cả hoàng tộc lại tăng cường đề phòng, ngày đêm không nghỉ duy trì vận chuyển pháp trận, hoàng đạo thì khẩn trương với cục diện trước mắt, phân biệt nhìn chằm chằm khung trời cùng hạ giới. Sốt cuộc, kỷ nguyên năm thứ 13, tháng 7, Thiên Khải chiến trường bộc phát một trận ác chiến thảm liệt. Đào Một yêu tộc, Thao Thiết yêu tộc, cùng Kỳ yêu tộc liên hợp với ba bên hoàng đạo Nguyên Thủy, Tinh Túc, Phiêu Miểu, đột nhiên khởi xướng vây công hiếm thấy đối với Cửu Thiên Hoàng Thành sở thuộc Cửu Thiên Thần Giáo. 300.000 thú triều, 10 vạn chiến binh, trong vòng 8 ngày ngắn ngủi đã quét ngang 5 vạn dặm, vây kín Cửu Thiên Hoàng Thành. Cửu Thiên Hoàng Thành mở ra pháp trận, chặn đánh đẫm máu. Sau 5 ngày, Cửu Thiên Hoàng Thành bắt đầu lung lay sắp đổ. Tại thời khắc sinh tử tồn vong, nội bộ Hoàng Thành lại bộc phát thần uy thảm liệt. Cửu Thiên Thần Giáo lấy tay cụt của thần tôn huyết tế pháp trường, hoắc loạn thiên địa, hình thành không gian hắc hà, ngăn chặn thế công. Thiên Khải oanh động, không ở chỗ thần giáo phản kích, mà là cánh tay cụt kia. Ý vị này thần tôn đã chết, sớm tách rời chiến khu, mai táng Hoàng Thành, bảo vệ lãnh địa quan trọng nhất. Cửu Thiên Thần Tôn xác định đã cố vong. Tổ địa nhân tộc đã không còn thần linh không gian nữa. Thương Huyền Đại Lục, chỉ còn 3 vị thần tôn. Trong lúc nhất thời, Thiên Khải chiến trường đã như gió nổi mây phun, số lượng lớn hoàng đạo đều nhìn chằm chằm vào, bắt đầu ngấp nghé khống chế lãnh địa Thương Huyền. Vạn Đạo Thần Giáo, Thao Thiết yêu tộc, lần lượt nhận được mật lệnh đến từ đế tộc phía sau, tăng lên việc thẩm thấu đến xung quanh Thương Huyền, cũng chính thức lan tràn đến trung vực Bắc Địa. Man hoang chiến tộc thở phào. Không có Cửu Thiên uy hiếp, bây giờ bọn hắn chỉ còn một cường địch là Xích Thiên Thần Triều, mà cục diện Thương Huyền lại hỗn loạn, càng làm cho bọn hắn có được hoàn cảnh phát triển an toàn hơn. Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, ba bên chí tôn Thương Huyền đến tận bây giờ lại không còn tâm tư lùng bắt Khương Phàm nữa, bọn họ đã bắt đầu tiếp tục tăng thêm cường giả đến Thiên Khải, cũng nghiêm khắc nhắc nhở Cửu Thiên Thần Giáo bảo vệ trung vực Bắc Địa. Tuyệt đối không thể để xúc tu bát bộ hoàng đạo ngả vào tịnh thổ, sau cùng của Thương Huyền. Lúc này xí thiên giới đang thong thả phiêu đãng trong hư không minh mông, tiếp tục phát triển. Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lăng Huyên, Du Cảnh Chiến. Lần lượt vượt qua sinh tử cảnh nguy hiểm, bước lên niết bàn cảnh mà mình chờ mong đã lâu. Tịch Nhan không chỉ có vượt qua sinh tử cảnh, còn thăng hoa linh văn. Từ luân hồi thánh văn biến thành luân hồi thiên văn. Tử hoa nở rộ trên trán giống như là minh hoa chân thực, sinh động như thật, linh thú mỹ lệ. Chu Thanh Thọ hoàn thành biến đổi, lấy tinh hà thiên văn tiến đến niết bàn cảnh, rốt cuộc cũng hình thành sức chiến đấu. Sau khi Thương Hàn Nguyệt là người cuối cùng vượt qua sinh tử cảnh, Khương Phàm đã mang theo bọn hắn tiến vào không gian hỗn độn, giải trừ đại hoang phong ấn, dưới sự hiệp trợ của hỗn độn cự long, tất cả đã dung hợp chiều sâu với tinh thạch do thần long di cốt biến thành. Những tinh thạch này đã từng trợ giúp Cửu Thiên Thần Giáo tạo nên thần linh, thánh hoàng, được hỗn độn cự long hiệp trợ nó lại lần nữa tỏa ra sự sống, mang cho bọn người Khương Phàm năng lượng mênh mông, cơ duyên phi phàm. Mặc dù thần nguyên trong tinh thạch đều bị tiêu hao, nhưng vẫn có thể mang cho chí tôn thánh phẩm linh văn như bọn người Tiêu Phượng Ngô tẩm bổ đặc biệt như cũ, giao phó cho bọn hắn tiềm lực tương lai lấy thánh văn tiến đến bán thánh. Vào tháng 11 năm thứ 13, nội bộ xí thiên giới oanh động. Khương Quỳ đi trước tất cả Phượng Hoàng, biến đổi linh văn bước lên cảnh giới Thánh Vương. Đây không chỉ là việc xí thiên giới sinh ra vị Thánh Vương thứ hai, càng làm cho tất cả mọi người thấy được tiềm lực của đế cốt. Theo sát phía sau, Khương Bá hóa thân thành, diệt thế yêu hoàng, tiến đến cảnh giới Thánh Linh. Đặc tính hủy diệt của Thánh Văn, diệt thế dung nham, đang thăng hoa đến vấn đề thiên phẩm sau đó lại được phóng đại cực hạn. Trong những tháng ngày tiếp theo, Hướng Vãn Tình, Chu Bất Dĩ, Huyền Quy, liên tiếp bước lên thánh linh cảnh, phát triển đội hình thánh cảnh của xí thiên giới. Khương Phàm bước lên cảnh giới bán thánh, cũng khiến cho đám người gieo hò. Lấy thực lực của hắn, tiến vào bán thánh cũng không khác gì khi theo vào thánh cảnh lắm, mà hắn càng mạnh, mang ý nghĩa hắn càng an toàn, càng có thể mang theo bọn họ đi càng xa. Ngoài ra, giới chủ, thiên hậu, tặc điểu và các cường giả quan trọng cũng đều tăng thực lực lên, kích thích tất cả mọi người tu luyện. Đã đến tháng 2, năm 15, trong một tháng xí thiên giới liên tiếp chấn động hai lần.
Đầu tiên là Kiều Vô Hối tắm rửa quốc vận, hoàn thành biến đổi linh văn, bước lên Thánh Vương thiên phẩm, cũng chính thức đột phá cảnh giới, lấy bất diệt thiên hoàng tiến Thánh Vương cảnh. Sau đó chính là Khương qua được đế huyết tẩm bổ, hoàn thành biến đổi linh văn, bước lên Thánh Vương thiên phẩm, cũng trở thành vị Thánh Vương thứ tư của Xí Thiên Giới. Đội hình bốn vị Thánh Vương, cho Xí Thiên Giới khí thế phấn chấn, rốt cuộc bọn hắn cũng đã có lực lượng chinh chiến Thương Huyền. Tháng 7, năm 15, Khương Phàm an bài Bách Lý Mạc Yêu, Ngư Cung rời khỏi Xí Thiên Giới, trở về Thương Huyền trước thời hạn, giải quyết chuyện phát sinh những năm gần đây, là trở về làm chuẩn bị cho thời gian sắp đến, thuận tiện bái phỏng Cửu Tiêu Thiên, hiểu rõ vực sâu từ đầu đến cuối hắn đều nhớ mong, nhìn nơi đó xem phải chăng có biến. Đầu tháng 9, bọn người Ngư Cung trở về, mang theo tin tức của Thương Huyền. Cửu Thiên chết gây nên kịch biến cho Thương Huyền. Cửu Thiên thần giáo phong cấm toàn diện, không tiếp tục để ý bất cứ sự vật gì. Thao Thiết Yêu tộc, Vạn Đạo thần giáo mượn cơ hội này tấp nập thẩm thấu trung vực. Số lượng lớn dân chúng tụ tập đến lãnh địa thánh địa, thỉnh cầu bảo hộ. Thiên Khải nơi đó giống như đang tấp nập bộc phát chiến tranh, Chu Thiên thần điện, Đại Quang Mang thần điện, Xích Thiên thần triều đều tiếp nhận áp lực lớn trước đó chưa từng có. Nhưng đều là lời đồn. Nơi đó là thiên khải chiến trường, hạ giới không thể nào điều tra. Vào tháng 5 năm 15, Đại Quang Mang thần điện đột nhiên xuất kích ở hạ giới, kịch liệt bộc phát xung đột cùng Cửu Lê thần cung, tựa như bởi vì một ít chuyện từ thiên khải, triệt để chọc giận Đại Quang Mang thần điện, bọn hắn muốn hủy đi Cửu Lê thần cung ở hạ giới. Đại chiến kéo dài hơn 30 ngày, sau đó Vạn Đạo thần giáo cưỡng ép nhúng tay, Thái Cổ thần miếu đều đưa ra cảnh cáo, Đại Quang Mang thần điện bị ép rút lui. Cũng vào tháng 5, Xích Thiên thần triều đột nhiên phát binh, phân ra ba đường xuất kích, một đường lên phía bắc đến Thao Thiết Yêu tộc, một đường tây tiến đến Phù Tăng Kim Ô, một đường xuất chinh đến Man Hoang chiến tộc, do ba vị lão tổ thánh hoàng tự mình mang binh. Ba bên hoàng đạo khẩn cấp điều chi đội từ Thiên Khải về, toàn diện chặn đánh. Dù vậy, Thao Thiết Yêu tộc vẫn bị trọng thương, Kim Ô rút lui đến phía sau thần cung, liều chết thủ vững, chỉ có Man Hoang chiến tộc nơi đó chống đỡ được. Cuối cùng hình thành cục diện giằng co. Tháng 7, cũng chính là thời điểm chúng thần vừa mới xuống dưới điều tra, Xích Thiên thần triều đã rút quân toàn bộ. Theo suy đoán, Xích Thiên thần triều là đã gặp phải phiền toái lớn tại Thiên Khải, đầu tiên bọn hắn triệt để trấn nhiếp Tam Đại Hoàng Đạo tại hạ giới, quét sạch hoàn cảnh hạ giới, sau đó triệu tập càng nhiều cường giả, xuất chinh Thiên Khải. Bách Lý Mạc Yêu mang tới tin tức để bên trong Xí Thiên giới phấn chấn không thôi. Ai cũng không nghĩ tới Thương Huyền lại loạn thành cục diện này, đây là vừa vặn tiện nghi cho bọn hắn. Chỉ là Cửu Thiên thần tôn chết để bọn hắn cảm thấy thật đáng tiếc, cũng hoài nghi phải chăng liên minh giữa hai bên có biến cố. Ngay cả Hướng Vãn Tình cũng đều nhắc nhở Khương Phàm, tự mình tiếp Cửu Tiêu Thiên, nhìn cụ thể tình huống nơi đó, một lần nữa ký kết liên minh hợp tác. Cửu Thiên giả chết, Thương Huyền quỷ bí. Sau khi Khương Phàm liên tục hỏi thăm Bách Lý Mạc Yêu, hắn đã đạt được hai cái kết luận. Thiên hậu đồng ý với phán đoán của Khương Phàm. Cửu Thiên không thể nào sẽ chết dễ dàng như vậy, phía sau cục diện bạo loạn của Thương Huyền ẩn giấu đi sự quỷ bí. Người khác khả năng không có nhạy cảm như vậy, nhưng đối với hai cuồng nhân chiến tranh như Khương Phàm, Thiên hậu chinh chiến cả đời ở kiếp trước này mà nói, từ bên trong đã ngửi được nguy hiểm. Cuối tháng 9, Bách Lý Mạc Yêu trở về, mang đến tin tức từ Cửu Thiên thần giáo, hoặc là cảnh cáo. Cửu Thiên giả chết, dùng cái này khiến cho Hoàng Đạo từ bỏ lùng bắt. Phong bế thần giáo, mục đích tập kết cường giả tinh nhuệ cảnh giới đại hoang, cũng giám sát các Hoàng Đạo Thương Huyền. Cửu Thiên giáo chủ nhắc nhở, sự hỗn loạn tại Thiên Khải sau tháng 3, 5, 10 tháng đã cơ bản bình định, dưới sự hiệu triệu của Đại Quang Mang thần tôn, tất cả lão tổ Hoàng Đạo đã bí mật tập kết vào tháng 4, chế định kế hoạch, dụ bắt. Tất cả Hoàng Đạo phỏng đoán. Xí Thiên giới sẽ không tiềm ẩn quá lâu ở hư không, cũng sẽ bí mật giám sát Thương Huyền, cho nên bọn hắn cố ý chế tạo loạn cục cho Thương Huyền, để Xí Thiên giới cảm giác thời cơ phù hợp, lựa chọn chủ động giáng lâm Thương Huyền, khởi xướng chinh chiến. Ngoài ra, tất cả Hoàng Đạo liên hợp suy đoán mục tiêu chinh chiến được lựa chọn đầu tiên của Xí Thiên giới có hai cái, một có thể là Huyền Nguyệt Hoàng Triều, một có thể là Xích Thiên Thần Triều. Tất cả Hoàng Đạo quyết định phân biệt thiết chí. Vòng dụ bắt tại Huyền Nguyệt cùng Xích Thiên. Vòng dụ bắt tại Huyền Nguyệt do Đại Quang Mang thần điện làm chủ, ba bên Hoàng Đạo là Vạn Đạo thần giáo, Cửu Lê thần cung cùng Thái Cổ thần miếu phối hợp. Đầu tiên là chế tạo chiến tranh thảm liệt, tạo nên giả tượng quyết liệt cho thế nhân,
lừa dối tai mắt điều tra của Xí Thiên Giới, sau đó bọn hắn bí mật tụ tập tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành, chờ đợi Xí Thiên Giới giáng lâm. Vòng dụ bắt tại Xích Thiên do Xích Thiên Thần Triều làm chủ, hai phe hoàng đạo là Phù Tang Thần Cung và Thao Thiết Yêu Tộc phối hợp. Là chế tạo chiến tranh, sau đó kiến tạo cục diện toàn bộ cường giả Xích Thiên đăng lâm Thương Huyền, Hoàng Thành chống rỗng nghiêm trọng, sau đó tập kết cường giả tinh nhuệ của Thần Triều cùng hai đại hoàng đạo tại Xích Thiên Hoàng Thành, ngồi đợi Xí Thiên Giới giáng lâm. Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới, Sinh Mệnh Thần Điện làm chi đội dự bị, toàn bộ đỉnh cấp cường giả tụ tập tại khu vực trung vực. Nếu như sau khi Xí Thiên Giới bị hủy diệt, nhân vật quan trọng chạy trốn, đội dự bị sẽ khởi xướng lùng bắt trước tiên, giải quyết triệt để cá lọt lưới, bình định Thương Huyền nội loạn. Tin tức mà Bách Lý Mạc Yêu đưa đến đã để vô số người đều hít vào khí lạnh. Hoàng đạo lại có thể từ bỏ ân oán, một lần nữa tổ kiến liên minh chiến tranh. Đây là bọn hắn quyết không bỏ qua việc phải trừ diệt Xí Thiên Giới. Khương Phàm hỏi, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nơi đó chuẩn bị thế nào? Nơi đó bị tất cả hoàng đạo cho rằng là có khả năng nhận tập kích nhất, cho nên đang bí mật tiếp xúc Kiếm Hùng Hoàng Triều, Trấn Nam Yêu Quốc, còn có Hỗn Độn Tử Phủ. Ngoài ra, trong ngoài Huyền Nguyệt Hoàng Thành đang ký kết pháp trận, phong phú tài nguyên. Nơi đó không giống với Xích Thiên Thần Triều, có cơ sở pháp trận, có thể nghênh chiến Xí Thiên Giới, dù sao Huyền Nguyệt cũng là hoàng tộc, lại còn là hoàng tộc xếp hạng cuối cùng, pháp trận tương đối yếu kém, muốn chống cự Xí Thiên Giới hay giam cầm Xí Thiên Giới. Cần ký kết số lượng lớn pháp trận, phong phú tài nguyên khổng lồ. Còn có vấn đề càng quan trọng hơn, nơi đó cần ký kết pháp trận bí ẩn, ẩn giấu tất cả thánh vương, thánh hoàng, thậm chí khí tức thần linh hoàng đạo. Cho nên nơi đó đang đứng ở giai đoạn bố trí, bởi vì lo lắng gây nên cảnh giác, cho nên đều làm rất bí ẩn, tiến trình tương đối chậm chạp. Cửu Thiên Thần Giáo an bài rất nhiều cường giả giám sát dày đặc ở nơi đó. Dựa theo suy đoán của bọn họ, dự tính pháp trận có thể hoàn thành trước sau cuối tháng 10. Dạ An Nhiên nói, pháp trận phòng ngự không hoàn thành, khí tức che giấu pháp trận thì sao? Cũng đang tiến hành. Khí tức che giấu pháp trận không hoàn thành, chẳng phải tất cả các lão tổ tông hoàng đạo còn chưa tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xác thực không tới. Bây giờ chính là cơ hội, thừa dịp vòng dụ bắt chiến tranh còn không có thành hình. Phá hủy Huyền Nguyệt Hoàng Thành, cướp đoạt những tài nguyên pháp trận phong phú kia. Bầu không khí tăng vọt, may mắn có Cửu Thiên giám sát, trước thời hạn đã hiểu rõ tình huống. Mặc dù bây giờ đã ký kết liên minh, nhưng Huyền Nguyệt nơi đó còn không có thật sự hình thành lực lượng, đúng là thời cơ để bọn họ xuất chinh. Khương Phàm ngăn lại. Đầu tiên chờ chút đã, Đại Hoang nơi đó thì sao? Bách Lý Mạc Yêu nói. Rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Nguyên lời của giáo chủ nói là, người lại không liên hệ bọn hắn sẽ từ bỏ Liệp Thần Thương. Khương Phàm chau mày. Mau nói. Liệp Thiên Ma Hoàng thức tỉnh. Vào 5 tháng trước, đột nhiên thức tỉnh, thôn phệ số lượng lớn ác linh sát hồn, tẩm bổ linh hồn hắn bị Liệp Thần Thương ăn mòn, sau đó muốn dung hợp huyết nguyệt, tái tạo huyết nhục. May mắn lúc ấy thần giáo Thánh Hoàng tọa trấn ở nơi đó, kịp thời cô lập huyết nguyệt, nếu không bây giờ Liệp Thiên Ma Hoàng đã trùng sinh. Cũng rút Liệp Thần Thương ra rời khỏi. Đột nhiên thức tỉnh, là có cái gì đã để hắn tỉnh lại? Thần giáo đang điều tra, sau đó đã đưa ra phán đoán. Hẳn là vết nứt kéo dài đến Hắc Ma Đại Lục đang lan tràn khuếch tán, khí tức bay tới từ nơi đó đã đánh thức ma hồn yên lặng của Liệp Thiên Ma Hoàng. Thậm chí rất có thể là Hắc Ma Đế Quân đã nhận ra vết nứt, ở nơi đó hô hoán Ma Hoàng. Sắc mặt Khương Phàm trở nên khó coi. Hẳn là còn không đến mức đánh thức Hắc Ma Đế Quân, nếu không đã lần theo vết nứt xác định vị trí. Đó là phỏng đoán bết bát nhất của thần giáo. Khả năng nhất vẫn là quen thuộc với thức Hắc Ma Đại Lục, nên ma hồn mới bị đánh thức. Bây giờ thần giáo đang ở nơi đó khẩn trương ký kết cấm chế, vặn vẹo không gian xung quanh, ngăn cách liên hệ cùng phía ngoài để tránh tiếng ma hống của Liệp Thiên Ma Hoàng thuận vết nứt bừng tỉnh Hắc Ma Đại Lục. Bọn hắn còn triệu tập số lượng lớn cường giả, đang trấn áp huyết nguyệt. Ngăn cản Liệp Thiên Ma Hoàng tái tạo cơ thể. Khương Phàm lắc đầu, xem ra đầu tiên phải đi vực sâu. Mà, nếu Ma Hoàng đều thức tỉnh, không cần thiết lại diễn biến Đại Hoang Tù Thiên trận gì, cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, trực tiếp đụng Xí Thiên Giới tới đi. Thiên Hậu nói, vực sâu dung chuyển, đối với Đại Hoang có ảnh hưởng gì? Bách Lý Mạc Yêu lắc đầu. Hắc ám không kiểm soát, bao phủ Đại Hoang không phân ngày đêm.
còn bắt đầu lan tràn đến Lang Gia Hoàng Triều, La Phù Sơn Mạch, nơi đó đang khẩn trương rút lui. Sau khi Khương Phàm thận trọng cân nhắc, nói. Muốn khống chế Liệp Thần Thương, đầu tiên phải triệt để ngăn cản Ma Hoàng tái tạo cơ thể. Huyết Nguyệt là mấu chốt, dứt khoát, để cho chúng ta nuốt. Chúng ta, nuốt. Đám người trừng to mắt nhìn Khương Phàm. Đây chính là máu tươi Liệp Thiên Ma Hoàng dùng thời gian ngàn năm cướp đoạt, không cần đứng lên chẳng lẽ còn muốn ném đi. Nhưng, nếu như dung hợp Huyết Nguyệt, Liệp Thiên Ma Hoàng khẳng định sẽ liều chết phản kích. Đến lúc đó động tĩnh khó tránh khỏi khiến cho Thái Cổ Thần Miếu thậm chí thiên cực giới chú ý. Khương Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Bách Lý Mạc Yêu. Người nói Huyền Nguyệt nơi đó đang tiếp xúc với Hỗn Độn Tử Phủ. Hỗn Độn Tử Phủ là Hoàng Đạo Tây Bộ kết nối cùng Trung Vực, vị trí địa lý đặc thù cùng siêu cấp chiến khu cường đại, để tên Tử Phủ thịnh truyền ở Tây Bộ cùng Trung Bộ. Nhưng theo cục diện tấp nập thay đổi của Thương Huyền, tình cảnh của Hỗn Độn Tử Phủ đã bắt đầu vi diệu. Giữa bọn hắn cùng Khương Phàm từng có mâu thuẫn, thậm chí còn suýt chút nữa hại chết qua hắn, thật sợ sệt ngày nào đó Khương Phàm lại đột nhiên kéo lấy Xí Thiên Giới giáng lâm đến trước mặt bọn hắn. Mặc dù Hỗn Độn Tử Phủ xem như xếp tại hàng đầu trong hoàng tộc, lực lượng cũng không phân tán giống như thế lực hoàng triều, nhưng đối mặt với Xí Thiên Giới bây giờ, bọn hắn là thật không có bao nhiêu lòng tin. Đại ca, Ngô Chính Hùng gõ cửa phòng tộc trưởng, cung kính hành lễ. Ngô Chính Uyên đang ngồi trên ghế mây, thản nhiên nói. Người của Huyền Nguyệt đi rồi. Ngô Chính Hùng ngồi xuống, thở dài. Lần này không có ý định đi, trực tiếp ở trong thành. Còn nói nhân hoàng bọn hắn đang suy nghĩ tự mình tới. Ngô Chính Uyên nhẹ nhàng quơ ghế mây. Huyền Nguyệt sốt ruột thật. Ngô Chính Hùng cười khổ nói. Xí Thiên Giới trốn vào hư không cũng đã gần 5 năm, Huyền Nguyệt đều khẩn trương 5 năm. Mặc dù rất nhiều người đều nói Xí Thiên Giới có thể muốn ẩn núp tại hư không 10 năm 20 năm, nhưng đều là suy đoán, chẳng may là 5 năm thì sao. Cho nên Huyền Nguyệt Hoàng Triều muốn trước khi kỳ hạn 5 năm tiến đến, phải ký kết vững vàng liên minh. Ngô Chính Uyên đưa tay lau trán, không nói gì, chỉ là thở thật dài. Huyền Nguyệt khẩn trương, Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn làm sao không khẩn trương. Nếu như Huyền Nguyệt thật bị Xí Thiên Giới tiêu diệt, chắc chắn sẽ chấn nhiếp được hoàng tộc khác, đến lúc đó ai cũng có khả năng biến thành mục tiêu đả kích. Ngô Chính Hùng đụng đụng phía trước, hạ giọng nói. Đại ca, lần này tộc lão Huyền Nguyệt đã để lộ cho đệ một tin tức bí mật, chính là chỗ đó đã làm tốt bố trí, có nắm chắc chống cự được Khương Phàm. Ngô Chính Uyên cười, cười một cách khô cằn. Gia Châu này thổi, chỉ bằng bọn hắn có thể chống cự Khương Phàm. Coi như lại kéo thêm ba hoàng tộc hợp tác cùng bọn hắn. Cũng gánh không được Xí Thiên Giới kia va chạm. Đệ cũng chế giễu như thế, nhưng bọn hắn dường như đã tính trước rồi. Cụ thể nói như thế nào? Chỉ là hàm hồ đề vài câu, nói phải chờ tới sau khi chúng ta gia nhập liên minh, hoặc là sau khi nhân hoàng Huyền Nguyệt, Tiêu Tấn Võ tự mình tới, nhìn tình huống lại nói chuyện cùng chúng ta. Theo ý kiến của đệ, đây là ra vẻ bí ẩn, hay là thật sự có bố trí gì? Khó mà nói được, nếu quả thật có bố trí. Vậy thì đó nhất định là thế lực thật sự có thể đối kháng Xí Thiên Giới, ví dụ như Đại Quang Mang Thần Điện. Nhưng Đại Quang Mang Thần Điện cùng Cửu Lê Thần Cung, còn có Tây Nam Tây Bắc đã huyên náo hung, đánh từ Thiên Khải, đánh tới Hạ Giới, bây giờ bọn hắn hẳn là không có tâm tư để ý tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều Tây Bộ sống chết thế nào. Đúng vậy, Đại Quang Mang Thần Điện cao ngạo tựa như mặt trời lên cao, tự cho mình thanh cao, tuyên dương chúng sinh thần phục, lại xem chúng sinh như sâu kiến. Trong mắt của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ thấy hoàng đạo, từ trước tới giờ không để ý tới hoàng tộc, ngay cả chúng ta cũng nhìn không thuận mắt, bọn hắn có thể để ý tới Huyền Nguyệt sống chết. Ngô Chính Hùng nói, nhưng vị tộc lão Huyền Nguyệt hoàng thất kia còn nói thêm một câu, không nên bị biểu tượng lừa bịp, Huyền Nguyệt không phải mộ địa, mà là chiến trường. Ngô Chính Uyên chau mày, lão già này không bày rõ ra vẻ cao siêu, bí ẩn sao? Ta buồn nôn đám lão già hoàng thất kia. Âm mưu quỷ kế chơi nhiều rồi, nói chuyện luôn luôn che giấu từ trước tới giờ không chỉ ra. Nếu như nhân hoàng Huyền Nguyệt tới thật, đệ nên bàn bạc như thế nào? Hay là đại ca tự mình tiếp đãi? Ngô Chính Hùng cũng rất xoắn xuýt, kỳ thật hắn có thể cảm giác được Huyền Nguyệt hoàng thất nghĩ thấu để lọt càng nhiều tin tức, nhưng bởi vì đại ca bên này vẫn có thái độ mập mờ, hắn không nhận được chính xác ý định gì, không tốt ra bên ngoài thể hiện, Huyền Nguyệt bên kia cũng chỉ có thể đè ép. Ngô Chính Uyên trầm mặc. Bây giờ,
vấn đề không phải có hợp cùng huyền nguyệt hay không, mà là con đường tương lai của hỗn độn tử phủ ở nơi nào. Là không đếm xỉa đến, hay là chủ động xuất kích. Không đếm xỉa đến hiển nhiên không thể nào, nếu như Thương Huyền bộc phát nội chiến, ai cũng không thể không đếm xỉa đến, nhất là hỗn độn tử phủ bọn hắn đây đã sớm tiếp xúc qua cùng Khương Phàm. Nhưng chủ động xuất kích vậy thì phải lựa chọn thế nào? Đầu nhập vào hoàng đạo sao? Hắn thật không nguyện ý cùng đám gia hỏa đại quang mang thần điện ra vẻ đạo mạo kia hợp tác. Một khi bọn hắn buông xuống tư thái, liếm láp mặt đi tìm kiếm hợp tác, đại quang mang thần điện khẳng định cho là hỗn độn tử phủ đã không còn đường lui, muốn tìm đến cầu được bảo hộ, sau đó cũng sẽ không xem như minh hữu mà đối đãi, mà là vũ khí trong tay. Ký kết liên minh cùng khác hoàng tộc. Giữa tất cả hoàng tộc đều vụn vặt lẻ tẻ phân tán các nơi, liên minh có thể có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn muốn hợp tác cùng Khương Phàm, đó chính là muốn làm kẻ địch cùng toàn Thương Huyền. Ngô Chính Uyên thật sự không biết nên lựa chọn thế nào. Dù sao đây không phải lựa chọn bình thường, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trực tiếp tống táng toàn tộc, hắn cũng sẽ biến thành tội nhân thiên cổ của huyết mạch hỗn độn, sẽ bị hậu thế lăng mạ. Hắn rất muốn giao vấn đề này cho các lão tổ tông, nhưng các lão tổ tông càng hy vọng hắn trước có cái mục đích, sau đó lại thương lượng cùng bọn họ. Mà một cái mục đích này, chẳng khác nào do Ngô Chính Uyên đẩy lên phía trước, gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đại ca, đây là thời điểm làm quyết định. Ngô Chính Hùng nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ thật sớm tại lúc Cửu Thiên chết, hoàng đạo bắt đầu từ bỏ lùng bắt xí thiên giới, là hắn biết đại ca đã bắt đầu cân nhắc tương lai của hỗn độn tử phủ. Trong mấy năm này thường xuyên mình khóa trong phòng, có đôi khi một lần đợi chính là 10 ngày nửa tháng, mấy năm xuống tới, đại ca đều đã tiểu tụy đi rất nhiều. Nhưng, chuyện vẫn phải làm quyết định, không thể nào luôn luôn treo ở đó được. Quyết định, ta có thể có cái gì quyết định? Mặt mũi Ngô Chính Uyên tràn đầy đắng chát. Đầu tiên, chúng ta phải bài trừ mục đích hợp tác cùng Khương Phàm. Vì sao? Cái này còn phải hỏi sao? Vì sao lại trực tiếp bài trừ? Vì sao? Ngô Chính Hùng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trong ý thức đại ca đã từng có ý nghĩ hợp tác cùng Khương Phàm? Cái này không được. Tuyệt đối không thể được. Đại ca, huynh hồ đồ rồi sao? Mặc dù Khương Phàm có được xí thiên giới, còn giấu đến trong hư không, nhìn như bình yên vô sự, nhưng sớm muộn cũng là muốn đi ra khai chiến. Kiếp trước Khương Phàm có thể quật khởi, còn có thể leo lên thiên khải chinh chiến. Không chỉ bởi vì tự bản thân hắn rất mạnh, nguyên nhân rất quan trọng vẫn là hắn ký kết minh hữu tại giai đoạn trước, tất cả hoàng đạo cũng không nghĩ tới hắn thật có thể có thành tựu, bỏ mặc hắn trưởng thành, thậm chí là... Bất luận là Thương Huyền hay là ngoại giới đều cho rằng mục tiêu cuối cùng của hắn nhất định thành các hoàng đạo Thương Huyền, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp muốn xưng đế. Bây giờ thì thế nào? Ai cũng biết mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn cũng chính là đến để rằng co cùng hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền. Tất cả hoàng đạo càng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, sẽ không tùy ý lại để cho hắn lên trời chứng đạo, cho nên bại cục của Khương Phàm kỳ thật đã được định. Khương Phàm cứ như vậy không có chút phần thắng nào. Ta nói bại cục, là toàn cục, coi như Khương Phàm có thể thắng được thắng lợi nhất thời, cuối cùng vẫn sẽ bị tất cả hoàng đạo tiễu sát. Coi như hắn kỳ tài ngút trời, được thiên quyến chú ý, nắm trong tay Thương Huyền đại lục, cuối cùng vẫn phải nghênh chiến bách tộc thiên khải, còn phải đứng trước đế tộc tám phương. Hắn không có phần thắng. Lời Ngô Chính Hùng nói đã để Ngô Chính Uyên lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, Khương Phàm không chỉ muốn khai chiến tại Thương Huyền, mà phải nghênh chiến bách tộc thiên khải, còn có chí cao đế tộc. Kiếp trước, Khương Phàm còn có thể hợp tung liên hoành, còn có thể âm mưu dương mưu phối hợp điều động, cường địch cũng là một kẻ lại tiếp theo một kẻ khác đến, mà bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới lại không có một bằng hữu nào. Tất cả đều là kẻ địch đằng đằng sát khí muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khóe miệng Ngô Chính Uyên bôi lên vẻ đắng chát, trước đó ta đang do dự cái gì, ta lại đang chờ đợi cái gì. Ngô Chính Hùng nói, đại ca, chúng ta không thể nào hợp tác cùng Khương Phàm, cũng không thể không đếm xỉa đến, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm hợp tác. Để biết huynh không nguyện ý hợp tác cùng đại quang mang thần điện, cũng xem thường huyền nguyệt, huynh rất mờ mịt. Nhưng... chúng ta không ngại thẳng thắn tiếp xúc một lần cùng Huyền Nguyệt trước, xem bọn rốt cuộc hắn có bố trí gì. Ngô Chính Uyên thở dài, nói. Chờ nhân hoàng Huyền Nguyệt đến, ta sẽ tới đón. Hỗn độn tử phủ đang do dự cái gì? Lại còn không có hợp tác cùng Huyền Nguyệt. Là tộc trưởng bọn hắn tại nhớ tới ta đây,
hay là Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối không có lộ ra bí mật cùng bọn hắn. Trong tử lâu nào đó tại Hỗn Độn Đại Thành, Khương Phàm nhìn qua phương hướng tử phủ, mang trên mặt ý cười trêu tức. Đương nhiên là nhớ tới ngươi, thứ thân tình này, là không dứt bỏ được. Tiêu Phượng Ngô ngồi ở bên cạnh bàn rót rượu ngon, tùy tiện thưởng thức. Thân tình. Những người khác sửng sốt một chút, ngừng đôi đũa bận rộn trong tay lại. Tiêu Phượng Ngô kẹp lên một miếng thịt ném tới trong miệng, cười hắc hắc. Nghĩ ca ca của ta là con rể tử phủ. Nha! Đám người lộ ra nụ cười xấu xa, gật gật đầu, tiếp tục ăn thức ăn ở trước mặt. Khương Phàm lắc đầu, tiếp tục nhìn qua phương hướng tử phủ. Chu Thanh Thọ ngồi đối diện Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng. Ta không tin. Ngươi không tin cái gì? Ta không tin hắn lên được. Ngô Khuynh Thành kia thân cao trọn vẹn gấp hai lần hắn. Hắn vừa đứng lại chỉ mới đến eo, làm không tốt vẫn là phần eo hướng xuống chỗ kia, hắn nhiều nhất có thể duỗi duỗi đầu lưỡi. Phốc! Đám người bàn bên cạnh tập thể cười sặc sụa. Ngươi cầm thú biết cái gì? Không phải đứng tới đấy sao, ngươi sẽ không nằm sấp lên à? Vậy cũng không thích hợp, người ta cũng không phải thân thể cao, người ta đó là to toàn diện, món đồ kia của hắn cũng chỉ như trí ớt trước cửa. Quá mức! Khương Phàm im lặng cắt ngang. Càng nói càng thái quá. Đám người nín cười nhịn một lát, Tiêu Phượng Ngô nói. Ta cảm thấy lấy là đã bắt lấy, không phải vậy nghị ca ca của ta có thể nhớ mãi không quên, nhất định phải tới đây. Chu Thanh Thọ thể hiện đột nhiên quái dị, lặng lẽ cười. Không có được mới nhớ mãi không quên đâu. Tiêu Phượng Ngô liếc mắt nhìn Hàn Ngạo ở bên cạnh, cũng cười hắc hắc. Ngạo ca ca, Nam tỷ tỷ còn không có đồng ý sao? Hàn Ngạo nhíu mày. Đừng dắt theo ta. Tiêu Phượng Ngô nói. Ta thật không rõ, người cũng đã biến thành cự long, Nam tỷ tỷ lại còn thờ ơ, thật sự là kỳ lạ. Chu Thanh Thọ rót cho mình chén rượu. Thái độ kia của Nam tỷ tỷ, nói như thế nào đây? Có thể dùng bốn chữ để hình dung. Bốn chữ nào? Triệu Thế Hùng, Lý Dần, Phượng Bảo Nam trông qua. Chu Thanh Thọ thoáng hắng giọng, vừa muốn mở miệng. Lại bị ánh mắt lạnh như băng của Hàn Ngạo cưỡng bức cho nghẹn trở về. Đám người hậm hực, không còn dám trêu chọc. Nhưng chuyện của Hàn Ngạo cùng Lâm Nam, bọn hắn thật nhìn không thấu, rõ ràng Hàn Ngạo đầy đủ ưu tú, cũng đã trở nên trầm ổn, nhưng Lâm Nam chính là không động tâm. Nửa năm trước, hai tên Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thọ này đã tạo một cơ hội đặc biệt, buộc Hàn Ngạo đi thổ lộ, kết quả Lâm Nam lại nói một câu, ngươi quá ưu tú, ta không xứng với ngươi. Khiến cho Hàn Ngạo đau thương 10 ngày đều không có đi ra ngoài, cự ngạc huyền quy vui ở bên ngoài khua chiêng gõ trống. Càng khiến người ta bất đắc dĩ là, Lâm Nam giống như có chút ý tứ với Du Cảnh Chiến, thường xuyên cùng nhau tu luyện. Khương Phàm cũng nhịn không được nói. Ngươi và Lâm Nam từ nhỏ đến lớn đều quá quen thuộc nhau, mối quan hệ càng là giống thân tình, nàng đã xem ngươi trở thành đệ đệ. Đệ đệ bốc đồng, đệ đệ phách lối, đệ đệ ngạo mạn. Đây là ấn tượng cố định đã hình thành từ nhỏ, không phải ngươi nói đổi liền có thể đổi. Phượng Bảo Nam nói xong, đám người đồng loạt nhìn sang, vừa muốn kinh ngạc, tiếp đó lại giật mình. Suýt nữa quên mất, cái tên gia hỏa Phượng Bảo Nam này nam không nam nữ không nữ đã trở thành bằng hữu thân thiết của đám nữ hài tử kia, thường xuyên tập hợp một chỗ, còn thiếu việc tắm rửa cùng nhau. Những lời này khẳng định là nghe được từ trong miệng nha đầu Cơ Lăng Huyên. Phượng Bảo Nam lại nói, người bây giờ là thiên phẩm linh văn, cự long yêu thể, mặc dù rất ưu tú, lại cho Lâm Nam áp lực, nàng càng kháng cự từ trong tiềm thức, không nguyện ý để cho người ta hiểu lầm trước đó nàng không đồng ý là ngươi không đủ mạnh, ngươi đủ mạnh nàng mới động tâm. Chu Thanh Thọ chuyển đến bên cạnh hắn, tò mò hỏi, nàng và Du Cảnh Chiến xảy ra chuyện gì? Chuyện cứ bình thường như vậy thôi chứ sao? Chuyện cứ bình thường như vậy. Bọn họ đều là linh văn thuộc tính lôi, cảnh giới đều không khác mấy, tuổi tác không sai biệt lắm, vừa vặn cùng nhau luận bàn chứ sao. Thật không có chút ý tứ khác. Đừng chỉ nữa, nơi này không có người khác, đều là huynh đệ nhà mình. Nàng giống như thật có chút ý tứ, nhưng cái tên Du Cảnh Chiến kia. Các ngươi cũng biết đấy, hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, đều đã nhanh nhập ma. Là muốn nhập ma. Đám người rất tán thành. Không có gặp qua ai tu luyện điên cuồng như vậy, cơ hồ đều không ngủ được, toàn bộ đều nhờ đan dược cam đoan tinh thần. Đây là xem như chuyện gì? Tình tay ba sao? Triệu Thế Hùng im lặng lắc đầu,
tình yêu nam nữ thật phiền phức, may mắn hắn không động vào. Độc Cô Kiếm mà mặt không thay đổi ngồi ở bên cạnh, không thích nói chuyện, cũng không để ý tới loại chuyện này, nhưng hắn thật thích loại không khí mà tất cả mọi người tập hợp một chỗ này. Lúc này, Bách Lý Mạc Yêu đi đến gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Điều tra rõ ràng, đây là lần thứ 16 Huyền Nguyệt Hoàng Triều đến đây, trước đó đều là nói xong liền trở về, lần này ở lại không đi, có tư thế buộc Hỗn Độn Tử Phủ tỏ thái độ. Khương Phàm hỏi, thái độ Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó thì sao, vẫn không có xác định. Bách Lý Mạc Yêu lắc đầu. Hỗn Độn Tử Phủ nơi đó vẫn luôn là Ngô Chính Hùng tự mình tiếp đãi, tộc trưởng Ngô Chính Nguyên đều không có lộ mặt qua. Khương Phàm nói, Huyền Nguyệt liên tục 16 lần đều không thể bắt lấy Hỗn Độn Tử Phủ, nói rõ bọn hắn còn không có để lộ bí mật, liên minh chiến tranh cùng Hỗn Độn Tử Phủ. Triệu Thế Hùng nói, Huyền Nguyệt không thể không thận trọng, đây là hoàng đạo lừa bịp toàn Thương Huyền, cũng là Huyền Nguyệt nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như tiết lộ tin tức, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, thất bại trong gang tấc. Bách Lý Mạc Yêu hỏi Khương Phàm, bây giờ ngài cùng Hỗn Độn Tử Phủ tiếp xúc sao? Không nôn nóng, phải chờ cơ hội. Mạc Yêu, người tiếp cận đại biểu đàm phán của Huyền Nguyệt, nếu bọn hắn ở lại liền sẽ không thành thành thật thật đợi, khẳng định là muốn hoạt động bốn chỗ. Khương, sau khi bọn họ yên lặng đợi 5 ngày, rốt cuộc thời cơ cũng đã đến. Ngô Kình Thương đột phá cảnh giới, bước lên niết bàn cảnh tam trọng thiên. Ngô Thiên Khải đột phá cảnh giới, bước lên niết bàn cảnh lục trọng thiên. Một người đến đỉnh phong niết bàn sơ giai, một người đến đỉnh phong niết bàn trung giai, đều là đột phá quan trọng, cũng đều là cảnh giới quan trọng. Trên dưới Hỗn Độn Tử Phủ phấn chấn, hô to chúc mừng. Bởi vì Ngô Chính Nguyên thực sự không có tâm tình, Tử Phủ đời mới thu xếp đi ra tử lâu xa hoa nhất bên ngoài, mời các hảo hữu trong thành náo nhiệt một phen. Thương Vân Lâu vẫn chưa vào đêm đã liền náo nhiệt lên, tầng cao nhất bị Tử Phủ bao xuống toàn bộ, còn tiến hành trang trí đặc biệt. Các con em thế gia, các truyền nhân cường tộc của Hỗn Độn Đại Thành, toàn bộ đều đã sớm đến, tề tụ tầng đến cao nhất chờ đợi bọn người Ngô Thiên Khải. Từ khi hoàng đạo từ bỏ đuổi bắt xí thiên giới, hoàng tộc toàn Thương Huyền đều khẩn trương lên, mặc kệ là chủ nhân hoàng tộc, hay là cường tộc sở thuộc bọn họ đều tăng cường tu luyện, tỉnh lại các lão tổ đang ngủ say, trọng điểm bồi dưỡng linh văn ưu tú, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Bọn hắn đều thật lâu không hề rời khỏi cửa chính, chứ nói chi là tụ tập lại một chỗ uống rượu chúc mừng. Cơ hội hôm nay khó có được, bọn hắn phải phóng túng một phen. Cho đến khi vào đêm, Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao, Ngô Khuynh Thành và các truyền nhân tử phủ cũng đều nhiệt nhiệt nháo nháo đi đến Thương Vân Lâu. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn sắp leo lên tầng cao nhất, Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao lại hơi có phản ứng, đã nhận ra linh văn ba động kỳ diệu. Thiên văn. Nơi này tại sao có thể có thiên văn? Bọn hắn lần theo cảm giác trông qua, trước một sương phòng ở phía dưới tầng lầu chót này, một nam tử mặc áo giáp đen điêu luyện oai hùng đang đứng. Ngô Thiên Khải cảm giác lạ lẫm, thiên văn chính là hắn. Không quen. Ngô Kình Thương thì lại có cảm giác quen thuộc, nhưng trong đầu đều hiện qua đám thiên tài hoàng tộc hoàng đạo một lần, giống như đều không phải. Các ngươi nhìn cái gì? À, Ngô Khuynh Thành thuận bọn hắn ánh mắt trông qua, khuôn mặt có chút động, tiếp đó lại kinh hô. Hàn. Nam tử giáp đen giơ tay lên đối với Ngô Khuynh Thành, im ắng lên tiếng chào. Hàn. Hàn Ngạo. Ngô Kình Thương hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng nhận ra. Hắn là ai? Ngô Thiên Khải khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử mặc áo giáp đen kia. Vô Hồi Thánh Địa, Hàn Ngạo. Ngô Kình Thương thấp giọng khẽ nói, lông mày thít chặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao hắn ở đây? Ngô Thiên Khải thay đổi sắc mặt. Bây giờ khẳng định Hàn Ngạo đã không phải là người của Vô Hồi Thánh Địa nữa, mà là xí thiên giới. Xuyệt. Hàn Ngạo lung lay ngón tay, chỉ gian phòng sau lưng. Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương, Ngô Thanh Giao, Ngô Khuynh Thành bốn người càng nhăn chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng phía sau lưng Hàn Ngạo, cứ như nơi đó là ma quật đáng sợ gì đó, trên trán bốn tỷ đệ Ngô gia cao ngạo này đều rịn ra mồ hôi lạnh. Thiên Khải huynh, Kình Thương huynh, mau lên đây, tất cả mọi người đều đang chờ đợi các ngươi đấy. Một đạo thanh âm cởi mở nhiệt tình từ bậc thang tầng cao nhất đầu truyền đến. Là hoàng tử Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Hắn không có được mời,
nhưng sau khi nhận được tin tức lại trực tiếp đến đây. Cơ hội giao lưu tốt như vậy, hắn há có thể buông tha. Có, bằng hữu ở đây, ta đi qua chào hỏi. Ngô Thiên Khải miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười, nói với Ngô Khuynh Thành. Các người đi lên trước đi. Ngô Kình Thương đứng không nhúc nhích. Đại tỷ đi lên trước, ta cùng ngươi đi qua. Còn phải đi lên sao? Sắc mặt Ngô Thanh Giao trắng bệch, mơ hồ đoán được trong căn phòng đó rất có thể là tên nam tử nguy hiểm kia. Nếu thật sự là như thế, Hỗn Độn Đại Thành chẳng phải chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Xí Thiên Giới giáng lâm, trận đầu Khương Phàm đã tuyển định Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn. Đi lên trước, không được kinh động bất cứ kẻ nào. Ngô Thiên Khải trầm giọng nhắc nhở, sau đó mang theo Ngô Kình Thương đi đến gian phòng kia. Huyền Nguyệt Hoàng tử kinh ngạc, người nào kiêu ngạo như thế, vậy mà lại để vị Thánh Vương Thiên Phẩm, thiếu chủ Tử Phủ Ngô Thiên Khải này tự mình đi qua chào hỏi. Ngô Thanh Giao cùng Ngô Khuynh Thành miễn cưỡng đi tới tầng cao nhất, ứng phó các tân khách đang náo nhiệt. Hàn Ngạo đẩy cửa phòng ra, mời Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương đến trong phòng. Ngô Thiên Khải chân trước mới vừa đi đến, suýt chút nữa lại rút về. Vốn cho rằng bên trong liền một hai người, ai biết một phòng toàn là người. Nhất là người mà hắn hoài nghi cũng không nguyện ý nhìn thấy nhất thình lình an vị tại chính giữa. Hai vị công tử, mấy năm không gặp, không nhận ra. Khương Phàm cười nhạt, đưa tay chào hỏi. Ánh mắt Ngô Thiên Khải đảo qua trong phòng đám người, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đang muốn bình phục tâm tình. Kết quả, thiên phẩm linh văn, thiên phẩm linh văn. Xúc động đến từ giữa linh văn, để sắc mặt Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương lại thay đổi. Trong một phòng, vậy mà lại sáu vị thiên phẩm linh văn. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương trao đổi ánh mắt, mới ngồi xuống bên cạnh bàn. Mặc dù Khôi Ngộ uy mãnh, thân cao 4-5 mét, toàn thân tràn ngập khí thế bức người, nhưng ngồi ở trước mặt đám người này, vậy mà bọn hắn lại không tự chủ yếu đi mấy phần khí thế. Nếu ngươi muốn tới nơi này, hẳn là sớm chào hỏi, ta chờ đợi tại Thiết Hiến Tử Phủ. Hoàn cảnh nơi này, keo kiệt. Sớm chào hỏi, sợ là không có rượu ngon thức ăn ngon rồi. Hẳn là rượu ngon nhất, đồ ăn tốt nhất. Ha ha, nơi này là được rồi. Thánh Vương Thiên Phẩm. Chuyện mấy năm trước. Mặc dù Hỗn Độn Tử Phủ thuộc về huyết mạch truyền thừa, không nhận linh văn hạn chế, nhưng có thể tăng lên tới huyết mạch Thánh Vương phẩm cấp thiên phẩm cũng không dễ dàng. Bình thường mà nói, Hỗn Độn Tử Phủ có thể bảo chứng 500 năm tạo nên một vị huyết mạch Thánh Vương. Người đây là thuộc về đạt được cơ duyên đặc thù, là bởi vì cái đầu lâu tổ kỳ lân hệ mộc kia. Đầu lâu tổ kỳ lân cho đại tỷ, bây giờ nàng là thiên phẩm. Ta là cơ duyên sớm hơn trước đó. Hỗn Độn Tử Phủ thế hệ này không đơn giản nhỉ, một Thánh Vương thiên phẩm, hai thiên phẩm, nếu như Ngô Bá Khoan không chết, chính là ba người rồi. Ông trời chiếu cố, xưa nay chưa từng có. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. So với các ngươi, kém xa. Ngô Thiên Khải lắc đầu, mặc dù là Thánh Vương thiên phẩm, lại là huyết mạch hỗn độn, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Khương Phàm chiến đấu tại Đại La Sơn, hắn đã không dám khinh thường dù là nửa phần. Ngô Kình Thương nhịn không được nói. Xí Thiên Giới đâu, có phải đang trong hư không Hỗn Độn Đại Thành hay không? Đừng khẩn trương như vậy, ta vì đã rất lâu không có rời khỏi Xí Thiên Giới, đi ra, tùy tiện nhìn, thuận tiện mang theo các huynh đệ của ta ăn chút uống chút. Các nữ tử bên trong Xí Thiên Giới được quản nghiêm, chỉ cho tu luyện, không cho phép uống rượu, đều nhịn gần chết. Bọn người Tiêu Phượng Ngô nhẹ giọng nở nụ cười. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải thần tình nghiêm túc. Bọn hắn cũng không tin chuyện ma quỷ này, bây giờ Khương Phàm cùng đám người phía sau hắn này không thể nghi ngờ là cuồng nhân chiến tranh nguy hiểm nhất Thương Huyền Đại Lục, bọn hắn không có lòng dạ thanh thản hưởng lạc, chỉ có dục vọng chiến tranh. Thời gian qua đi gần 5 năm đột nhiên lại xuất hiện, nhất định là có mục đích đặc biệt. Tiêu Phượng Ngô ở bên cạnh Ngô Thiên Khải, rót đầy rượu cho hai người. Đừng căng thẳng quá, uống chút, rượu này của Hỗn Độn Đại Thành các ngươi thật là mạnh. Không vận chút công quyết thì thật không luyện hóa được. Ngô Kình Thương cầm chén rượu lên, chắp tay thi lễ đối với Khương Phàm. Năm đó ở Thượng Thương Cổ Thành, nhờ có ngươi xuất hiện, để cho chúng ta thành công thoát thân, ta còn nợ ngươi một cái cảm tạ. Hổ thẹn, thế nhưng lúc ấy ta lại lấy đồ trong tay các ngươi đi. Khương Phàm cầm chén rượu lên, chắp tay ra hiệu. Bất kể như thế nào, ta có thể sống đến bây giờ, chính là công lao của ngươi.
Ngô Kình Thương ngẩng đầu uống cạn sạch một hơi. Khương Phàm cười cười cũng uống lấy. Ngô Thiên Khải nói, ngươi là muốn ở chỗ này vài ngày, hay là hôm nay liền đi? Khương Phàm vuốt vuốt chén rượu. Vốn là muốn tùy tiện nhìn, không nghĩ tới. Ta giống như thấy được Tiêu Lăng Nguyệt của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Là công chúa Tiêu Lăng Nguyệt. Các ngươi cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều kết giao rất mật thiết nhỉ, đường đường là một công chúa, lại là công chúa đã gả ra ngoài hoàng đạo, vậy mà lại còn xuất đầu lộ diện ở nơi này. Nàng giống như ngươi, cũng là đến tùy tiện nhìn. Có đúng không, vậy nàng khẳng định là có tình cảm sâu sắc đối với nơi này nhỉ, ta còn nghe nói nàng đã tới hơn 10 lần. Nụ cười, ngữ điệu của Khương Phàm rất thản nhiên, ám chỉ biết mục đích mà Tiêu Lăng Nguyệt tới nơi này. Có thể là vậy. Ân oán giữa ta cùng Huyền Nguyệt chắc hẳn các ngươi rất rõ ràng, nếu các ngươi đã nguyện ý bồi Tiêu Lăng Nguyệt, ta cũng không quá phận quấy rầy nữa, uống xong trận rượu này, đêm nay liền rời khỏi. Trong lòng Ngô Thiên Khải và Ngô Kình Thương siết chặt, đều nghe ra thâm ý trong lời nói của Khương Phàm. Chúng ta vẫn luôn đang bế quan, hôm nay chỉ lần đầu tiên gặp Tiêu Lăng Nguyệt, cũng không có mời nàng qua tới. Nếu các ngươi đã tới, không ngại ở lại trước, chúng ta trở về chào hỏi cùng phụ thân. Ngài khẳng định sẽ rất kích động, nói không chừng sẽ còn mời các ngươi đến phủ làm khách. Chúng ta chỉ tùy tiện nhìn mà thôi, không cần làm phiền lệnh tôn. Phụ thân trước đây ít năm cứ mãi nhắc đến ngươi, còn nói khi ngươi tới đây lần đầu tiên không thể tự mình tiếp đãi, là một điều tiếc nuối. Thế này sao, vậy thì phiền ngươi rồi. Các ngươi chờ một lát, chúng ta sẽ đi thông báo. Bọn người Khương Phàm nhìn hai người vội vàng đứng dậy, đều lộ ra tươi cười quái dị. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Một đám huynh đệ nhấc tay ra hiệu, ngẩng đầu cạn sạch uống một hơi. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương rời phòng, sắc mặt trong nháy mắt đã trầm xuống, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn rất rõ ràng Khương Phàm mang theo ý đồ chiến tranh, trong hư không càng có thể ẩn giấu đi xí thiên giới, sinh tử tồn vong của hỗn độn đại thành gần như chỉ ở một cái suy nghĩ của Khương Phàm. Nhất là khi bây giờ Hỗn độn tử phủ và Huyền Nguyệt Hoàng Triều lại đang ở cùng một chỗ, nếu như giải thích không rõ ràng, đêm nay chính là ngày diệt vong của hỗn độn đại thành. Ngô Thiên Khải sâu hít một ngụm khí lạnh, không thèm để ý đến yến hội, hắn cùng Ngô Kình Thương vội vã chạy về hỗn độn tử phủ. Khương Phàm, hắn đang ở Thương Vân Lâu. Ngô Chính Uyên nói thật lớn, thân thể hùng tráng khuấy động tử khí mênh mông. Còn có Hàn Ngạo, Triệu Thế Hùng và những người kia, đều là thân tín của Khương Phàm. Nhìn uống rượu dùng bữa rất tùy ý, nhưng hắn biến mất gần 5 năm, đột nhiên xuất hiện, khẳng định là muốn khởi xướng nội chiến tại Thương Huyền, tuyệt đối không thể nào thoải mái nhàn nhã ra ngoài đi dạo. Sắc mặt Ngô Thiên Khải rất nghiêm trọng. Đáng chết! Ngô Chính Uyên tức giận nắm chặt nắm đấm đi tới đi lui trong phòng. Trận đầu tiên của Khương Phàm không phải hẳn là Huyền Nguyệt sao? Đây là chuyện mà rất nhiều hoàng tộc đều công nhận. Tại sao lại đột nhiên tới đây? Còn đụng phải lúc Huyền Nguyệt tới chơi. Ngô Chính Uyên thậm chí suy đoán Khương Phàm đã tới đã mấy ngày, không thể nào là ngày đầu tiên đến liền thấy Ngô Kình Thương bày tiệc ăn mừng. Nói cách khác, Khương Phàm từ đầu đến cuối vẫn đang quan sát bọn hắn. Mục đích gì? Vì sao lại muốn lộ diện tại đêm nay? Sau khi Ngô Chính Uyên liên tục suy nghĩ, liền nói. Các ngươi trở về tiếp tục yến hội của các ngươi, không cần kinh động bất luận kẻ nào. Đừng để cho Huyền Nguyệt bên kia phát giác ra vấn đề. Thế nhưng, nếu quả thật Khương Phàm muốn tấn công, đêm nay không có khả năng gặp mặt cùng các ngươi, hắn là muốn gặp mặt ta. Chúng ta mời hắn đi đến đây. Ta tự mình đi qua, không thể để cho người khác nhìn thấy khách lạ đến tử phủ chúng ta. Phụ thân, ngài hãy nghĩ lại đi, nơi đó rất có thể có các cường giả khác của xí thiên giới những đang ẩn núp. Nếu như Khương Phàm chính là chờ ngài đi qua, sau đó khống chế lại, bức hiếp chúng ta mở ra pháp trận bảo vệ thì sao? Đến lúc đó xí thiên giới liền có thể trực tiếp xô ra hư không, phá hủy hỗn độn tử phủ chúng ta. Khương Phàm trở lại Thương Huyền trận đầu nhất định phải là chiến tranh oanh oanh liệt liệt, là thực lực, tư thái, quyết tâm biểu hiện ra toàn diện, sẽ không dùng ti tiện mưu kế như thế này. Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương còn muốn thuyết phục, nhưng Ngô Chính Uyên đã phủ thêm áo choàng, giả làm thị vệ. Ta cùng các ngươi trà trộn vào Thương Vân Lâu, các ngươi bên trên tầng cao nhất, ta đi gặp Khương Phàm. Khương Phàm nhìn một nam tử khôi ngô tiến đến, đưa tay chào hỏi. Ngô tộc trưởng, hân hạnh, mới vừa lên một vò rượu mới,
đang muốn mở ra đây. Lý Dần, rót đầy một chén cho Ngô tộc trưởng. Ngô Chính Uyên quét mắt nhìn đám người trong phòng, đại đao kim mã ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu này rất mạnh, các ngươi uống quen sao? Khương Phàm cười nói. Chủ quán nói có thể cường thân kiện thể, những huynh đệ này của ta không quan tâm mạnh hay không, chỉ để ý hiệu quả có đủ hay không. Ngô Chính Uyên đánh giá Khương Phàm. Không đến 5 năm, từ niết bàn cảnh thất trọng thiên bước lên cảnh giới bán thánh, không hổ là thần hoàng kiếp trước, tốc độ này thật để cho người ta bội phục. Nhiệm vụ nặng nề, không cố gắng không được. Trước đó có người đoán, thời gian xí thiên giới tái nhập thiên khải có khả năng sẽ định tại 5 năm. Xem ra bọn hắn là đoán đúng rồi. Xí thiên giới xác thực đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn báo thù, không phải tấn công Thương Huyền, hoặc là Xích Thiên sao? Ngươi đến Hỗn Độn Tử Phủ là có ý gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi Ngô tộc trưởng một chút, các ngươi cùng Huyền Nguyệt tiếp xúc, lại là có ý gì? Kết giao bình thường giữa hoàng tộc mà thôi. Đây cũng không phải là kết giao, đây là muốn, đính hôn, nhỉ? Ha ha! Hiểu lầm, chỉ là kết giao. Quan hệ giữa ta và Huyền Nguyệt hẳn là ngài rất rõ ràng, lúc này các ngươi huynh đệ đệ mắt đi mày lại, để cho ta rất bất an. Tại kiếp trước của ngươi, Hỗn Độn Tử Phủ không có trực tiếp đối kháng qua cùng Vạn Thế Thần Triều, ngươi chuyển thế trở về, nếu như không có ngoài ý muốn gì đặc biệt, chúng ta sẽ không chủ động đối kháng. Mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn, bây giờ thế đạo này cũng khó mà nói. Ngươi muốn như thế nào? Ngô Chính Uyên từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn đôi mắt sáng tỏ kia của Khương Phàm, hắn cảm nhận được ý đồ thật sự trong ánh mắt đấy. Không phải ta muốn như thế nào, mà là Hỗn Độn Tử Phủ muốn như thế nào. Huyền Nguyệt tiếp cận các ngươi, ta lại đích thân tới, Hỗn Độn Tử Phủ các ngươi thoát thân không ra. Ta thấy sắc mặt Ngô tộc trưởng rất tiêu tụy, trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn đang bị dày vò nhỉ. Không bằng như thế này, dứt khoát quyết định vào đêm nay làm, miễn cho mỗi ngày xoắn suýt. Đêm nay liền làm quyết định. Còn ở trước mặt ngươi. Chuyện này với việc ngươi cầm đao đặt trên cổ ta khác nhau ở chỗ nào? Đây là đang lựa chọn hợp tác với ai sao? Cái này cùng với lựa chọn sống chết khác nhau ở chỗ nào? Ngô Chính Uyên âm thầm nắm chặt nắm đấm, lại không tiện phát tác. Nếu như ai ta cũng không chọn thì sao? Khương Phàm cười nhạt. Ngô tộc trưởng, không nên hỏi vấn đề ngây thơ như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi, ta chờ câu trả lời chắc chắn của ngài. Bọn người Tiêu Phượng Ngô tiếp tục đụng chén rượu, tự mình ăn uống, giống như cũng không thấy vị chủ nhân hoàng tộc này. Khương Phàm cũng thản nhiên ngồi ở chỗ đó, ngẫu nhiên nói giỡn vài câu cùng huynh đệ bên cạnh, ngẫu nhiên cầm chén rượu lên nhấp miệng. Bầu không khí vui sướng lại kích thích Ngô Chính Uyên, cái này hiển nhiên là ăn chắc hắn. Hắn tức giận, nhưng không có cách nào. Dù sao Khương Phàm muốn tuyên chiến với tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền, nếu như Hỗn Độn Tử Phủ không đầu nhập vào, đó chính là tử địch, ai sẽ khách khí với ngươi. Nhưng, hợp tác cùng Khương Phàm. Mấy ngày trước Ngô Chính Uyên vừa mới thảo luận qua cùng Ngô Chính Hùng. Đây là việc không thể nào. Khương Phàm quơ chén rượu, thản nhiên nói. Hỗn Độn chiến khu đã từng rung động quá nhiều thời đại, càng là ngược dòng tìm hiểu về thời kỳ hồng hoang, càng là cường đại. Tại thời điểm ban đầu khi nhân tộc quật khởi, hồng hoang chiến khu có thể chính diện chém giết cùng chiến khu yêu tộc, ma tộc, thậm chí linh tộc vẫn là chuyện rất hiếm thấy, những thần linh từng sinh ra đến đều được tôn xưng là chiến thần. Nhưng càng về sau, Hỗn Độn chiến khu càng mệt mỏi, sau này lại còn giống như suốt đã hiện qua mấy lần đứt gãy, suýt chút nữa biến mất trong lịch sử. Nguyên nhân chủ yếu trong này, chính là Hỗn Độn nguyên lực thiếu thốn. Thời kỳ hồng hoang, khí tức hỗn độn, khí tức huyền hoàng đều tràn ngập khắp nơi, còn có rất nhiều hỗn độn nguyên thạch, huyền hoàng mẫu tinh còn sót lại lúc đất trời sơ khai, cung cấp cho các ngươi hoàn cảnh sinh trưởng sung túc, nhưng càng về sau, loại vật này càng ngày càng ít, các ngươi rèn luyện huyết mạch càng ngày càng khó khăn, thi triển võ pháp cũng càng ngày càng phiền phức. Ngô Chính Uyên hơi nhíu mày lại, nhưng không có đụng ánh mắt Khương Phàm. Khí tức hỗn độn, thời khắc kịch biến cuối cùng của cuộc chiến tại Đại La Sơn, hắn đã có mặt trực tiếp ở đấy, đã chính mắt thấy tràng cảnh hỗn độn diễn biến cự long, để lại ấn tượng cực sâu. Trước đó hắn đã vô số lần do dự, kỳ thật suy nghĩ sâu trong nội tâm chính là cái này. Hắn, tham luyến năng lượng hỗn độn của xí thiên giới. Hắn, đang mong đợi Hỗn Độn Tử Phủ tái tạo huy hoàng.
Khương Phàm chú ý tới cơ bắp Ngô Chính Uyên đang từ từ kéo căng, nói. Nếu như hỗn độn tử phủ lựa chọn đi theo ta, ta có thể bảo đảm các ngươi tái tạo huy hoàng, trở lại đỉnh phong. Nếu như từ chối, vậy bữa rượu tối nay này, chính là tiễn đưa cho hỗn độn đại thành ngươi. Dụ dỗ, uy hiếp. Ngô Chính Uyên lâm vào trầm mặc, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã lóe ra chút nóng bỏng. Khương Phàm kéo ra, lịch sử hồng hoang, xác thực đã để hắn xúc động. Thời đại hồng hoang huy hoàng là lịch sử kiêu ngạo nhất hỗn độn tử phủ bọn hắn, cũng là vốn liếng để bây giờ bọn hắn còn có thể cao ngạo giữ vững huyết mạch. Ai không muốn tái hiện vinh quang của tiên tổ? Ai không muốn tái nhập đỉnh cao của nhân tộc? Ai không muốn khinh thường dân chúng, phóng khoáng tự do? Nhất là tộc trưởng, đó càng là sứ mệnh khắc sâu vào trong lòng. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đây chẳng qua là mộng tưởng, ở thời đại này đã không thể nào thực hiện. Thậm chí sau này sư đệ càng là không có khả năng thực hiện. Ngô Chính Uyên thừa nhận, hắn từng mộng mơ về hoang cổ, ôn lại thời đại huy hoàng chấn nhiếp kia. Nếu như năng lượng hỗn độn bên trong xí thiên giới thật sự mênh mông như tưởng tượng, vậy không thể nghi ngờ chính là mảnh đất màu mỡ để hỗn độn tử phủ bọn hắn tái hiện huy hoàng. Nhưng, Ngô Chính Uyên trung quy vẫn là tộc trưởng, càng xúc động linh hồn dụ hoặc, càng dễ dàng mê thất kích thích, thì càng phải cảnh giác. Khương Phàm nhìn như tùy ý uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn rơi trên người Ngô Chính Uyên, quan sát đến sắc mặt của hắn, cũng lưu ý đến ánh mắt của hắn. Vừa mới bắt đầu phấn chấn trong dự liệu, dụ hoặc như vậy đối với bộ tộc hỗn độn mà nói không thể nghi ngờ chính là điểm chí mạng. Nhưng lập tức đã tỉnh táo, thật để Khương Phàm âm thầm bội phục, không hổ là tộc trưởng tử phủ, định lực rất sâu đây. Xí thiên giới, đến cùng là cái gì? Ngô Chính Uyên dương mắt lên nghênh tiếp ánh mắt Khương Phàm. Ta đang chờ đáp án của ngài. Ta là tộc trưởng đương đại của hỗn độn tử phủ, ta không phải chính ta. Bên cạnh ta chính là 5.000 con dân tử phủ, liên lụy chính là mấy triệu dân chúng hỗn độn đại thành, ta phải phụ trách vì tính mạng của bọn họ. Trên vai ta chính là trọng thác cùng cầu nguyện của các liệt tổ liệt tông, ta phải phụ trách vì truyền thừa của huyết mạch hỗn độn tử phủ. Ta hoàn toàn có thể dâng lên nhiệt huyết, hào tình vạn trượng. Mang theo toàn thể tộc nhân phấn đấu vì tương lai, nhưng, người phải đối mặt là cường địch hạ hoàng đạo khắp thiên, thậm chí là đế tộc tám phương. Nếu như thảm bại, người vạn kiếp bất phục, thiên khải chiến trường không thể nào cho ngươi thêm cơ hội luân hồi sống lại, hỗn độn tử phủ chúng ta càng sẽ triệt để suy vong. Cái này không tốt hơn sao, người có lý do không thể thua, ta càng có lý do không thể chết, người và ta đều không có đường lui, vậy cứ buông tay xông về phía trước. Muốn đáp án của ta, người phải nói cho ta biết đến cuối cùng xí thiên giới là cái gì. Ta biết nếu như ta từ chối ngươi, đêm nay hỗn độn tử phủ cùng hỗn độn đại thành đều sẽ là diệt vong, nhưng... Như vậy dù sao cũng tốt hơn là tương lai bị đế quân tám phương triệt để diệt tuyệt huyết mạch, ngăn chặn luân hồi. Bây giờ chỉ là chết, tương lai lại là diệt tuyệt. Ngô Chính Uyên dùng ngôn từ kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm, chờ đợi đáp án của hắn. Bí mật về xí thiên giới là bí mật lớn nhất bây giờ của chúng ta, ngươi không làm quyết định, làm sao ta có thể nói cho ngươi. Huống chi, ngươi muốn gia nhập với chúng ta, đánh cược chính là thành tựu của ta, là vạn thế thần triều quật khởi, mà không phải một nhà hỗn độn tử phủ ngươi trưởng thành. Lời Khương Phàm nói để Ngô Chính Uyên trầm mặc. Đúng vậy, hỗn độn tử phủ tăng thực lực gấp đôi thì sao, gấp ba thì như thế nào? Gấp bốn hay gấp mười lần thì lại thế nào nữa? Quyết định sinh tử cuối cùng chính là Khương Phàm, là tất cả mọi người tụ tập xung quanh Khương Phàm. Nửa ngày qua đi, bọn người Lý Dần đã uống xong toàn bộ rượu, cũng ăn hết tất cả thức ăn trên bàn, toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn Ngô Chính Uyên đang ngồi trên ghế. Ngô Chính Uyên hít sâu một ngụm khí lạnh. Sứ giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều đang ngay ở chỗ này, nếu như chúng ta đột nhiên quy thuận các ngươi, bọn hắn chắc chắn sẽ kinh động, toàn Thương Huyền cũng sẽ kinh động. Lực chú ý của tất cả hoàng đạo đều sẽ một lần nữa tụ tập đến ngươi nơi này, đến lúc đó mặc kệ ngươi tập kích chỗ nào, đều có thể lọt vào phục kích. Khương Phàm nói, ta không có bảo các ngươi quy thuận bây giờ, cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Ý của ngươi là, trước tiên bí mật bồi dưỡng chúng ta. Ha ha, ta không có nhiều thời giờ như vậy để chậm trễ. Vậy ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Không phải Huyền Nguyệt mời các ngươi liên minh sao? Đồng ý với bọn hắn. Ngươi bảo chúng ta làm nội ứng. Nguyện ý không? Huyền Nguyệt nơi đó nói có bố trí đặc biệt.
hắn đã nói qua là bố trí gì. Tạm thời còn không có lộ ra, nhưng hẳn là rất có lòng tin. Ta là đoán nơi đó có bố trí, cho nên mới bí mật liên hợp với ngài, hy vọng hỗn độn tử phủ có thể trà trộn vào thay chúng ta điều tra tình huống. Theo suy đoán của ta, hẳn là Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, muốn lợi dụng Huyền Nguyệt Hoàng Thành, thiết lập ván cục vây công ta. Ngươi suy đoán, hay là tra được cái gì? Ngô Chính Uyên nhíu mày, Tam Đại Hoàng Đạo. Chỉ là phỏng đoán. Ý của ngươi là, bọn hắn đoán được ngươi muốn tiến công Huyền Nguyệt, cho nên muốn bố cục ở nơi đó. Ta cảm thấy không thể nào. Đầu tiên, cục diện chiến trường Thiên Khải vô cùng hỗn loạn, Đại Quang Mang Thần Điện đều bởi vì vậy mà đã khai chiến cùng những hoàng đạo phía tây kia ở hạ giới, phía trên khẳng định là đang đánh hừng hực khí thế. Các lão tổ tông của bọn hắn hẳn là đều đang tọa trấn tại Thiên Khải, để lại người miễn cưỡng có thể đóng giữ bản bộ, để phòng xí thiên giới tập kích, tạm thời cũng không có tinh lực cùng thực lực tác chiến ra ngoài. Thứ hai, hệ thống pháp trận của Huyền Nguyệt Hoàng Thành tương đối yếu kém, hoàn toàn không đủ để vây khốn xí thiên giới. Hoàng đạo cũng không có khả năng bố trí chiến trường ở nơi đó. Ngươi nói hoàng đạo sẽ cung cấp pháp trận, chuyện đó càng không thể. Pháp trận hoàng đạo đều là bí mật truyền thừa từ xưa, há có thể lấy ra chia sẻ. Nếu như bị hoàng đạo khác đều hiểu hết, về sau chẳng phải là có thể nhắm vào đi qua phá hư. Ngô Chính Uyên lắc đầu, mặc dù không biết Huyền Nguyệt ở đâu ra lòng tin, nhưng không tin hoàng đạo sẽ bố cục ở nơi đó. Khương Phàm nói, không có hoàng đạo tọa trấn đương nhiên là tốt nhất, nhưng khẳng định Huyền Nguyệt có bố trí. Cho nên, ta hy vọng hỗn độn tử phủ các ngươi có thể trà trộn vào, tại thời điểm xí thiên giới giáng lâm, giúp phối hợp. Đây là trận chiến đầu tiên khi xí thiên giới chinh chiến Thương Huyền, ta cần chính là đầy đủ rung động, thắng lợi hoàn mỹ. Cho nên, ta cần hỗn độn tử phủ quy hàng ta càng phải tiêu diệt hoàn toàn Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Ngô Chính Uyên cau mày, làm nội ứng cũng không sợ, đến lúc đó mặc kệ Huyền Nguyệt có bố trí gì, hỗn độn tử phủ cùng xí thiên giới liên thủ hoàn toàn có thể khóa chặt thắng cục. Bây giờ hắn lo lắng vẫn là tương lai. Nghĩ đến Khương Phàm gặp phải vô số cường địch, hắn cũng cảm giác đầu to. Một khi hợp tác, liền không còn đường lui, hắn chỉ có thể bồi tiếp Khương Phàm cất bước phóng tới, hoặc là giết ra một đường máu, hoặc là chết ở trên đường. Ngô tộc trưởng, ta đang chờ đáp án của ngài. Ta còn có lựa chọn khác sao? Ngô Chính Uyên gian nan làm quyết định, giờ khắc này tâm tình đều phức tạp không nói ra được. Có không có hưng phấn, nhưng dù sao xí thiên giới cũng có năng lượng hỗn độn, bọn hắn càng phải chinh chiến thiên hạ. Nhưng càng có nặng nề, dù sao tất cả hậu quả đều phải do hắn đến gánh chịu, nếu như lựa chọn sai lầm, hắn chính là tội nhân thiên cổ của tử phủ, thậm chí toàn bộ huyết mạch hỗn độn. Khương Phàm cười. Hoan nghênh sự gia nhập của ngài. Tin tưởng ta, sau trăm năm, khi ngài quay đầu nhìn về đêm nay, chắc chắn cảm tạ quyết định của mình, sau ngàn năm, khi hỗn độn tử phủ thịnh thế tế tổ, bài vị của ngài đương vị chủ vị. Ngô Chính Uyên cười không nổi. Khi nào thì các ngươi tập kích Huyền Nguyệt? Đương nhiên phải nhanh, bây giờ Đại Quang Mang Thần Điện cùng Hoàng Đạo Tây Bộ đã đối kháng sinh tử, Xích Thiên Thần Triều lại điều cường giả chinh chiến Thiên Khải, nói rõ chiến tranh tại Thiên Khải đã đang kềm chế tất cả lực chú ý của các hoàng đạo, đây chính là thời cơ tuyệt hảo để xuất chinh. Thời gian cụ thể thì sao? Lúc nào xuất chiến? Ngày mùng 1 tháng 11, cũng chính là sau 30 ngày, thời gian không dài không ngắn, vừa vặn. Thẳng đến Hoàng Thành. Lúc tờ mờ sáng, thẳng đến Hoàng Thành. Còn có chuyện gì ta cần phải chú ý không? Chí bảo hỗn độn trọng trì trấn phủ hỗn độn tử phủ vẫn còn chứ? Vẫn luôn ở đây. Còn có uy lực không? Năng lượng hỗn độn bên trong rất yếu ớt. Ngô Chính Uyên lắc đầu. Hỗn độn trọng trì là trọng khí lưu truyền xuống duy nhất của hỗn độn chiến tộc từ hoang cổ đến nay, dùng hỗn độn nguyên thạch rèn đúc mà thành, thậm chí khảm nạm lấy huyền hoàng pháp trận đặc biệt để duy trì năng lượng ổn định. Nhưng, theo thời gian khi huyết mạch hỗn độn càng ngày càng ít, bọn hắn không thể không tại thời kỳ đặc thù, hấp thu năng lượng trong hỗn độn trọng trì để bồi dưỡng cường giả cảnh giới Thánh Vương. Đến mức cho đến bây giờ, hỗn độn trọng trì chỉ có thể coi là vũ khí bình thường, không phát huy ra thần uy khủng bố như thời đại hồng hoang được nữa. Ta chỗ này có mấy khối hỗn độn tinh thạch, có thể giúp ngươi khôi phục một phần năng lượng cho trọng trì, tại thời khắc phá cục mấu chốt, cũng có thể cùng xí thiên giới sinh ra cảm ứng. Tại thời điểm chúng ta giáng lâm đến hư không bên ngoài Huyền Nguyệt, ngươi có thể sớm biết. Khương Phàm lấy ra một cái hộp gấm bị phong ấn,
bên trong có giam cấm 3 khối hỗn độn tinh thạch, đều là mời hỗn độn cự long tự mình ngưng kết trước khi chuẩn bị đi. Ngô Chính Uyên ngạc nhiên đứng dậy, kích động tiếp nhận hộp gấm. Vậy cứ như vậy, ngày mùng 1 tháng 11 gặp lại. Chờ một chút, ngươi cứ thế mà đi. Ngài còn muốn cái gì? Ta không cần, ta nói là ngươi còn cần gì không? Có ý gì? Giữa chúng ta kết minh, chỉ là ước định trên miệng. Ngô Chính Uyên kỳ quái, lấy tính cách của Khương Phàm hẳn là sẽ cưỡng ép mang đi chút tộc nhân, áp làm con tin, để phòng chuyện chẳng may. Ta tin tưởng phẩm hạnh của huyết mạch hỗn độn. Khương Phàm cười nhạt, mang theo các huynh đệ rời khỏi phòng. Ngô Chính Uyên cau mày một cái, hỗn độn tử phủ xác thực trọng tình trọng tín, nhưng trên loại chuyện này có thể tùy tiện tin tưởng sao? Hay là nói, Ngô Chính Uyên bỗng nhiên đã hiểu Khương Phàm có ý gì? Khương Phàm không chỉ tin tưởng huyết mạch hỗn độn, mà không sợ hỗn độn tử phủ phản bội, nếu không đêm hôm ấy xí thiên giới sẽ đã cùng một chỗ chôn vùi với bọn hắn, sau đó bôn tập hỗn độn đại thành, đổ sát mấy triệu dân chúng nơi này. Yến hội trên tầng cao nhất trên, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn Ngô Thiên Khải cùng Ngô Kình Thương không yên lòng đứng đấy, âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hai huynh đệ này là thế nào? Hoàng đệ nói nhìn thấy bọn hắn đi chào hỏi bằng hữu, sau đó liền thành như thế này rồi. Còn có Ngô Thanh Giao cùng Ngô Khuynh Thành, cũng đều là dáng vẻ miễn cưỡng vui cười. Phía dưới rốt cuộc là ai? Lại nói chuyện gì với bọn hắn? Nét mặt của bọn hắn không giống như đang xoắn suýt cái gì, càng giống là sợ hãi. Sợ hãi. Ai có thể để hỗn độn tử phủ cao ngạo sợ hãi? Tiêu Lăng Nguyệt hiếu kỳ càng cảnh giác, nàng đến ký kết liên minh, là muốn lôi kéo bọn siêu cấp chiến binh hỗn độn tử phủ này nghênh chiến xí thiên giới. Trước mắt đã thấy sắp ép được bọn hắn làm quyết định, tuyệt đối không thể lại để xảy ra ngoài ý muốn. Thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, Tiêu Lăng Nguyệt đã nhỏ giọng phân phó thị nữ của mình, kiếm cớ đi xuống xem một chút. Thị nữ lĩnh mệnh, đi tới tầng dưới trong góc, bưng thịt rượu, yên lặng giám thị lấy gian phòng kia. Khi Khương Phàm cùng Ngô Chính Uyên nói xong đẩy cửa phòng ra, thị nữ lập tức đứng dậy, từ chỗ ngoặt đi ra, bưng thịt rượu cúi đầu đi tới. Hai bên gặp thoáng qua dưới tình huống này. Bọn người Khương Phàm làm bộ không có chú ý tới thị nữ, nhưng khóe miệng lại có chút câu lên một đường cong. Hoàn mỹ, vừa đúng. Thị nữ lặng lẽ cúi đầu, nhìn như rất cung kính, cũng không có nhìn bất cứ kẻ nào. Nhưng, bên trong khai linh quả lai có một viên ký ức tinh thạch, ghi chép thời khắc bọn hắn đi qua. Ngô Chính Uyên ngồi một mình ở trong phòng một hồi, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi. Muốn trở về thương lượng chuyện này cùng các lão tổ. Dù sao việc này cũng liên quan đến vận mệnh toàn tộc, cuối cùng đã định vẫn phải nhìn lão tổ tông. Tại thời điểm hắn rời phòng, thị nữ lại lần nữa làm bộ nâng thịt rượu đi qua, dùng ký ức tinh thạch ghi chép lại, sau đó trở lại tầng cao nhất. Đêm khuya, sau khi yến hội tại tầng cao nhất kết thúc, Tiêu Lăng Nguyệt đã trở lại chỗ ở, không kịp chờ đợi tra xét hình ảnh bên trong tinh cầu ký ức. Những người này là ai? Vì sao đều mặc áo choàng? Người ở bên trong đều mặc áo đen, còn khoát thêm áo choàng, bộ mặt hình dáng đều rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Tiểu hoàng tử Tiêu Hồng Sinh nhìn kỹ lại nhìn, cũng không nhận ra ai. Nhưng, khi đoạn hình ảnh thứ hai xẹt qua, bọn hắn đều kinh ngạc nhận ra nam tử Khôi Ngô kia. Thân thể 5 mét cao lớn Khôi Ngô hùng tráng, ký ức tinh thạch vừa vặn có thể chiếu ra rõ ràng hình dáng từ phía dưới. Không phải người khác. Rõ ràng là tộc trưởng đương đại của hỗn độn tử phủ, Ngô Chính Uyên. Tiêu Lăng Nguyệt, Tiêu Hồng Sinh, còn có các tộc lão hoàng thất khiếp sợ trao đổi ánh mắt. Người nào lại cần Ngô Chính Uyên tự mình tiếp đãi? Bọn hắn đường đường là tộc nhân hoàng thất, trước sau bái phỏng vài chục lần đều không thể nhìn thấy Ngô Chính Uyên. Vậy mà đám người này có thể liên tiếp được Ngô Thiên Khải, Ngô Chính Uyên tiếp kiến, lại còn chủ động hạ thấp thân phận đến tử lâu bái phỏng. Bọn hắn vội vàng tiếp cận ký ức tinh cầu, lặp đi lặp lại tra xét bộ dáng đám người kia. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Tiêu Lăng Nguyệt đột nhiên chỉ vào một nam tử. Xem đi, đệ nhận ra không? Tiêu Hồng Sinh đang muốn định mắt nhìn kỹ, hình ảnh đã lướt qua. Chờ hình ảnh trong ký ức tinh thạch lấp lóe một lần nữa, tất cả mọi người tập trung vào nam tử Tiêu Lăng Nguyệt chỉ vào. Tiêu Hồng Sinh nhíu mày. Không biết. Tiêu Lăng Nguyệt kêu lên đầy sợ hãi. Triệu Thế Hùng, không sai, hắn là Triệu Thế Hùng của Bá Thiên Chiến Quốc, Xí Thiên Giới. Triệu Thế Hùng,
Ngươi xác định? Các tộc lão bỗng nhiên biến sắc, lập tức một lần nữa loay hoay phóng thích hình ảnh trong ký ức tinh thạch. Tiêu Lăng Nguyệt lại nhìn một lần nữa. Chính là Triệu Thế Hùng, sẽ không nhìn lầm. Năm đó ta đến Xí Thiên giới đòi lại Lạc Lê muội muội đã gặp qua hắn. Không khí trong phòng thoáng kiềm chế, tất cả mọi người cảm nhận được bất an. Tại sao Triệu Thế Hùng lại ở chỗ này? Còn trêu đến phụ tử Ngô Thiên Khải tự mình tiếp đãi. Tiêu Hồng Sinh hồi tưởng lại vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Thiên Khải lúc ấy tại đầu bậc thang, lại nhìn tình cảnh trong tấm hình, sắc mặt lại biến đổi. Ngô Thiên Khải cùng Triệu Thế Hùng rất quen thuộc sao? Lúc ấy rõ ràng là Ngô Kình Thương chỉ nhìn một chút liền nhận ra được, sau đó đi qua bái phỏng. Hay là nói, không phải hắn nhận ra Triệu Thế Hùng, mà là người khác. Các ngươi lại nhìn Triệu Thế Hùng, hắn không phải đi ở trước nhất, cũng không phải bị người khác bảo vệ, mà là... Bọn hắn nhìn lại ký ức tinh thạch, lưu ý đến nam tử phía trước nhất kia. Oai hùng thẳng tắp, dáng dấp hiên ngang, trong tầm mắt cụp xuống rõ ràng có kim quang lấp lóe, mà toàn thân lại tràn ngập khí thế rất mạnh, ảnh hưởng đến không gian xung quanh, để hình ảnh của tinh cầu ký ức có chút mơ hồ. Tiêu Lăng Nguyệt nói, Triệu Thế Hùng không đáng để Ngô Chính Uyên tự mình tiếp đãi, càng không đáng để tâm tình hắn bị ảnh hưởng lâu như vậy. Ngô Chính Uyên không có tiếp đãi tại Hỗn Độn Tử Phủ. Mà chủ động đi ra gặp mặt, đầu tiên là hắn tôn trọng người này, cần tự mình bái phỏng, thứ hai là người này cho Ngô Chính Uyên cảm giác nguy hiểm rất mạnh, hắn không dám tiếp đãi trong tử phủ. Tộc lão hoàng thất tự định giá một lát, ngữ khí trầm trọng nói. Các ngươi nói, có phải là Khương Phàm đích thân đến hay không? Tiêu Lăng Nguyệt hít vào khí lạnh. Khương Phàm, hắn thật muốn quay về Thương Huyền sao? Sắc mặt Tiêu Hồng Sinh tái nhợt. Mặc dù suy đoán Khương Phàm là nhận cục diện Thương Huyền kích thích mà tái nhập Thương Huyền, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tới thật, chuyện này cũng mang ý nghĩa chiến tranh sắp bắt đầu. Nhưng pháp trận tại Hoàng Thành nơi đó còn không có bố trí tốt, tất cả các lão tổ tông Hoàng đạo càng không có đi qua. Tộc lão Hoàng thất nói, trừ Khương Phàm, ta không tưởng tượng được ai lại có thể để Ngô Chính Uyên tự mình bái phỏng. Tiêu Lăng Nguyệt cũng bắt đầu bất an. Tại sao hắn lại tới nơi này? Chẳng lẽ muốn xúi dục Hỗn Độn Tử Phủ? Nhanh nhanh nhanh, ta mau rời khỏi nơi này, nếu như Hỗn Độn Tử Phủ thật muốn tìm Khương Nương tựa nghị, chúng ta ở chỗ này liền nguy hiểm. Ta đã tiếp xúc qua với Khương Phàm, hắn tàn nhẫn bạo ngược, giết người hoàn toàn không chớp mắt. Tộc lão Hoàng thất cố gắng chấn định. Nếu thật sự là Khương Phàm, bây giờ có khả năng đã tiếp cận chúng ta. Tiểu hoàng tử Tiêu Hồng Sinh luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở đây, ta không muốn chết. Tộc lão hoàng thất trầm giọng nói. Sống chết của chúng ta không quan trọng, quan trọng là kế hoạch nhân hoàng đã định là sau 6 ngày nữa ngài sẽ tự mình tiếp Ngô Chính Uyên. Tính toán thời gian, bọn họ cũng đã khởi hành. Nếu như Ngô Chính Uyên đảo hướng đến Khương Phàm, rất có thể Khương Phàm sẽ vây khốn nhân hoàng tại Hỗn Độn Tử Phủ, sau đó dùng nhân hoàng bức hiếp, bất ngờ tập kích hoàng thành, tựa như lúc trước Khương Phàm lừa gạt quan cổ hoa hoàng thành như thế. Sắc mặt bọn người Tiêu Lăng Nguyệt trắng bệch. Nhân hoàng đích thân tới, là bức bách Ngô Chính Uyên làm quyết định, càng là lộ rõ ràng thành ý, nếu như nơi này có biến, vậy nhân hoàng đích thân tới chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Ngẫm lại tai nạn cổ hoa ngay lúc đó, chẳng lẽ lịch sử muốn lập lại tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều? Tiêu Hồng Sinh run giọng nói. Các ngươi nói, Ngô Chính Uyên sẽ đồng ý với Khương Phàm sao? Tộc lão hoàng thất lắc đầu. Ngô Chính Uyên dám không đồng ý sao? Nói không chừng trong hư không của Hỗn Độn Đại Thành có Xí Thiên Giới đang nhìn chằm chằm, Ngô Chính Uyên hoặc là quy thuận, hoặc là diệt vong. Tiêu Hồng Sinh trực tiếp ngồi liệt trên ghế mây, mặt không còn chút máu, mồ hôi rơi như mưa. Tiêu Lăng Nguyệt mong đợi nhìn tộc lão. Ngài vẫn luôn rất có chủ kiến, nhanh nghĩ lại xem bây giờ nên làm gì. Tộc lão hoàng thất đi qua đi lại trong phòng. Bây giờ điều chờ đợi duy nhất. Là Khương Phàm cùng Hỗn Độn Tử Phủ còn không biết chúng ta đã phát hiện bí mật của bọn hắn. Ngày mai chúng ta tiếp Ngô Chính Hùng lần nữa, trực tiếp làm rõ nhân hoàng sắp đến hoàng thành, sau đó nói tỷ đệ các ngươi cần ra ngoài nghênh đón. Nếu như Khương Phàm muốn nhân hoàng, sẽ không lập tức đánh cỏ động rắn, đến lúc đó các ngươi sẽ giả bộ ra khỏi thành bình thường, tuyệt đối không được có bối rối. Muốn đi cùng đi, nếu như đều đi sẽ bị nghi ngờ. Sau khi tỷ đệ các ngươi rời khỏi, một người lập tức tây tiến thông báo nhân hoàng không nên khinh cử vọng động, một người đi về hướng đông tiếp đại quang mang thần điện, nói Khương Phàm cấu kết với Hỗn Độn Tử Phủ,
rất có thể xí thiên giới đang ở trong hư không hỗn độn đại thành. Tiêu Lăng Nguyệt thoáng định thần. Đúng, liên hệ đại quang mang thần điện, nếu như thần tôn tự mình đưa người đến, nói không chừng có thể bổ xí thiên giới ra. Đến lúc đó hỗn độn tử phủ biết tình huống bại lộ, cũng chưa chắc lại trợ giúp Khương Phàm, ngược lại là hiệp trợ đại quang mang thần điện vây bắt xí thiên giới. Chúng ta đây là cược, cược bọn hắn còn không biết chúng ta đã phát hiện. Cược các ngươi có thể thuận lợi rời khỏi. Tộc lão nhẹ nhàng giãn hơi thở ra, phân phó thị vệ đi ra bên ngoài cảnh giới, nhìn xem có người giám sát bọn hắn hay không, sẽ liên lạc lại tình báo bọn của hắn tại hỗn độn đại thành, giám sát đám người thần bí Khương Phàm kia. Hỗn độn tử phủ. Ngô Chính Nguyên trở lại trong phủ liền tiến vào tổ từ, cùng các lão tổ và toàn bộ nhân vật quan trọng trong tộc tụ tập tới đó. Sau một trận kiềm chế trầm mặc, Thánh Vương Ngô Thái Bình gần 600 tuổi mở đôi mắt kia ra, trong mắt màu tím phảng phất vòng xoáy hỗn độn, khủng bố lại dựng dục sinh cơ. Nếu ngươi đồng ý, liền theo ý của ngươi làm đi. Ngô Chính Nguyên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn lão tổ, không nghĩ tới lại sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Lão tổ, ngài thật đồng ý. Đây chính là một con đường không có lối về, kẻ địch của Khương Phàm không chỉ là 12 hoàng đạo thương huyền, mà còn có bách tộc thiên khải, cuối cùng còn nghênh chiến tám phương đế tộc mà kiếp trước hắn chưa bao giờ đụng vào. Ngô Chính Hùng cũng nói. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp nơi đều là địch của Khương Phàm, mỗi một bước về phía trước đều là núi thây biển máu, hành trình của hắn còn xa hơn, gian nan hơn gấp trăm lần so với kiếp trước. Một khi Khương Phàm thảm bại, vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng là sẽ chôn cùng với hắn. Ngô Thái Bình thản nhiên nói. Các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ngô Chính Hùng và các tộc lão há hốc mồm, lại nói không nói ra lời. Ngô Thái Bình nói. Ta hỏi các ngươi, Khương Phàm biết khốn cảnh của mình không? Biết. Khương Phàm biết hắn sẽ phải nghênh chiến thiên khải bách tộc, vô thượng đế tộc không? Biết. Khương Phàm có từng lùi bước? Ngô Thái Bình nói. Các ngươi đã biết, Khương Phàm cũng đều biết, nhưng Khương Phàm, Thiên Hậu, Tu La, còn đang kiên trì. Vì sao? Đó là bởi vì bọn hắn có thứ chúng ta không có. Các ngươi chỉ cần tin tưởng, vạn thế thần triều cả nước tế trời, không phải để bọn hắn thần hoàng trở về chịu chết, khẳng định còn có càng nhiều chuẩn bị. Mà, các ngươi đều đã gặp mê mụ hỗn độn của xí thiên giới, so với lão gia hỏa ta đây nhìn từ trong ký ức tinh thạch còn rõ ràng hơn, các ngươi nói cho ta biết. Năng lượng hỗn độn nơi đó có thể làm cho hỗn độn tử phủ chúng ta thu hoạch được tân sinh không? Ngô Chính Nguyên trầm giọng nói. Mảnh thủy triều hỗn độn kia vô cùng mênh mông, cũng vô cùng cường thịnh, nếu như Khương Phàm đúng hẹn tặng quà, hỗn độn tử phủ sẽ tái hiện vinh quang của tiên tổ. Ngô Chính Hùng vội vàng nói. Coi như chúng ta mạnh lên thì phải làm thế nào đây? Khương Phàm không sống tới cuối cùng, chúng ta đều sẽ bị chôn cùng cả. Ngô Thái Bình nói. Bọn nhỏ, không cần luôn luôn nhìn đến cuối con đường, các ngươi là thấy không rõ, xem trước đường đi dưới chân mình một chút. Chúng ta đều từng tỉnh mộng hoang cổ, hồi ức về vinh quang tiên tổ, cảm thán hỗn độn chiến tộc lúc trước hào tình vạn trượng, oai hùng cái thế, đã từng tiếc nuối khi bị ông trời vứt bỏ, để hỗn độn chiến tộc sa sút tinh thần đến tận đây. Bây giờ đại đạo luân hồi, cơ duyên từ trên trời rơi xuống, chúng ta há có lý lẽ bỏ đi không thèm để ý. Sao các ngươi lại biết đây không phải là tiên tổ chúc phúc? Các tộc nhân của ta, nắm chặt cơ hội đi, buông tay đánh cược một lần đi. Hỗn độn chiến tộc đã yên lặng quá lâu, bây giờ liền nhờ vào cuộc chiến lên trời của Khương Phàm đó, hướng Thương Huyền, hướng Thiên Khải, tái hiện vinh quang của hỗn độn chiến khu, tỉnh lại hỗn độn chiến khu từng khiến tam tộc yêu ma linh sợ hãi. Coi như cuối cùng sẽ vỡ mộng, nhưng chỉ cần có thể rung động thời đại này, tái hiện vinh quang tiên tổ, ta muốn. Tộc nhân không hối hận, tiên tổ cũng sẽ không oán trách. Ngô Chính Nguyên, Ngô Chính Hùng và các cao tầng tử phủ vươn người đứng dậy, quỳ lạy thật sâu. Giờ khắc này bọn hắn đều đang đầy ngập sóng dậy, hào tình vạn trượng, tất cả tạp niệm cùng lo lắng, đều đã quên sạch sành sanh. Nhất là Ngô Chính Nguyên, rốt cuộc cũng triệt để hạ quyết tâm. Ngô Thái Bình nói, đưa toàn bộ bọn người Ngô Thiên Khải đến Lạc Trì trọng địa, sưu tập linh túy bảo dược dưỡng dục ở trong đó. Những thứ này đều là tài nguyên tiên tổ để lại cho chúng ta, chính là chờ thời khắc như vậy. Giờ khắc này, Khương Phàm đang đứng tại trong tử lâu, nhìn qua phương hướng hỗn độn tử phủ. Đắc tội, sau đó lại bồi thường các ngươi đi.
Triệu Thế Hùng đi đến gian phòng của Khương Phàm. Ngươi chơi một chiêu này rất ác độc, không sợ sau này phiền phức Hỗn Độn Tử Phủ sẽ mắng chết ngươi. Khương Phàm cười nhạt mà nói. Xí thiên giới chúng ta không phải ai cũng đều có thể tiến, đây coi như là khảo nghiệm đi. Người của Huyền Nguyệt tiếp cận nơi này. Đang tập trung vào, rất cẩn thận. Để các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt, trước hừng đông, chúng ta xuất phát, tiến vào đại hoang. Được rồi, ta đều không thể chờ đợi được nữa. Thần huyết, người người đều có phần. Khương Phàm biết rõ đại hoang nơi đó nguy hiểm cùng đặc thù, nhất định phải điều đi toàn bộ tất cả đỉnh cấp cường giả của Hoàng Đạo và Huyền Nguyệt. Nhưng, làm sao có thể để những các lão tổ tông Hoàng Đạo kia biết hắn sẽ tập kích nơi đó? Hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ, đúng giờ đi qua. Hắn nghĩ tới chủ ý khôn khéo lại hỗn đản. Lợi dụng Hỗn Độn Tử Phủ. Nếu như chỉ là đơn thuần để Hỗn Độn Tử Phủ đi qua làm nội ứng, rất khó để Hoàng Đạo điều tới trong một thời gian Khương Phàm cần. Nếu như Hỗn Độn Tử Phủ nhìn thấy tứ đại Hoàng Đạo tụ tập ở nơi đó, nhất là Đại Quang Mang Thần Tôn, cũng rất khó cam đoan sẽ không phản bội. Khương Phàm lo lắng hơn là tất cả Hoàng Đạo sẽ tiến hành loại hình nghiệm chứng siêu hồn đối với Hỗn Độn Tử Phủ, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cho nên, Khương Phàm dứt khoát chủ động bại lộ mình, để Huyền Nguyệt biết Hỗn Độn Tử Phủ có vấn đề, sau đó mời Hoàng Đạo nói chuyện hành động đối với Tử Phủ để kiểm tra, bước ra tình huống tập kích cụ thể của Xí Thiên Giới. Đám lão gia hỏa Hoàng Đạo kia đều rất xảo quyệt, sẽ chỉ tin tưởng tin tức mà mình tự mình nghiền ép đi ra. Đến lúc đó, tất cả Hoàng Đạo hẳn là sẽ 100% tin tưởng Xí Thiên Giới muốn tập kích tại ngày mùng 1 tháng 11, đám lão tổ tông kia cũng sẽ tại trước ngày đó đó, tề tụ về Huyền Nguyệt. Tiêu Lăng Nguyệt và đám người đang khẩn trương và bất an đợi đến hừng đông, nhưng khi mà bọn hắn đang muốn đuổi đi tiếp Hỗn Độn Tử Phủ lại ngoài ý muốn nhận được tin tức, người của tình báo phát hiện đám người Khương Phàm kia, nhưng bọn hắn đã rời khỏi Hỗn Độn Đại Thành trước bình minh. Toàn bộ đều đi rồi. Tộc lão Hoàng thất kinh ngạc, không ở nơi này chờ nhân hoàng sao? Toàn bộ đều đi, đi rất bí mật rất cẩn thận, nhưng vẫn bị người của chúng ta phát hiện. Tử lâu bọn hắn ở cũng rỗng. Người của chúng ta mạo hiểm tiếp xúc với lão bản Tử Lâu, biết được đám người kia đã đến từ 5 ngày trước, vẫn luôn ở tại nơi này. Khương Phàm muốn làm gì? Không ở nơi này trông coi Hỗn Độn Tử Phủ sao? Không sợ bọn họ phản bội? Tiêu Lăng Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo tính cách của Khương Phàm, hẳn là sẽ một mực khống chế Hỗn Độn Tử Phủ lại để tránh sinh biến, sau đó tự mình bắt Phụ Hoàng. Chẳng lẽ Khương Phàm muốn đến Lạc Trùy trọng địa? Hay là nói Hỗn Độn Tử Phủ đã hoàn toàn thần phục, sẽ chủ động thay Khương Phàm bắt nhân hoàng? Tộc lão Hoàng thất đều đoán không ra. Tiểu hoàng tử bối rối nói. Nếu Khương Phàm đều rời khỏi, nếu chúng ta không trực tiếp làm rõ cùng Ngô Chính Nguyên. Liền nói Hoàng đạo tứ phương muốn thiết lập ván cục tại Hoàng triều chúng ta, như thế khẳng định sẽ hù được Ngô Chính Nguyên, sau đó tìm chúng ta nương tựa. Tộc lão Hoàng thất lắc đầu nói. Tuyệt đối không thể. Đây là bí mật quan trọng nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể tùy tiện lộ ra, mà Ngô Chính Nguyên không nhất định sẽ tin tưởng. Vẫn dựa theo kế hoạch đã định, để Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó tự mình tới, sau đó nhìn tình huống mà quyết định. Chuyện này quá mẫn cảm quá quan trọng, hắn thực sự không dám tự tiện quyết định. Vậy cũng chớ quan tâm gì nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, thông báo Phụ Hoàng, thông báo Đại Quang Mang Thần Điện. Tỷ đệ các ngươi chớ vội đi. Ta đi trước tiếp Ngô Chính Hùng, sau khi lấy xong cớ, các ngươi lại rời khỏi. Hồng Sinh đi thông báo nhân hoàng, Lăng Nguyệt thân đi đến Đại Quang Mang Thần Điện. Sau một phen thương lượng, tộc lão Hoàng thất đã liên hệ Ngô Chính Hùng. Ngô Chính Hùng không có vội vã tỏ thái độ gia nhập liên minh, nhưng thái độ rõ ràng là đã hòa hoãn hơn so với trước đó, cũng lấy việc Ngô Thiên Khải đột phá, tâm tình tộc trưởng đang rất tốt, làm cớ, chủ động đưa ra lời mời mời đích thân nhân hoàng tới. Cùng tộc trưởng gặp mặt nói chuyện. Chuyện này khiến tộc lão Hoàng thất rất là vui mừng, trong lòng thì thấp thỏm lo âu. Quả nhiên đã tìm Khương Phàm, nương tựa còn muốn dụ bắt nhân hoàng ở chỗ này. Sau đó, tộc lão Hoàng thất cáo từ, an bài Tiêu Lăng Nguyệt, Tiêu Hồng Sinh rời khỏi Hỗn Độn Đại Thành. Khương Phàm quả nhiên đến rồi. Nhân hoàng Huyền Nguyệt, Tiêu Tấn Võ ở trên đường nghênh đến Tiêu Hồng Sinh, sau khi nhận được tin tức rất là chấn kinh. Khương Phàm quả nhiên âm hiểm, hắn lại muốn đến dùng Hỗn Độn Tử Phủ trà trộn vào liên minh. Nếu như không phải bọn người Tiêu Hồng Sinh kịp thời phát giác, hậu quả khó mà lường được.
Tiêu Hồng Sinh lo lắng nói. Phụ hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như không đi, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi. Nếu như đi, nói rõ là đám người hỗn độn tử phủ kia muốn làm chó cho Khương Phàm. Nhân hoàng Tiêu Tấn Võ trầm ngâm liên tục, nói. Tiếp tục đi, nhưng thả chậm tốc độ. Sau khi Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó nhận được tin tức chắc chắn đích thân tới hỗn độn tử phủ tìm Ngô Chính Nguyên gặp mặt nói chuyện. Nếu như hỗn độn tử phủ thỏa hiệp, chúng ta vào thành đàm phán, nếu như hỗn độn tử phủ sinh biến, chúng ta theo đường cũ trở về. Sau khi Đại Quang Mang Thần Điện nơi đó nhận được tin tức cũng vô cùng ngoài ý muốn. Khương Phàm không có trực tiếp tập kích Huyền Nguyệt, mà là nghĩ đến hỗn độn tử phủ. Đây rốt cuộc là cảnh giác đơn thuần, hay là đã phát hiện bóng dáng hoàng đạo tại Huyền Nguyệt nơi đó. Các cao tầng thần điện bí mật thương lượng, sau đó quyết định để thần tôn đích thân tới hỗn độn tử phủ xử trí. Vì hành động dụ bắt lần này, bọn hắn chủ động liên minh cửu đại hoàng đạo, thiết chí hai vòng chiến, đang mong đợi triệt để kết thúc trận nguy cơ nội loạn này, tuyệt đối không thể còn chưa bắt đầu liền kết thúc, càng không thể để Khương Phàm tính toán, nếu không liền sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Ngày 10 tháng 10, Đại Quan mang thần tôn tự mình đến hỗn độn đại thành. Hai vị thánh linh không gian của thần điện bí mật tuần sát hư không bên ngoài hỗn độn tử phủ, không có phát hiện vết tích của xí thiên giới. Sau khi bí mật trà trộn vào hỗn độn tử phủ, cũng không có phát hiện người nào khả nghi. Ngô Thái Bình. Nửa đêm, một tia sáng sáng rực nở rộ trong tổ từ hỗn độn tử phủ, không gian vặn vẹo, ánh sáng xen lẫn, tạo thành một hư ảnh mơ hồ. Ngươi là ai? Ngô Thái Bình tỉnh lại từ trong minh tưởng, bên trong đồng mâu màu tím thâm thúy diễn biến ánh sáng hỗn độn, giống như thiên lôi cuồn cuộn, lộ ra uy áp mãnh liệt. Ngươi cảm giác, ta hẳn là ai? Ánh sáng vặn vẹo, phiêu đãng ở giữa hiện thực cùng hư vô, nhìn rất hư ảo, lại tràn ngập thần uy khiếp người. Tự tiện xông vào tổ từ Ngu gia ta, là đại bất kính, ngươi là người vô lễ. Ngô Thái Bình cảm nhận được khí tức quang ảnh, đoán được thân phận người đến, thể hiện dần dần nghiêm trọng lên. Đại Quang Mang Thần Tôn. Hắn không phải hẳn là đang ở Thiên Khải chiến trường sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn là sau khi hỗn độn tử phủ bọn hắn vừa mới đầu nhập Khương Phàm. Đại Quang Mang Thần Tôn lạnh lùng nhìn Ngô Thái Bình. Lễ chỗ đợi, người nhận lễ, ngươi, ta nhìn không phải. Ngô Thái Bình thể hiện càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn độn tử phủ đưa mắt đi khắp nơi chúng ta là vô địch, tại bất kỳ một phương nào ta cũng làm là người nhận lễ. Trước đó đưa mắt đi khắp nơi các ngươi là vô địch, bây giờ lại thế gian đều là địch. Đưa mắt nhìn khắp Thương Huyền, ngươi sẽ không còn nhận bất cứ lễ ngộ gì nữa. Quang Mang Thần Tôn, cớ gì lại nói ra lời ấy? Nếu ta đã tới, ngươi còn có giả bộ hồ đồ sao? Tuổi rất cao, chưa cho mình chút tôn nghiêm. Ta đã tị thế mấy trăm năm, không hỏi tộc phụ, không biết như ngươi đang nói chuyện gì. Chuyện như vậy, không có chủ ý của ngươi, các tiểu hoa nhi hỗn độn tử phủ còn không dám quyết định. Hôm nay ta tự mình quang ảnh, tới, là tôn trọng lịch sử quang mang thần tộc từng theo hỗn độn chiến tộc kề vai chiến đấu, hy vọng ngươi có thể biết thời vụ, chủ động thẳng thắn. Nếu như ngươi muốn ruồng bỏ lịch sử, đẩy hỗn độn tử phủ đến vực sâu, cũng đừng trách ta không niệm cùng tình cũ. Quang ảnh dần dần ngưng thực, thần uy lạnh thấu xương thẩm thấu lấy không gian tổ từ. Mỗi một sợi ánh sáng đều phảng phất ẩn chứa uy lực thiên lôi, uy lực thần viêm, có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy mọi thứ ở xung quanh. Ta không biết Quang Mang Thần Tôn nói tới chuyện gì, còn xin nói rõ. Trong lòng Ngô Thái Bình nổi lên sự bất an mãnh liệt, chẳng lẽ Quang Mang Thần Tôn biết bọn hắn cùng Khương Phàm liên minh? Nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ Thần Tôn từ đầu đến cuối đều đang bí mật giám sát hỗn độn tử phủ sao? Thái độ của ngươi để cho ta rất thất vọng. Ta cho là ngươi chỉ là nhận lấy Khương Phàm uy hiếp, bất đắc dĩ thuận theo, không nghĩ tới ngươi lại tiếp nhận lời dụ dỗ của hắn. Nếu ta đoán không sai, Khương Phàm hẳn là hứa hẹn năng lượng hỗn độn xung quanh xí thiên giới nhỉ. Ngô Thái Bình, ngươi đã hơn 500 tuổi vậy mà lại nhìn không thấu quỷ kế của Khương Phàm. Năng lượng hỗn độn xung quanh xí thiên giới xác thực rất mạnh, nhưng những năng lượng kia làm sao có thể tùy tiện tặng cho các ngươi. Mất đi năng lượng hỗn độn kia. Xí thiên giới sẽ duy trì ổn định, ẩn nấp hư không như thế nào, lại nên diễn biến cự long, uy hiếp Thương Huyền như thế nào. Kiếp trước Khương Phàm giỏi về liên minh, bắt đầu từ Tây Ngục Thiên Quốc, đến Phù Tang Thần Cung, lại đến Xích Thiên Thần Triều, kết quả toàn bộ cho hắn một kích chí mạng, thu một tiểu đệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều,
cuối cùng thọc hắn một đao, theo ý kiến của ngươi, Khương Phàm chuyển thế trở về, sẽ còn lại kết liên minh sao? Không thể nào, Khương Phàm tìm được các ngươi rồi, chỉ là xem các ngươi thành vũ khí, mà không phải bằng hữu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, sau khi nghĩ sâu tính kỹ, lại trả lời ta. Ngô Thái Bình âm thầm hít một hơi lạnh, thần điện quả nhiên là đang theo dõi hỗn độn tử phủ. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn hắn tìm Khương Phàm nương tựa, chẳng khác nào đứng ở mặt đối lập cùng quang mang thần điện. Thần tôn đích thân tới, rõ ràng là buộc bọn họ phản bội Khương Phàm. Nhưng, huyết mạch hỗn độn cao ngạo tôn quý, há có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa. Năng lượng quang ảnh vặn vẹo nhấc lên, giọng của đại quang mang thần tôn cũng trở nên nghiêm khắc. Ngươi đang do dự cái gì? Khương Phàm có thể hủy hỗn độn tử phủ, ta liền không thể. Bây giờ đã không phải là thời đại trước đó, giữa tất cả hoàng tộc hoàng đạo không có nhiều quy củ hạn chế phức tạp như vậy, bây giờ chỉ cần ta đưa một lý do, ngươi cùng Khương Phàm cấu kết liên minh, liền có thể đạp diệt hỗn độn tử phủ, mà tất cả hoàng đạo thương huyền không những đều sẽ không phản đối, sẽ còn tuyên cáo thiên hạ, đây chính là kết quả liên hợp cùng Khương Phàm. Ngô Thái Bình cau mày, vẻ mặt u ám, đau khổ lựa chọn. Rốt cuộc Khương Phàm đã cho ngươi hứa hẹn gì? Quang mang thần tôn cảm thấy kỳ quái, đầu lão già này không hiểu nghiệm sao. Chỉ vừa kết minh cùng Khương Phàm mà thôi, vậy mà liền muốn tận trung rồi. Hỗn độn tử phủ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngô Thái Bình thừa nhận áp lực thật lớn, nhưng vẫn thể hiện thái độ. Khương Phàm kết minh cùng các ngươi, nhưng không có mang các ngươi đi, ngược lại muốn dẫn dụ nhân hoàng huyền nguyệt vào thành. Ta không có đoán sai, ngươi là muốn khống chế nhân hoàng huyền nguyệt, tiến công huyền nguyệt hoàng triều. Ta lại nói cho ngươi biết, huyền nguyệt hoàng triều nơi đó sớm đã bố trí xong thiên la địa võng. Đại quang minh thần điện, cửu lê thần cung, vạn đạo thần giáo, thái cổ thần miếu, toàn bộ đều đang tiềm phục ở nơi đó, bố trí pháp trận, phong phú tài nguyên, ngồi đợi xí thiên giới giáng lâm. Ngươi muốn đi huyền nguyệt, ngươi muốn đi chịu chết. Vẻ mặt Ngô Thái Bình đại biến, tứ đại hoàng đạo. Bọn hắn không phải khai chiến sao? Chẳng lẽ đều là giả? Bọn hắn đang làm cho thiên hạ nhìn, sau đó dẫn dụ Khương Phàm xuất chinh huyền nguyệt, tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Ngô Chính Huyền từ đằng xa đi tới, sau lưng tung bay ánh sáng sáng rực, cũng là chiếu ảnh của thần tôn. Khuôn mặt Ngô Chính Huyền căng cứng, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật vất vả mới hạ quyết tâm lại bị đại quang mang thần điện tập trung vào. Hắn thực sự không nghĩ ra nơi nào xảy ra vấn đề, đã vậy còn bại lộ quá nhanh. Càng rung động là, các hoàng đạo thương huyền lại liên thủ bố cục, thiết kế chiến trường tại huyền nguyệt cùng xích thiên. Thậm chí chiến trường tại huyền nguyệt còn bố trí pháp trận bí mật của hoàng đạo. Hoàng đạo vì vây khốn xí thiên giới, thật sự đã bỏ hết cả tiền vốn. Đại quang mang thần tôn nói với Ngô Thái Bình. Cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết hết thảy mọi chuyện. Nếu không, ta sẽ dùng thủ đoạn của ta, tự mình điều tra. Ngô Thái Bình cùng Ngô Chính Huyền nhìn nhau. Tâm tình của hai người đều rất nặng nề, ai cũng không ngờ tới như thế này, ai cũng không nguyện ý như thế này. Nhưng nếu đại quang mang thần điện tiếp cận bọn hắn, lại còn do thần tôn đích thân tới, hỗn độn tử phủ bọn hắn liền lại một lần đứng ở bên bờ sinh tử, thậm chí so với trước đó còn tàn khốc hơn. Hỗn độn tử phủ các ngươi thật sự không biết tốt xấu. Hai quang ảnh trùng hợp, ánh sáng tăng vọt, chiếu thấu tổ từ, hóa thành xiềng xích hừng hực đánh về phía đầu Ngô Chính Huyền. Chậm đã. Ngô Thái Bình lắc đầu, thở dài. Chúng ta nói, nhưng chúng ta có điều kiện. Lão Tổ. Ngô Chính Huyền chau mày, mặc dù trước đó rất xoắn suýt con đường của hỗn độn tử phủ ở đâu, cũng không nguyện ý hợp tác cùng Khương Phàm, nhưng nếu bây giờ đã làm ra quyết định, liền phải tuân thủ nghiêm ngặt, đây không chỉ là tôn trọng đối với minh hữu, càng là tôn trọng đối với chính mình. Huyết thống hỗn độn cao ngạo của bọn hắn càng không cho phép bọn hắn làm ra chuyện bội bạc. Nói đi, chúng ta chỉ là ước định cùng Khương Phàm, không có kết minh, Khương Phàm cũng chỉ đang lợi dụng chúng ta, mà không phải thật sự hợp tác. Giọng Ngô Thái Bình tiếc nuối để đại quang mang thần tôn ngưng kết thành xiềng xích một lần nữa biến thành bóng người. Thế nhưng, nói đi, nói cho bọn hắn. Ngô Thái Bình không phải cố ý ruồng bỏ, mà đối mặt với cục diện trước mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất phi diệu. Nếu Khương Phàm đến mưu đồ bí mật, tại sao muốn gặp mặt tại Thương Vân Lâu? Lại còn là tầng dưới yến hội. Cái này rõ ràng không sáng suốt.
Vì sao chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi đại quang mang thần điện liền đến rồi? Rốt cuộc là thần điện đang theo dõi Khương Phàm, hay là nói? Sau khi Khương Phàm rời khỏi, liền có người đi đưa tin tức. Ai? Có thể là người tham gia yến hội lúc ấy, nói cách khác sứ giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Còn có, vì sao Khương Phàm chỉ là ước định trên miệng, mà không có ký kết hiệp nghị, thậm chí không có để lại người bí mật giám sát, không có mang đi mấy người làm con tin? Chẳng lẽ không sợ bọn họ làm phản sao? Hay là nói, Khương Phàm chờ bọn hắn làm phản? Nghĩ tới đây, Ngô Thái Bình suy nghĩ dần dần sinh động. Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sâu. Ta có thể nói. Ngô Chính Uyên cắn răng, mặt đều trở nên bóp méo. Sau khi ta nói xong, xin mời lão tổ cách ta khỏi vị trí tộc trưởng hỗn độn tử phủ. Huyết mạch hỗn độn cao quý kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép nhận bất cứ chuyện làm bẩn gì. Hắn làm tộc trưởng, không thể làm bất cứ chuyện bội bạc gì, không thể để cho huyết mạch hỗn độn hổ thẹn. Ngô Thái Bình trực tiếp phán quyết. Phong cấm địa lao, bị phạt 5 năm. Tộc trưởng, do Ngô Chính Hùng kế nhiệm. Đại quang mang thần tôn nhìn một màn trước mắt ngầm sinh tán thưởng. Bọn gia hỏa này uy mãnh là kiêu ngạo chảy xuôi trong máu, nếu như có thể kết minh vẫn rất đáng được tín nhiệm. Khương Phàm tới tìm hắn bọn họ, hẳn là coi trọng điểm ấy. Ngô Chính Uyên hít một hơi, nói. Khương Phàm bí mật liên hệ chúng ta, liên minh trà trộn vào Huyền Nguyệt làm nội ứng. Vào rạng sáng ngày mùng 1 tháng 11, hắn sẽ dẫn xí thiên giới tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Ngày mùng 1 tháng 11, còn lại 20 ngày. Đại hít một hơi thần tôn âm thầm cảm thấy may mắn, kế hoạch đã định là phải ký kết toàn bộ pháp trận trước cuối tháng 10, sau đó tại đầu tháng 11 triệu tập tất cả các lão tổ tông hoàng đạo tập kết. Nếu như Khương Phàm thật đánh bất ngờ, còn có hỗn độn tử phủ làm nội ứng, hậu quả khó mà lường được. Còn gì nữa không? Đại quang mang thần tôn tra hỏi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ta muốn chi tiết. Khương Phàm muốn chúng ta nhìn tình huống mà tự do phát huy. Chỉ cần tạo cho xí thiên giới một cơ hội ra tay bất ngờ liền có thể đồ diệt Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Ta tin tưởng những gì ngươi nói, nhưng căn hệ trọng đại, ta còn cần làm kiểm tra. Đại quang mang thần tôn đưa tay ra hiệu. Hư không vặn vẹo, một vị thánh linh không gian đi ra, trong tay nâng một cái ngọc kính. Ngọc kính nở rộ lên cường quang chói mắt, bao phủ Ngô Chính Uyên. Cường quang chiếu thấu huyết nhục, hiện ra linh hồn phiêu miểu ở bên trong. Cơ thể Ngô Chính Uyên cứng ngắc, khó có thể tin được mà nhìn ngọc kính đối diện mình. Trong ngọc kính không có hình dạng của hắn, nhưng dần dần xuất hiện linh hồn luân khuếch của hắn. Thật giống như linh hồn bị giam cầm ở bên trong. Thánh linh không gian nhìn bóng linh hồn trong ngọc kính, nói. Ngươi nói một lần nữa, mục đích Khương Phàm tới nơi này. Ngọc kính khuấy động kỳ diệu ánh sáng ảo diệu, cái bóng linh hồn tựa như bị ném tới bên trong luyện lô, đau đớn càng kinh hoàng hơn. Khương Phàm tới là muốn kết minh cùng hỗn độn tử phủ, dùng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới dụ hoặc, hứa hẹn bồi dưỡng huyết mạch hỗn độn. Sau khi nhân hoàng Huyền Nguyệt đến, tỏ thái độ hợp tác, trà trộn vào liên minh làm nội ứng. Vào rạng sáng ngày mùng 1 tháng 11, chúng ta phá hư pháp trận, dẫn xí thiên giới giáng lâm. Sau khi thánh linh không gian gật đầu đối với quang mang thần tôn, thu hồi ngọc kính. Ngô Chính Uyên đổ mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Cảm giác vừa rồi tựa như linh hồn bị một loại năng lượng vô hình khống chế, hoàn toàn không thuộc về chính hắn. Đại quang mang thần tôn nói. Các ngươi dựa theo Khương Phàm phân phó, tiếp tục kết minh cùng Huyền Nguyệt, đến Hoàng Thành làm cục. Nhưng, Ngô Thiên Khải và những người thế hệ mới thay mặt, cần đến Đại quang mang thần điện ở tạm một thời gian. Ngô Chính Uyên đang muốn từ chối, Ngô Thái Bình đã nói. Bọn hắn đã đến Lạc Trì trọng địa thu dọn đồ đạc. Theo Khương Phàm đi xí thiên giới. Khương Phàm phòng ngừa chúng ta phản bội, bọn hắn đều đã bị bắt đi. Ngô Chính Uyên lập tức hiểu được, đây là muốn bảo đảm những hài tử này. Quang mang thần tôn giật mình, trách không được trước đó bọn hắn không nguyện ý phản bội Khương Phàm, thì ra bên trong còn có tầng quan hệ này. Khương Phàm thật đủ cẩn thận, không chỉ dùng năng lượng hỗn độn làm dụ hoặc, còn toàn cuốn đi đời mới. Nhưng như thế này càng phải đề phòng hỗn độn tử phủ. Nhất định phải dùng chuyện nghiêm trọng hơn bức hiếp bọn hắn, để tránh hai lần làm phản tại Huyền Nguyệt nơi đó. Quang mang thần tôn nói. Ngô Thái Bình, người mang theo tộc nhân cao giai niết bàn cảnh trở lên của tử phủ đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành phối hợp hành động. Ngô Chính Uyên, Ngô Chính Hùng,
còn có toàn bộ các tộc nhân khác ở lại hỗn độn tử phủ, do thần điện chúng ta trông coi. Khi xí thiên giới giáng lâm, tất cả hoàng đạo chúng ta sẽ khởi xướng phản kích mãnh liệt nhất, đến lúc đó Khương Phàm sẽ bối rối ứng phó, hắn sẽ không có thời gian xử lý bọn người Ngô Thiên Khải. Ta cho điều động hai vị thánh vương, phối hợp với các ngươi giết vào xí thiên giới, nghĩ cách cứu viện Ngô Thiên Khải. Bằng vào, đại quang mang thánh thuật của quang mang thần điện chúng ta, nghĩ cách cứu viện mấy hải tử không thành vấn đề. Sau khi cứu người ra, ngươi lại phối hợp vây bắt đám phượng hoàng kia. Chờ sau khi thắng lợi, ta còn có thể làm chủ, cho phép các ngươi muốn dùng một bộ phận năng lượng hỗn độn. Nhưng, nếu như ngươi không phối hợp, nhất định phải cùng Khương Phàm tằng tiệu với nhau, vậy người lưu thủ tử phủ. Đừng mơ có ai còn sống nữa. Ngô Thái Bình lạnh lùng nhìn thần tôn. Đều nói Khương Phàm tàn nhẫn, đại quang mang thần điện các ngươi cũng không kém nhỉ. Lựa chọn của ngươi, quyết định thái độ của ta. Quang ảnh đại quang mang thần tôn từ từ ảm đạm, biến mất khỏi tổ tư. Trong tổ tư còn lại Ngô Thái Bình cùng Ngô Chính Uyên yên lặng đối mặt với nhau. Ngô Thái Bình cũng không biết sốt cuộc mình suy đoán đúng hay không, nhưng cục diện trước mắt làm cho hắn không thể không làm quyết định. Tội danh bội bạc, ta sẽ gánh lấy. Ngô Chính Uyên dập đầu đối với tiên tổ, quay người liền muốn rời khỏi. Ngô Thái Bình nhắc nhở. Ngươi ở lại nơi này, trông coi nhà, trông coi bảo khí cho tốt. Chỉ cần ta sống, liền sẽ không để quang mang thần điện tổn thương tộc nhân. Giọng Ngô Chính Uyên thoáng run run, bởi vì hắn mẫn cảm nghe được ý tứ trong lời lão tổ nói. Bảo khí, hỗn độn trọng trùy, đó là tín hiệu ước định với Khương Phàm. Nếu như hỗn độn trọng khí ở lại hỗn độn tử phủ, đến lúc đó Khương Phàm tại hư không huyền nguyệt sẽ không cảm giác được, tín hiệu hẳn là sẽ đoán được có biến cố. Đi thôi. Ngô Thái Bình nhắm mắt lại, tâm tình phức tạp lại xoắn suýt. Nếu như mình đoán đúng, Khương Phàm hẳn có bố trí khác tại chiến trường huyền nguyệt, nếu như đoán không đúng thì dùng cái này cảnh báo cho Khương Phàm vậy. Sau khi nhân hoàng huyền nguyệt biết được đã an toàn, hắn cao điệu đến thăm hỗn độn tử phủ, gặp mặt tộc trưởng Ngô Chính Uyên, ký kết hiệp nghị liên minh. Chỉ là tình huống bây giờ có biến, bọn hắn không chỉ là muốn kết minh, càng là muốn bí mật mưu đồ xí thiên giới. Sau khi Tiêu Tấn Võ ký hiệp nghị, trong đêm liền rời khỏi. Mặc dù hắn tích cực thôi động hoàng đạo đến huyền nguyệt bố cục, nhưng kỳ vọng thật sự vẫn là muốn Khương Phàm có thể tập kích Xích Thiên Hoàng Thành, chống rỗng. Dù sao tập kích nơi đó nhìn vẫn kích thích hơn lại càng rung động hơn, càng phù hợp để Khương Phàm, bá thế, tái nhập thương huyền hơn, không nghĩ tới Khương Phàm vẫn để mắt tới huyền nguyệt. Cũng may bọn người Tiêu Lăng Nguyệt đã kịp thời phát hiện vấn đề, xúi dục hỗn độn tử phủ. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn vô cùng khẩn trương. Nếu Khương Phàm có thể nghĩ đến xúi dục hỗn độn tử phủ, đã nói hắn không có mù quáng tự ngạo, mà là rất cẩn thận vận hành cường điệu về trận chiến đầu tiên tại Thương Huyền. Cho nên, hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Phàm còn đang bí mật giám sát Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Cứ như vậy, pháp trận đang bố trí trong Hoàng Thành cần càng cẩn thận vận hành, tuyệt đối không thể để tình báo của Khương Phàm phát giác được bất cứ vấn đề nào. Nhưng, nếu như thả chậm tốc độ, pháp trận có thể hoàn thành trước khi xí thiên giới giáng lâm sao? Nếu như không có đủ pháp trận cường hoành, xí thiên giới vô cùng có khả năng tránh thoát khỏi giam cầm, một lần nữa trở lại hư không, để hành động dụ bắt thành công dã tràng. Sau khi Tiêu Tấn Võ mang theo tâm tình khẩn trương rời khỏi, Ngô Thái Bình đã xuất quan, tự mình chọn lựa tộc nhân, chuẩn bị tiến về Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Vài ngày sau, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung các loại lần lượt đều chiếm được tin tức. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại càng phấn chấn, không nghĩ tới Khương Phàm lại mắc câu thật rồi, còn xác định cụ thể thời gian hành động. Bọn hắn lập tức bắt đầu chỉnh đốn phòng ngự của riêng mình, muốn bảo đảm nhà mình an toàn, mới có thể yên tâm rời khỏi. Ngày 25 tháng 10, sau khi suy đoán pháp trận ẩn giấu tại Huyền Nguyệt đã sắp bố trí xong, tất cả các lão tổ tông hoàng đạo đều liên tiếp khởi hành. Trừ một vị thánh vương cùng thánh linh và các tộc nhân tọa trấn hoàng đạo, duy trì ngoài pháp trận ra thì, bọn hắn đều mang tới tất cả cường giả có khả năng mang lên, dù sao thực lực của Huyền Nguyệt rất yếu kém, muốn triệt để vây khốn xí thiên giới, liền cần đầy đủ cường giả phong phú pháp trận. Chuyện này cũng hiện ra quyết tâm bọn hắn phải giải quyết tên phiền toái Khương Phàm này. Cùng lúc đó, xí thiên giới hoành hành trong hư không, lặng yên xuôi nam, tại ngày 26 cùng ngày đã đến phía tây nam đại hoang.
cục diện nơi này còn nghiêm trọng hơn so với những gì Cửu Thiên Thần Giáo nói. Hắc ám che trời bao phủ khắp nơi, xâm nhập dãy núi, tràng diện bầu trời bị che khuất phảng phất vuông dương màu đen đang bạo động. Không chỉ có vạn dặm đại hoang bị dìm ngập, một nửa dãy núi của La Phù Sơn mạch còn lọt vào trùng kích, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là mãnh thú cùng bầy chim đang chạy trốn, còn có dân chúng bộ lạc mang nhà mang người kéo nhau chạy đi. Vô hồi thánh chủ sớm đã trở lại thánh địa, tổ chức cho tông môn bộ lạc La Phù di chuyển về hướng Bắc, cũng khẩn cấp thông báo lấy tới gần Lang Gia Hoàng Triều cùng Tân Hải. Lang Gia Hoàng Triều di chuyển cả nước, từ phía Tây toàn diện rút lui đến phía Đông. Khu vực Tân Hải hỗn loạn không chịu nổi, lít nha lít nhít con thuyền chở khách chen chúc, người chạy nạn như sóng biển, đi xa về hải vực. Sự hỗn loạn kinh khủng ở nơi này đã rung chuyển, kích thích toàn bộ đại địa Tây Nam, Hoang Mãng Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, Quỷ Khóc Xâm Lâm, còn có các vương quốc hoàng triều ở Tây Nam Bộ, tất cả cũng đã bắt đầu chú ý vực sâu kịch biến. Trước đó bọn hắn suy đoán cục diện tại Đại Hoang khả năng đã mất khống chế, dù sao lời đồn về nơi đó là xuyên suốt đến địa ngục, không nghĩ tới lại bạo động thật, quy mô còn là lớn hơn cả tưởng tượng. Chủ nhân Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu tự mình an bài cường giả đi qua điều tra. Trước lúc này, bọn hắn đương nhiên biết biên hoang Tây Nam có một vùng đất tà ác, nhưng dính đến nơi mẫn cảm thánh địa kia, lại thêm tự mình điều tra cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền không lại để ý tới, thậm chí đều quên lãng. Bây giờ vực sâu đột nhiên xảy ra kịch biến, khiến cho bọn hắn cảnh giác. Nhưng, hắc ám đã hoàn toàn mất khống chế, bên trong tràn ngập lít nha lít nhít ác linh, điên cuồng săn bắt tất cả vật sống, các cường giả bọn hắn liên tiếp điều động đến đều mất mạng ở bên trong, lại không có ai có thể trở về. Lúc thần miếu đang cân nhắc có nên điều động thánh linh đi qua hay không thì bất chợt tình huống tại Huyền Nguyệt Hoàng Triều đã để bọn hắn chuyển rời lực chú ý đến Tây Bộ. Tiếp tục điều tra, đuổi toàn bộ người còn ở lại tại La Phù đi ra, không vào Lang Gia Hoàng Triều, trực tiếp rút lui về Hoang Mãng Nguyên. Thông báo con dân Hoang Mãng Nguyên, tận lực di chuyển về hướng Bắc, làm tốt bỏ qua Hoang Mãng Nguyên. Vô hồi thánh chủ đứng trước hắc ám bạo động mà cau mày, tràng diện bạo động càng ngày càng mãnh liệt. Ba tháng trước đã chính thức vượt qua Âm Dương Hà, xâm nhập La Phù Sơn Mạch, tình thế xâm nhập còn không ngừng tăng lên, nàng có một dự cảm mãnh liệt, nếu thật sự không khống chế, hắc ám không chỉ đơn giản là xâm nhập La Phù, thậm chí còn có khả năng ngay cả Hoang Mãng Nguyên đều vô tình bị thôn phệ. Thánh địa đều đã chỉnh lý tốt, đồ nên mang đều mang theo. Thánh chủ, chúng ta cũng rút lui thôi. Bạch Nguyệt đứng sau lưng thánh chủ, mặc dù cực kỳ không muốn bỏ. Nhưng vô hồi thánh địa cách hắc ám còn không đến 500 dặm, đứng ở chỗ này liền có thể thấy rõ tường thành giống như hắc ám thẳng nhập trời cao, còn có sát khí thảm liệt đập vào mặt. Rút lui, toàn bộ rút lui, bây giờ không phải thời khắc lưu luyến gì nữa cả, cũng đừng trông cậy vào tổ sơn tới hỗ trợ. Vô hồi thánh chủ quả quyết đưa ra quyết định, mặc dù sứ mệnh của thánh địa chính là ngăn cản hắc ám, bảo vệ dân chúng, nhưng bây giờ hắc ám đã triệt để mất khống chế. Vượt xa cực hạn mà bọn hắn có thể chịu đựng. Túc lão cùng các trưởng lão nhanh chóng tập kết, trong nhẫn không gian chất đầy thánh địa bảo vật. Vô hồi thánh chủ nhìn hắc ám lần cuối cùng, sau đó kêu gọi mọi người rút lui. Nhưng ngay lúc thánh địa rút khỏi toàn diện không lâu, Khương Phàm đã đến La Phù gặp mặt vô hồi thánh chủ. Dùng hết khả năng truyền tin tức đi, có thể rút lui bao xa thì rút lui bao xa, nếu như hắc ám thâm uyên bạo động. Phạm vi trực tiếp bị tác động đến sẽ đạt đến mấy vạn dặm, phạm vi ảnh hưởng gián tiếp sẽ bao trùm 10 vạn dặm trở lên. Người muốn đi đến đấy sao? Bây giờ còn có cách giải quyết sao? Vô hồi thánh chủ nhìn thấy Khương Phàm, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể khống chế, nhưng cần thời gian. Các ngươi có thể truyền tin tức bao xa liền truyền bấy xa, có thể cứu bao nhiêu thì sẽ cứu bấy nhiêu. Ngoài ra, có cái gì phân phó? Chúng ta tận lực phối hợp. Ngài cùng ta đi đến, ta mang ngài nhìn diện mạo chân thực của vực sâu. Ta, ngài đóng giữ vực sâu 200 năm, chẳng lẽ trước khi đi không muốn xem nhìn diện mạo thật sự ở nơi đó? Có phải ngươi còn có mục đích khác hay không? Ngài cùng ta đi qua là được. Sau khi Khương Phàm sắp xếp thời gian nhiệm vụ cho vô hồi thánh chủ, hắn đã mang theo nàng đánh tới hắc ám cuộn trào mãnh liệt. Khương Phàm ơi Khương Phàm, rốt cuộc ngươi cũng đã đến. Đi làm cái gì rồi? Không phải nói lập tức tới sao? Thần tôn ở bên trong đang sốt ruột chờ. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thấy Khương Phàm, lập tức nghênh đón, nhưng rất bất ngờ khi nhìn thấy vô hồi thánh chủ.
thần tôn các ngươi tới. Ngài ấy rất không nguyện ý đến, càng không nên tới. Nhưng ma hoàng đã bắt đầu giãy giụa, muốn thôn phệ huyết nguyệt, một khi dung hợp, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó nếu như lại khống chế liệp thần thương, liền thật phiền phức. Bên trong triệt để không kiểm soát. So với mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Mang ta đi đến. Đầu tiên các ngươi chờ chút đã. Vô hồi thánh chủ nhìn Khương Phàm, nhìn lại Đông Hoàng Hoa Thanh. Cửu thiên thần tôn còn sống. Diễn trò cho thiên hạ nhìn mà thôi. Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt nhìn Khương Phàm, người mang nàng đến là tới nhận thân. Lúc trước liền không nên nói đến chuyện thánh địa. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Vô hồi thánh chủ chỉ vào hai người. Mười mấy năm trước chúng ta đã kết minh. Lời Đông Hoàng Hoa Thanh nói để vô hồi thánh chủ trừng to mắt. Kết minh rồi. Khương Phàm lại kết minh cùng siêu cấp giáo phái Cửu Thiên Thần giáo này rồi. Đây chẳng phải là nói, Khương Phàm có thể kiên trì đến bây giờ đều là nhờ có Cửu Thiên Thần giáo bí mật hiệp trợ ở sau lưng. Mấy năm trước Cửu Thiên Thần tôn càn quét thâm không, chẳng phải là nháo kịch. Nếu như tin tức như vậy ra công khai ngoài thì sẽ gây nên bao nhiêu oanh động, chọc giận bao nhiêu hoàng đạo. Đây là Khương Phàm cùng Cửu Thiên liên thủ làm xiếc khỉ sao? Đi đến đi. Đông Hoàng Hoa Thanh ngưng tụ ra một con đường không gian, mang theo bọn người Khương Phàm xông vào bóng tối vô tận. Hắc ám bạo động, không gian vặn vẹo. Cho dù là thánh linh không gian như Đông Hoàng Hoa Thanh đều giống như đang bước đi trong mưa to gió lớn, vô cùng khó khăn. Một ít khu vực không gian bị triệt để dung thực thì giống như mạch nước ngầm trong đại dương mênh mông, khó mà vận dụng võ pháp không gian, chỉ có thể bằng vào thánh uy cưỡng ép xông vào. Bây giờ Khương Phàm đã là cảnh giới bán thánh nhưng đều cần phát động bát hoang chiến trụ, thiêu đốt liệt diễm, mới có thể cam đoan không bị ăn mòn. Sau khi bọn hắn đi đến đại hoang thâm uyên, mấy chục hơn trăm dặm không gian nơi này đã bị triệt để dung thực, hắc ám ăn mòn hư không, pháp tắc đều bị chôn vùi. Nơi này giống như là một mảnh đất lưu đày bị thế giới vứt bỏ. Một tòa phế tích tàn phá bị máu tươi nhuộm dần, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trong hắc ám. Phía trên là một bộ di hài cự ma đen kịt nằm đấy, bị một cây giáo dài vạn trượng xuyên qua lồng ngực. Thi hài gắt gao bắt lấy cây giáo cắm nghiêng ở trên người, cái đầu nâng lên, gầm thét với trời. Tiếng ma hống cuồng bạo phảng phất chấn động thâm không, hồi hộp dân chúng. Chiến thương màu đỏ yêu dị, khí tức sát phạt ngập trời, dung nham chảy xuôi ở mặt ngoài giống như máu tươi, như vĩnh tồn khoáng thế, tuyên cổ không cạn. Về phần mặt trăng máu yêu dị kia thì bị giam cầm ở nơi xa so với cự ma, do trên trăm tòa tế đàn không gian hợp thành pháp trận trấn áp. Nhưng, tất cả lại khác biệt so với hình ảnh Khương Phàm nhìn thấy lúc trước, lúc này trên đỉnh chiến thương lại tuôn ra liệt diễm, tràn ngập uy lực phần thiên diệt thế, cho thấy hình dáng Chu Tước. Chu Tước dương cánh che trời, cường quang chiếu xa vạn trượng, một cái móng vuốt màu vàng rực rỡ bắt lấy chiến thương, trấn áp di cốt ma hoàng. Vô hồi thánh chủ khẽ nhếch môi, con mắt trừng lớn, rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy gương mặt thật sự của vực sâu, nhưng hình ảnh trước mắt lại vượt xa cực hạn mà nàng có thể tưởng tượng. Hống hống hống, hài cốt cự ma không ngừng giãy giụa, muốn cùng huyết nguyệt xung hợp, huyết nguyệt cũng đang giãy giụa kịch liệt, trùng kích đến hài cốt cự ma. Võ giả không gian trên trăm tòa bên trên tế đàn bọn họ không gào to khiển trách, mà là nhắc nhở lẫn nhau lấy cố gắng chân áp. Chu Tước không ngừng dương cánh gáy to, lệ khí cuồn cuộn, gắt gao bắt lấy cự thương, áp chế hải cốt cự ma đang giãy giụa. Chuyện giả chết làm rất xinh đẹp. Khương Phàm đi tới bên cạnh Cửu Thiên Thần Tôn, vô hồi thánh chủ theo ở phía sau, tỉ mỉ quan sát lấy lão nhân gầy yếu khô cằn ở phía trước, đây chính là Cửu Thiên Thần Tôn. Thần linh cao cao tại thượng, lại còn là thần linh không gian uy chấn thiên hạ. Nhưng hình tượng này, chậc chậc, quả thật hơi yếu yếu. Qua mấy năm liền muốn chết thật. Cửu Thiên Thần Tôn khô gầy già nua, trong giọng nói cũng lộ ra suy yếu, hắn đã mất đi cánh tay phải, không thể tiêu hao thần lực quý giá chữa trị thân thể tàn phế. Xí thiên giới còn có thể luyện trường sinh đan. Tình huống của ta đã không thể dùng trường sinh đan kéo dài tính mạng. Sao ngươi lại mang nàng đến? Cửu Thiên Thần Tôn liếc mắt nhìn vô hồi thánh chủ, nói bóng gió, chúng ta không nhận, miễn cho Tổ Sơn tìm phiền toái. Ha ha, tiểu lão đầu nhi, nói chuyện tôn trọng chút, lão nương ta trông đại hoang 200 năm, cuối cùng còn không thể đến xem. Vô hồi thánh chủ không vui. Tiểu lão đầu nhi, còn cười. Trong lòng bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh khẽ run rẩy,
kinh ngạc nhìn Vô Hồi Thánh Chủ. Khụ khụ. Khương Phàm xấu hổ cười cười, phất tay ra hiệu đừng làm rộn, đây là tổ tông của ngươi, là tổ tông thật. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu, không so đo cùng nàng. Khương Phàm nhìn móng vuốt Chu Tước phía trên Liệp Thần Thương. Đó là của ta. Cửu Thiên Thần Tôn nói. Là kim chảo năm đó ngươi đánh Liệp Thần Thương ra trên Đăng Thiên Kiều kia. Lúc trước ta chính là dùng nó, khống chế Liệp Thần Thương, chuyển rời di cốt Liệp Thiên Ma Hoàng từ Đọa Lạc Thiên Quốc đến nơi này. Khương Phàm hoảng hốt nhớ tới tình cảnh lúc trước trên Đăng Thiên Kiều, Liệp Thần Thương đánh xuyên mấy vạn cường binh thần triều, xuyên qua Thiên Cương Đại Tướng, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nếu như không phải Thiên Cương Đại Tướng phản ứng kịp, Liệp Thần Thương vô cùng có khả năng xuyên thấu chính là trái tim hắn. Cũng chính là ảnh hưởng vi diệu kia đã để hắn tránh khỏi đả kích chí mạng. Mặc dù cuối cùng vẫn chết thảm tại Đăng Thiên Kiều, nhưng một khắc nổi giận này. Khương Phàm lại nghĩ tới. Mấy vạn cường binh chết thảm, Thiên Cương Đại Tướng bạo thể, cùng Liệp Thiên Ma Hoàng đánh lén, để lúc ấy hắn đã giận dữ khi liên tiếp bị kịch biến kích thích đến, tất cả lửa giận đều phát tiết đến trên một kích này. Hắn không có rút ra Liệp Thần Thương trước mà là điên cuồng kích phát ba loại thần viêm bên trong phần thiên chiến vực, lấy thân thể là lò luyện, dung luyện Liệp Thần Thương, một khắc bộc phát cực hạn này, thực lực đã cao hơn cả cảnh giới thần linh, ấn ký ma hoàng phía trên Liệp Thần Thương thoáng biến mất, sau đó hấp thu mình mông máu tươi, rót vào Liệp Thần Thương, nhận chủ. Chính là bởi vì hắn đã hoàn thành nhận chủ, mới có thể khống chế Liệp Thần Thương oanh sát, chủ nhân trước là Liệp Thiên Ma Hoàng. Chính là bởi vì Liệp Thần Thương nhận chủ với Khương Phàm, mới có thể trấn áp Liệp Thiên Ma Hoàng ở đây hơn ngàn năm. Liệp Thiên Ma Hoàng không có chết, lại nhổ không ra Liệp Thần Thương, cũng là bởi vì Liệp Thần Thương đã không còn thuộc về hắn. Tử khí, oán niệm nơi này nặng như vậy, hình thành ức vạn ác linh, cũng chính bởi vì cái này. Hắn đường đường là Ma Hoàng nhưng tinh thần lại sa sút đến tận đây, Liệp Thần Thương mà hắn kiêu ngạo nhất lại không còn thuộc về hắn. Thậm chí còn trấn áp hắn đến ngàn năm. Mặc dù ngươi là trùng sinh, nhưng dù sao cũng có chỗ khác biệt với tiền thế, Liệp Thần Thương không nhận bộ thân thể ngươi này. Liệp Thần Thương là tuyệt thế hung binh, cảnh giới ngươi bây giờ muốn cưỡng ép khống chế, không chỉ có rất khó, còn có thể lọt vào phản phệ. Biện pháp bây giờ là ngươi dung hợp kim chảo kia, dùng nó rút Liệp Thần Thương ra, sau đó tại tương lai từ từ thử nghiệm, thay thế kiếp trước, một lần nữa nhận chủ. Khi Cửu Thiên Thần Tôn đang nói chuyện thì lại lắc đầu, trước đó là chờ mong Khương Phàm có thể tới cảnh giới Thánh Hoàng lại rút Liệp Thần Thương ra, như thế hẳn là có thể bằng vào ưu thế thực lực cưỡng ép áp chế, bây giờ chỉ có thể mạo hiểm. Ta đã hiểu, bây giờ chỉ có thể mang đi, còn không thể dùng. Khương Phàm không có hy vọng xa vời bây giờ mang theo Liệp Thần Thương đại sát tứ phương, dù sao Liệp Thần Thương cũng là thứ cực hung, dính qua vô số thần huyết, theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Đây đã không thể nào xem như vũ khí, mà đơn giản là một loại hung linh có ý chí nào đó. Liệp Thiên Ma Hoàng mặc dù không có chết hết, nhưng bị Liệp Thần Thương ngàn năm ăn mòn, hài cốt mục nát, linh hồn bị hao tổn, kém xa năm đó, Liệp Thần Thương có thể đè ép được. Chỉ cần ngươi chuyển rời huyết nguyệt đến xí thiên giới, lại trưởng khống lấy Liệp Thần Thương, ta có thể thay ngươi phá giải ma cốt. Ngài có thể phá giải hắn. Khương Phàm nhìn bộ dáng yếu ớt của Cửu Thiên Thần Tôn. Tận lực thử một chút. Cửu Thiên Thần Tôn lắc đầu, không có nắm chắc hoàn toàn, nhưng bây giờ chỉ có thể là do hắn ra tay. Ta có một kế hoạch, không kéo huyết nguyệt vào xí thiên giới, mà là thôn phệ huyết nguyệt ngay trước mặt Liệp Thiên Ma Hoàng, kích thích Liệp Thiên Ma Hoàng điên cuồng dẫy giụa. Khương Phàm hận thấu tên Ma Hoàng này, đã có cơ hội đương nhiên muốn hung hăng nhục nhã. Ma Hoàng đã không còn là kẻ vừa mới chết năm đó, hắn đã là thi cốt chịu đựng ăn mòn ngàn năm. Đã bị tàn phá suy yếu, nếu như cuồng bạo dẫy giụa, sẽ chỉ tăng lên tổn thương khi ở dưới sự trấn áp của Liệp Thần Thương, đến cuối cùng sẽ còn tách rời. Kể từ đó, thực lực Ma Hoàng lại tuột dốc thêm mấy phần, Cửu Thiên Thần Tôn có thể tùy tiện trấn áp. Huyết nguyệt là huyết khí ác linh thôn phệ ngàn năm ngưng tụ thành, bên trong cũng tràn ngập huyết nhục Ma Hoàng, còn có thần huyết của ngươi, muốn triệt để chia ăn, chỉ sợ cần một thời gian. Ngắn thì 10 ngày, lâu là nửa tháng. Xí thiên giới đình trệ ở chỗ này thời gian dài, cho dù có hắc ám che lấp, cũng dễ dàng gây nên chú ý. Nếu quả như Liệp Thiên Ma Hoàng thật bạo phát, chắc chắn sẽ kích thích năng lượng Liệp Thần Thương, cũng có thể thông qua dung thực không gian, ảnh hưởng 10 vạn dặm hư không. Đến lúc đó, thiên cực giới, thái cổ thần miếu, thậm chí cửu lê thần cung,
chỉ sợ đều muốn phát hiện. Cửu Thiên Thần Tôn nghiêm khắc từ chối, bây giờ hắn là thật không thể nào bại lộ thân phận. Nếu không, hắn sẽ thay thế Khương Phàm, trở thành kẻ địch mà các hoàng đạo thương huyền muốn nhất hủy diệt. Trước khi ta đến đã làm bố cục, các lão tổ tông của vạn đạo thần giáo, thái cổ thần miếu đều đã phóng tới Huyền Nguyệt Hoàng Triều, những lão gia hỏa thiên cực giới kia không phải đã sớm tiến vào trung vực rồi sao? Coi như nơi này gây nên oanh động, cường giả ba bên lưu thủ đều chỉ sẽ đóng giữ, sẽ không dễ dàng đến điều tra, chờ bọn hắn thật sự phát hiện chuyện không hợp lý, thông báo tiếp những lão gia hỏa kia, chỉ sợ thời gian đều muốn sau nửa tháng. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỳ kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi làm bố cục gì? Để bọn hắn tin tưởng, sau 4 ngày nữa, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 11, ta sẽ tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn sẽ tin tưởng. Bọn hắn đã tin tưởng. Ngươi làm thế nào? Khương Phàm cười cười, cũng không nhiều lời. Bắt đầu đi, Liệp Thần Thương, một thế này là của ta. Ta muốn dẫn lấy nó quay về Thiên Khải chiến trường, ngâm máu thần ma. Ầm ầm, từng tia cường quang chiếu thấu hắc ám, nở rộ từ sâu trong hư không, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhanh chóng tới gần không gian dung thực. Dưới sự thao túng của Hỗn Độn Cự Long, xí thiên giới từ trong bóng tối vô tận hoành hành mà tới. Nơi này bị dung thực quá nghiêm trọng, ngay cả khí tức hỗn độn đều khó mà chữa trị. Rầm rầm, xiềng xích hỗn độn hoành kích hắc ám, giống như là mãnh long xuất hiện, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quấn về phía huyết nguyệt khổng lồ. Rút lui. Cửu Thiên Thần Tôn phất tay ra lệnh, tế đàn hư không rút lui toàn diện, mê tổ không gian mà bọn hắn bố trí lập tức sụp đổ. Huyết nguyệt thoát khốn, nhận ma hoàng dẫn dắt ầm vang hạ xuống, huyết khí cuồn cuộn, mênh mông như biển, thanh chiều ù ù, chấn động thâm không. Các ác hồn ở phía dưới lưu lại đều phóng lên tận trời, muốn nghênh đón huyết nguyệt giáng lâm. Trải qua hơn ngàn năm tích lũy, máu tươi của hàng tỷ sinh linh thai nghén, phạm vi huyết nguyệt đã vô cùng khổng lồ, chừng hơn 5 vạn mét. Mà, đó cũng không chỉ là huyết dịch tàng trữ, mà là lấy huyết nhục ma hoàng cùng máu tươi kiếp trước của Khương Phàm làm đầu nguồn, cô đọng tinh hoa huyết dịch, nguyên lực xương máu tinh khiết. Giống như là một ma thần cùng hàng tỷ sinh mệnh sống sờ sờ bị luyện thành bộ dáng này, nói là viên thuốc đều không chút nào quá đáng. Rầm rầm, xiềng xích hỗn độn hoành hành trong không gian dung thực. Lít nha lít nhít, thế như cuồng long, cưỡng ép cuốn lấy huyết nguyệt đang rơi xuống. Ầm ầm, huyết nguyệt cuồng bạo, xiềng xích trong nháy mắt đã kéo căng, oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng không gian dung thực. Giống, Liệp Thiên Ma Hoàng ngẩng đầu lên trời gầm thét, chấp niệm, tàn hồn đang thôi động hài cốt, mãnh liệt giãy giụa, bộc phát ra tiếng gào thét thê lương trống rỗng. Huyết nguyệt lơ lửng nơi không trung cuồng bạo run rẩy, ù ù tiếng vang, rung động thâm không. Điên cuồng trùng kích xuống phía dưới, xí thiên giới tiếp tục kéo về phía trước. Huyết nguyệt 10 dặm, vậy mà lại kéo lấy thế giới vạn dặm. Hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác đã khiến cho tất cả các cường giả thần giáo vây xem đều khiếp sợ, cũng chọc giận Hỗn Độn Cự Long. Qua a, gặp qua chuyện này bao giờ chưa? Vô Hồi Thánh Chủ rung động lắc đầu, còn đụng đụng tiểu lão đầu nhi ở bên cạnh. Cửu Thiên Thần Tôn mặt không biểu tình, thờ ơ. Bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh đứng ở phía sau luống cuống chân tay, hận không thể ném tiểu nương môn này ra ngoài. Xí thiên giới lắc lư kịch liệt, hỗn độn ở bên ngoài đều đang bạo động cực mạnh, giống như là biển động sôi trào, nhấc lên sóng cả, xen lẫn thành cự long khổng lồ quay quanh toàn bộ xí thiên giới. Giống, phảng phất thần long thức tỉnh, dài mấy vạn dặm, mãnh liệt quay quanh, móng vuốt khấu chặt, cưỡng ép kéo xí thiên giới lại. Tốc độ huyết nguyệt hoành hành dần dần yếu bớt. Cuối cùng bị xiềng xích cưỡng bức kéo tại hư không. Giống. Ý thức hỗn loạn bị ăn mòn của Liệp Thiên Ma Hoàng thoáng tỉnh táo, tiếp cận hình ảnh nơi thâm không, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Bên trong huyết đan tràn ngập nguyên lực huyết nhục đã từng của hắn, giờ phút này nhận lấy, cũng bộc phát ngay tại chỗ, để hắn điên cuồng giãy giụa. Hống hống hống. Liệp Thiên Ma Hoàng đưa hai tay bắt lấy Liệp Thần Thương, điên cuồng kéo ra, muốn tránh thoát khỏi trói buộc. Đoạt lại huyết nguyệt hắn đã thai nghén ngàn năm. Móng vuốt chu tước gắt gao chế trụ Liệp Thần Thương, liệt diễm ngập trời, uy lực phần thiên diệt thế phảng phất muốn chôn vùi mảnh thâm không này, hình dáng chu tước được ngưng tụ càng phát ra sắc nhọn tiếng gáy to, tràn ngập ra tức giận cùng sát ý đã từng có. Đường vân mặt ngoài Liệp Thần Thương giống như phục sinh, bộc phát ra sát uy kinh thế, để thi hài Liệp Thiên Ma Hoàng bỗng nhiên chìm xuống.
Liệp Thiên Ma Hoàng không cảm giác được đau đớn, hắn vẫn đang điên cuồng giãy giụa như cũ. Ma khu chấp niệm lưu lại bên trong huyết nguyệt tiếp tục bộc phát, huyết khí cuồn cuộn, nở rộ ánh sáng màu máu yêu dị, rọi khắp nơi trong thâm không. Lũ ác linh còn sót lại bị kích thích trong phế tích tranh nhau chen lấn phóng tới không trung, muốn xé rách xiềng xích, cứu vãn huyết nguyệt. Lúc này, lối ra hỗn độn của xí thiên giới lại dâng lên cường quang, liệt diễm tuôn ra. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Uyên, Triệu Thời Việt, Khương Bá, còn có Kiều Hinh, toàn bộ đều hóa thân thành Phượng Hoàng, xông ra xí thiên giới, khổng tước yêu hỏa sôi trào nóng bỏng, điên cuồng đốt cháy ác linh đang bạo động ở phía dưới. Lũ ác linh mặc dù tàn bạo, nhưng ở trước mặt yêu hỏa Phượng Hoàng bá đạo, bọn chúng không có chút uy lực chống đỡ nào. Ba vị thánh vương. Khuôn mặt của bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh có chút động, tập trung vào Bất Diệt Thiên Hoàng, Đoạ Lạc Minh Hoàng, còn có Bá Thiên Yêu Hoàng bên trong đám Phượng Hoàng kia. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà bọn họ có thể tạo nên ba vị thánh vương. Ở đâu ra tài nguyên? Chẳng lẽ chỉ bằng những bảo cốt thánh vương kia? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Muốn đột phá thánh vương đầu tiên cần thăng hoa linh văn, mà muốn thúc thánh linh thiên phẩm lên tới thánh vương thiên phẩm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ngay cả hoàng đạo bọn hắn đều rất khó làm được. Trên người bọn họ đều có một loại năng lượng rất kỳ diệu. Cửu Thiên Thần Tôn chú ý tới hai con Phượng Hoàng phía trước nhất, nhất là con huyết mạch Đoạ Lạc Minh Hoàng kia. Ha ha, bằng hữu này của ngươi là đồ đệ của ta, ta dạy. Vô Hồi Thánh Chủ kiêu ngạo dương cao đầu, còn cố ý liếc mắt nhìn vị thần này. Trong ánh mắt có chút khiêu khích, đồ đệ của ta, so với ta thấp bối phận chút đấy, hai người kết giao bằng hữu, có phải ngươi? Nên khách khí với lão nương ta một chút hay không? Lan Quỳ ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở Đông Hoàng Hoa Thanh. Kéo đi, ngươi mau kéo cô nãi nãi của ngươi đi. Oanh! Rầm rầm rầm! Khi mà Phượng Hoàng cuồng vũ trong hư không? Điên cuồng đốt cháy ác linh, trong lối ra hỗn độn của xí thiên giới lại vung lên dây leo tráng kiện, phía trên các cường giả quấn quanh. Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy các loại mãnh thú cảnh giới thánh linh, còn có Hướng Vãn Tình và các cường giả bán thánh, niết bàn cảnh cường hãn. Dây leo hoành hành giữa trời cao mang theo Kim Hống và các loại mãnh thú, vần quanh đi qua phía huyết nguyệt. Thần huyết, thần huyết. Bọn người Tiêu Phượng Ngô kích động đến ửng hồng cả, gắt gao tiếp cận mặt trăng máu yêu dị kia. Bọn hắn giải trừ đại hoàng ấn phong ấn, đạt được năng lượng thần long tinh khiết ở bên trong, cảnh giới đã tăng vọt, nhưng linh văn vẫn kẹt tại chí tôn thánh phẩm. Dù sao muốn đột phá từ thánh phẩm đến thiên phẩm vẫn quá khó khăn, đó là kỳ tích trong kỳ tích. Nhưng, bọn họ cũng đều biết mình cách một bước kia không xa. Trước mắt là thần huyết, không thể nghi ngờ lại là một lần hy vọng. Có thể đột phá hay không, liền nhìn tạo hóa của chính mình. Thần huyết, An Minh Hề, Hoàng Bánh Nướng, Hoàng Đại Bính, Bách Lý Mạc Yêu và đám người khác cũng đều đầy ngập mong đợi nhìn thần huyết. Huyết nguyệt trải qua ngàn năm rèn luyện, ngàn năm ngưng kết, có được tư cách tái tạo ma khu, cũng không thể nghi ngờ là đã đạt đến vấn đề thần huyết, lại còn là thần huyết tươi sống nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Cơ duyên như vậy đối với những bán thánh bọn hắn mà nói, đối với linh văn chí tôn thánh phẩm mà nói, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên to lớn. Trừ phi tương lai Khương Phàm lần nữa đổ thần, như vậy đây sẽ là cơ duyên lớn nhất từ nay về sau, trong một khoảng thời gian rất dài. Mời đi. Khương Phàm mỉm cười, đưa tay ra hiệu Vô Hồi Thánh Chủ. Làm gì? Hưởng dụng thần huyết. Khương Phàm dẫn đầu bay lên không, xông về mảnh dây leo kia. Người dẫn ta đến, là hưởng dụng thánh huyết. Người đứa nhỏ này, thực sự là, ai? Người như thế thật hiếm có. Vô Hồi Thánh Chủ nở nụ cười, theo sát lấy phóng tới dây leo địa ma thụ. Trước khi đi, còn vỗ vỗ tiểu lão đầu nhi ở bên cạnh. Các vị cao tầng của thần giáo mặt đen lại, trong lòng đồng thời thề, tuyệt đối không thể để nương môn nhi này về thần giáo nhận thân. Liệp Thiên Ma Hoàng hao hết huyết nguyệt gom góp ngàn năm, thành tựu cuối cùng lại dành cho đám người Khương Phàm này, ai? Đông Hoàng Hoa Thanh đều hâm mộ. Nếu như không phải chúng ta bí mật áp chế, huyết nguyệt đã sớm đạt tới loại quy mô này, Liệt Thiên Ma Hoàng cũng đã sớm trùng sinh, nói cái gì đều không tới phiên bọn người Khương Phàm. Lan Quỳ thật có chút không cam lòng. Bọn hắn và Liệt Thiên Ma Hoàng, cùng nhau cố gắng, tạo nên huyết nguyệt cấp thần, cuối cùng tiện nghi cho người khác, bọn hắn còn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
chỉ mong Khương Phàm biết được đội ơn, tương lai phản hồi chúng ta càng nhiều. Giáo chủ thần giáo chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn là thật muốn dùng, nhưng thật không dám loạn đụng. Dù sao bên trong huyết nguyệt cũng có chấp niệm cùng ma khu của Liệp Thiên Ma Hoàng, bây giờ ăn thống khoái, nhưng thân thể khẳng định sẽ để lại vết tích, nếu như đăng lâm thiên khải chiến trường, những người chia ăn huyết nguyệt như bọn hắn tất nhiên sẽ bị hắc ma đế tộc điên cuồng vây bắt. Chúng ta còn không thể bại lộ thân phận, chờ Khương Phàm nhắc lên cuộc chiến báo thù thiên khải, tất nhiên sẽ có số lượng lớn thần ma chết thảm, đến lúc đó các ngươi không cần ẩn nấp nữa, Khương Phàm chắc chắn sẽ cho các ngươi thù lao tương ứng. Vẻ mặt Cửu Thiên Thần Tôn hơi có vẻ cô đơn, bây giờ hắn tận hết sức lực trợ giúp Khương Phàm, chính là chờ mong tương lai Khương Phàm có thể hiệp trợ Cửu Thiên Thần giáo tái tạo thần linh, chờ mong Khương Phàm có thể cùng Đông Hoàng Như Ảnh chung sống hòa bình. Chỉ là không biết, hắn có thể chờ đến ngày đó hay không. Đây chính là thần huyết ta nói. Các vị, thỏa thích hưởng dụng, cơ duyên bày ở trước mặt, người người đều có phần, nhưng có thể lợi dụng tới trình độ nào. Đạt tới kết quả cỡ nào thì nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Khương Phàm thét lên ra lệnh, làm cho tất cả mọi người phấn chấn gào thét. Địa ma thụ mang theo bọn hắn quấn đến huyết nguyệt xung quanh, thay bọn hắn chống cự lại năng lượng huyết nguyệt xâm nhập, để bọn hắn chuyên tâm hấp thu thần huyết. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua chờ đám phượng hoàng vờn quanh huyết nguyệt, không ngừng lao xuống, xua tan ác linh ở phía dưới. Bọn hắn đã là thánh linh cùng thánh vương. Tạm thời không có khả năng tăng lên nữa, cơ duyên như vậy để cho những người khác đi. Huyết nguyệt mãnh liệt lay động, giống như ma vật đang giãy giụa. Huyết khí cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, tràng diện bạo động giống như sóng lớn ngập trời. Bọn người Khương Phàm xếp bằng ở trên dây leo, điên cuồng cướp đoạt lấy huyết dịch tinh hoa từ huyết nguyệt, tiến hành trưởng thành cùng biến đổi cho riêng mình. Liệp Thiên Ma Hoàng nổi giận đến cực hạn, ý thức sớm bị ăn mòn đến hỗn loạn bây giờ đã triệt để mất khống chế. Hắn gào thét giữa thâm không, điên cuồng giãy giụa, cũng kích thích lũ ác linh tấn công mạnh. Nhưng, phía trên Liệp Thần Thương lại lưu lại chấp niệm kiếp trước của Khương Phàm, cũng đang bộc phát tại lúc này, gắt gao áp chế hắn, khí tức sát lục kinh khủng xâm nhập hải cốt, sụp ra từng vết nứt. Giờ khắc này, phảng phất phần thiên thần hoàng trùng sinh, tự tay trấn áp Liệp Thiên Ma Hoàng đang nổi giận. Tràng diện như vậy, không chỉ có rung động, còn nhanh chóng tàn phá không gian dung thực ở xung quanh. Nhấc lên thủy triều không gian, sụp ra vô số vết nứt hắc ám. Vết nứt bắt đầu tăng lên lan tràn, sẽ sâu chuỗi đi ra bên ngoài thế giới, toàn bộ các ngươi ẩn nấp đi. Cửu Thiên Thần Tôn phất tay ra hiệu, trên trăm tòa tế đàn nhanh chóng trở về, mang theo các cường giả thần giáo, ký kết ra mê tổ không gian, bọn hắn ẩn nấp tại sâu trong bóng tối. Ầm ầm, huyết nguyệt lay động, huyết khí cuồn cuộn. Nhưng tại sự điên cuồng của bọn người Khương Phàm thôn phệ mà nhanh chóng giảm bớt. Liệp Thiên Ma Hoàng đã mất khống chế, ý thức hỗn loạn chỉ còn lại có sự nổi giận, giãy giụa cũng càng thêm khủng bố, cơ hồ muốn rời khỏi sự áp chế của Liệp Thần Thương. Tiếng ma hống kinh khủng kinh thiên động địa, thông qua hư không hỗn loạn tùy ý trùng kích, giống như sóng chiều vô tận, liên miên bất tuyệt. Đại hoang phía ngoài nghênh đón trùng kích mới, không gian đổ sụp, vết nứt như ngàn vạn tia lôi đình cuồng dã lan tràn. Trong cái khe tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, chấn động đất trời, vỡ vụn núi sông. Đại hoang sơn mạch đã bị hắc ám ăn mòn bây giờ lại liên miên sụp đổ, phạm vi từ mấy ngàn dặm lan tràn đến hơn vạn dặm. Mà theo sự điên cuồng giãy giụa của ma hoàng, hư không lại xuất hiện bạo động hiếm thấy, giống như đại dương mênh mông nhấc lên sóng to gió lớn, liên miên bất tuyệt, trùng kích tám phương, phạm vi vết nứt cũng từ hơn vạn dặm lan tràn đến mấy vạn dặm. Đại hoang sơn mạch, Tân Hải, La Phù, Lang Gia Hoàng Triều thậm chí một bộ phận địa khu của Hoang Mãng Nguyên đều bị hắc ám bao phủ, không gian sụp đổ, vết nứt cuồng kích khung trời cùng đại địa. Đất trời điên cuồng lay động, tai nạn kinh khủng bao phủ mấy vạn dặm sơn hà, hư không dung chuyển càng lan tràn hơn 10 vạn dặm. Đại hoang tai biến, hắc ám bạo động, phạm vi xâm nhập lan tràn toàn diện. Trong bóng tối tràn ngập tiếng ma hống kinh khủng, nhuộm dần huyết quang thảm liệt. Tin tức nóng hổi nhanh chóng khuếch tán tại đại địa Tây Nam, số lượng lớn cường giả mưu toan xâm nhập dò xét đều bị vô tình phá hủy, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được sóng âm ma hống kinh khủng kia. Thái cổ thần miếu kinh động trước hết nhất, biến cố mạnh mẽ thậm chí đã đánh thức pháp trận của bọn hắn. Ngay sau đó, thiên cực giới ẩn nấp ở trong hư không cũng bị tiếng ma hống xâm nhập, pháp trận trải rộng hư không được khởi động toàn diện. Sau mấy ngày ngắn ngủi,
tin tức đã xông vào đại địa Tây Bộ, Cửu Lê Thần Cung đề phòng cao độ. Nhưng, giống như những gì Khương Phàm suy đoán, bọn hắn chỉ chấn kinh cùng ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì một bộ phận đỉnh cấp cường giả đều đang tọa trấn Thiên Khải, một bộ phận khác thì xuất chinh đến Huyền Nguyệt, số lượng cường giả lưu thủ đã đạt tới trình độ nguy hiểm nhất, không có thánh linh nào tùy tiện ra ngoài dò xét. Các lão tổ tông trước khi đi cũng đã mệnh lệnh không cần để ý bất cứ cái gì ngoài ý muốn, tử thủ lãnh địa, yên lặng chờ bọn hắn đắc thắng trở về. Đại hoang kịch biến sau 4 ngày, ở bên ngoài Huyền Nguyệt Hoàng Thành mấy chục vạn dặm. Nhìn từ bên ngoài Hoàng Thành vẫn phồn hoa náo nhiệt trước sau như một, nhưng pháp trận bí mật ký kết đã hoàn thành toàn diện, lại đã lặng yên khởi động. Các cường giả đến từ Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu, cùng Đại Quang Mang Thần Điện cũng đều tiềm phục trong cạm bẫy đã sớm bố trí, tận hết khả năng che giấu đi khí tức. Ngoại trừ tứ đại hoàng đạo ra thì chính là cường giả của Hỗn Độn Tử Phủ cùng Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đội hình cường giả có thể nói là cường hãn chưa từng có, bao gồm cả Đại Quang Mang Thần Tôn, 3 vị Thánh Hoàng, 10 vị Thánh Vương, 23 vị Thánh Linh, cùng số lượng khổng lồ cao giai niết bàn cảnh. Pháp trận, càng là pháp trận cấm kỵ mà bọn hắn cất dưới đáy hòm, bên trong bố trí rộng lượng tài nguyên, bao gồm cả bảo cốt cấp bậc Thánh Hoàng. Chỉ cần xí thiên giới giáng lâm, các tướng thủ sẽ thôi động pháp trận trước, giam cầm vùng không gian này. Bằng vào đội hình cùng pháp trận cường thịnh của mình, bọn hắn hoàn toàn có thể một mực vây khốn xí thiên giới. Lần này, bọn hắn có thể nói là đã dốc hết vốn liếng. Hai vị Quang Mang Thánh Vương là Bùi Quang Tể cùng Mộc Tuyệt Trần thì tự mình làm bạn ở bên cạnh Ngưu Thái Bình, nói là bồi tiếp hắn nghĩ cách cứu viện bọn người Ngưu Thiên Khải, nhưng thật ra là đang giám sát cùng khống chế. Ngưu Thái Bình ngồi xếp bằng trong pháp trận ẩn nặc, bên cạnh là Thánh Vương đang trông coi, trên thân treo quang mang cấm chế, thể hiện coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm khẩn trương, mong mỏi mình đoán đúng, như thế thì cũng không coi là Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn phản bội. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Phàm thật sự có ý để bọn hắn phản bội, mục đích lại là cái gì đây? Chẳng lẽ là muốn kích thích tất cả hoàng đạo cao tầng tụ tập đến nơi đây, sau đó tập kích hoàng đạo nào đó sao? Giống như rất không thực tế, mặc dù tất cả cao tầng hoàng đạo đều tới đây, nhưng trong, nhà, khẳng định cũng đã làm xong phòng ngự, các loại bảo vật linh bảo phong phú pháp trận, trưởng lão đệ tử ngày đêm trấn thủ. Muốn tập kích tổng bộ bọn họ dưới sự đề phòng cao độ của các hoàng đạo, hẳn là rất khó. Thời gian tới gần, hai vị Thánh Vương, Bùi Quang Tể, Mục Tuyệt Trần tính toán thời gian, cũng đang nhìn chằm chằm Ngưu Thái Bình. Thần Tôn ra lệnh, chỉ cần Ngưu Thái Bình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, trực tiếp gạt bỏ, không cần lưu tình chút nào, để phòng bất trắc. Ước định thời gian, nửa đêm đến rạng sáng, còn kém mấy phút. Ngưu Thái Bình buông lỏng tâm tính, đều đã đến bây giờ, không cần lại xoắn suýt, chờ kết quả đi. Trong ngoài hoàng thành, tất cả cường giả hoàng đạo đề phòng cao độ, vận sức chờ phát động, rất nhiều người đều từ từ chảy ra mồ hôi lạnh trên trán. Nhất là các cường giả Huyền Nguyệt, khẩn trương đến hoảng hốt. Bọn hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào trong hoàng thành, chẳng khác nào đánh cược tính mạng của tất cả mọi người, hoàng thành xem như chiến trường, nếu như không thể hủy diệt xí thiên giới, bọn hắn làm sao đi đối mặt với ngàn vạn vong hồn hoàng thành được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút đang tới gần, ngay cả Đại Quang Mang Thần Tôn đều ôm lấy ngực, yên lặng cảm nhận được quang mang thần kiếm phong tồn trong cơ thể mình, chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Trận chiến này mấu chốt ở ba chỗ, một là pháp trận ẩn nấp có thể thật sự che giấu được khí tức tất cả cường giả của bọn hắn hay không, hai là pháp trận phía ngoài có thể cầm cố lại xí thiên giới ngay đầu tiên hay không. Ba là ngay sau đó hắn có thể bổ bình chướng hỗn độn của xí thiên giới ra hay không. Tuy nhiên, hắn tin tưởng bố trí của liên minh, hẳn là có thể đạt tới mục tiêu dự trù. Trước đó đều là Khương Phàm ra tay bất ngờ tập kích bọn họ, lần này liền để bọn hắn tương kế tự kế, bất ngờ tập kích xí thiên giới. Nếu quả thật có thể bổ xí thiên giới, lại bắt lấy Khương Phàm, mặt mũi hoàng đạo vứt bỏ trước đó cũng liền được nhặt lên. Xử lý sạch Khương Phàm liền có thể lắng lại trận nội loạn Thương Huyền này, cũng coi là hắn giải cứu con dân Thương Huyền. Nhưng, dưới sự dần dần khẩn trương, bầu không khí dần dần ngột ngạt, tại tất cả mọi người nín thở định thần sắp hít thở không thông trong sự ngột ngạt này, thời gian lặng yên đã chuyển tới nửa đêm. Hư không yên lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn không dám khinh thường, tiếp tục nhìn chằm chằm tinh không, âm thầm suy đoán Khương Phàm nói nửa đêm. Không nhất định là đúng nửa đêm.
Nhưng đã đợi lại đợi, xí thiên giới vẫn không có xuất hiện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến khi màn đêm biến mất, ánh nắng vẩy xuống hoàng thành trong buổi sáng sớm, hư không vẫn rất an tĩnh. Truyền lệnh xuống, không cho phép bất kỳ ai vọng động. Khương Phàm có khả năng cố ý kéo dài cái 1-2 ngày, quan sát hoàng thành phải chăng có phòng bị. Đại Quang mang thần tôn truyền tin tức xuống. Các cường giả đang ẩn núp tiếp tục chờ đợi, lại đề phòng cao độ, không dám có bất kỳ chủ quan nào. Nhưng, một ngày, hai ngày, bọn hắn đã đợi lại đợi, vẫn không có đợi được xí thiên giới. Cùng lúc đó, Đại Hoang Thâm Uyên bạo động đã đạt tới cực hạn, cũng theo đó xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới sự điên cuồng giãy giụa của hài cốt ma hoàng, lồng ngực hắn đã hoàn toàn rách dưới, sau đó thoát khốn, ý thức hỗn loạn kích phát, hắn nổi giận nhào về phía huyết nguyệt. Sau khi lồng ngực của Liệp Thiên Ma Hoàng rách ra, tứ chi cùng đầu lâu cũng miễn cưỡng xem như còn cùng một chỗ, nhưng bằng vào ma khí cuồn cuộn, thậm chí hắn đã ngưng tụ được thành bộ dáng kiếp trước, cuồng dã va chạm vào huyết nguyệt. Nhưng, trải qua 8 ngày thôn phệ, huyết nguyệt từ 10 dặm ban sơ, bây giờ chỉ còn 3 dặm, cũng mất đi uy thế trước đó. Xiềng xích hỗn độn lay động mãnh liệt, tùy tiện liền kéo huyết nguyệt lên, gào thét lên sông về xí thiên giới. Địa ma thụ giơ dây leo lên, cũng kéo lấy bọn người Khương Phàm nhanh chóng trở về. Hống hống hống. Liệp Thiên Ma Hoàng nổi giận, ma uy, sát khí cuồn cuộn. Thời gian qua đi ngàn năm rốt cuộc cũng thoát khốn, thời khắc này hắn đã cuồng bạo đến cực hạn. Cửu Thiên Thần Tôn không có nhúng tay, lấy thân thể mệt mỏi của hắn, không nhịn được loại thế công điên cuồng này. Rầm rầm. Xiềng xích, dây leo đều trở về. Huyết Nguyệt cùng bọn người Khương Phàm đều được thu vào bên trong xí thiên giới. Hỗn độn cuồn cuộn giống như biển lớn nhanh chóng khép kín con đường. Hỗn độn cự long quấn quanh xí thiên giới, giống như thần long thức tỉnh, phát ra tiếng long ngâm to rõ. Giống. Liệp Thiên Ma Hoàng giết tới, phá toái hải cốt kích thích lên ma uy kinh khủng, giống như đã trở lại đỉnh phong, vung lên trọng quyền, rung động không gian dung thực, bộc phát ra quyền cương kinh thế. Giống như tinh cầu hắc ám vạch phá thâm không, vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, xí thiên giới tung hoành vạn dặm lay động lịch liệt, ngay cả hình dáng cự long đều giống như vô tình bị cắt đứt. Bên trong xí thiên giới, đất rung núi chuyển, bụi mù ngập trời, toàn bộ sinh linh đều hồi hộp lo sợ. Thật mạnh, bọn người Đông Hoàng Hoa Thanh bỗng nhiên biến sắc, chỉ một quyền mà đã đánh lui xí thiên giới. Đây là ma hoàng đã bị trấn áp ngàn năm, chỉ còn lại hài cốt mục nát. Nếu là hắn ngày đó thì sẽ khủng bố đến cỡ nào? Hắn là ma hoàng đầu tiên dưới trướng Hắc Ma Đế Quân. Cửu Thiên Thần Tôn biết rõ ma hoàng cường hãn, lúc trước Liệp Thần Thương kỳ thật đều không có hoàn toàn hủy diệt cự ma này, là hắn khống chế Liệp Thần Thương hoành hành trăm vạn dặm tại hư không, cuối cùng triệt để hủy diệt huyết nhục của nó, mới đóng đinh tại nơi này. Nhưng lúc đó hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong, bây giờ đã suy yếu lão hủ, thọ nguyên sắp hết, không tiện tùy tiện lại nhúng tay. Hống hống hống. Liệp Thiên Ma Hoàng cuồng bạo oanh kích, hài cốt mục nát răng rắc giòn vang, phảng phất có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, nhưng dưới ý thức hỗn loạn thôi động, cự ma vẫn đang bạo kích kinh khủng. Mỗi một nắm đấm đều chấn động hư không, mỗi một kích đều đánh lui xí thiên giới. Mặc dù ở trước mặt xí thiên giới to lớn, hắn nhìn như nhỏ bé, nhưng uy thế được bày ra lại giống như muốn hủy diệt thế giới kia. Liệp Thiên Ma Hoàng mãnh liệt đối kháng cùng xí thiên giới. Hư không cũng đang sụp ra càng nhiều vết nứt, lan tràn ra càng xa. Sau đó, Thương Huyền Tây Nam, Tây Bộ, Nam Bộ trong phạm vi lớn không ngừng xuất hiện khe hở hắc ám, bên trong truyền ra tiếng ma hống cuồng bạo, cũng khuếch tán ma khí kinh khủng. Thiên cực giới, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung rốt cuộc cũng kìm nén không được sự hiếu kỳ, do Trấn Thủ Thánh Vương tìm tới vết nứt lân cận, tự mình dò xét. Kết quả, toàn bộ hình ảnh bọn hắn thấy được đã để bọn hắn rung động đến sợ hãi. Ở sâu trong hư không mênh mông, tại nơi cuối cùng của bóng tối vô tận, một ngôi sao đang ù ù hoành hành, phía trước là Đại Long, phía sau thì là Đại Ma cuồng bạo. Cứ như Long Ma đối kháng, đại chiến trong tinh không. Cứ như đất trời đang sụp đổ, ma diệt dân chúng. Nơi đó chính là nguyên nhân vực sâu rung chuyển. Hắc ám xâm nhập Tây Nam, cũng là bởi vì cái này. Vực sâu không phải xuyên suốt với địa ngục sao? Đại Long quay quanh tinh thần, chẳng lẽ là hỗn độn cự long cùng xí thiên giới? Vậy cự ma kia lại là cái gì? Tại sao xí thiên giới lại ở chỗ này?
không phải muốn bôn tập Huyền Nguyệt Hoàng Triều sao? Tất cả thánh vương đều rung động, chỉ là xuyên qua vết nứt, ngóng nhìn thâm không mênh mông, cách biết bao nhiêu vạn dặm, vậy mà đều có thể cảm nhận được uy lực và năng lượng bên trong tiếng gào thét kia, bọn hắn cảm nhận được khí tức sát lục trong nơi sâu nhất mảnh không gian hắc ám đang vặn vẹo kia. Chém giết xí thiên giới. Chẳng lẽ là ma hoàng sao? Thương Huyền Đại Lục tại sao có thể có ma hoàng? Tất cả thánh vương đều hít vào từng ngụm khí lạnh, nghiêm nghị quát lớn thuộc cấp. Truyền tin Huyền Nguyệt, đại hoang náo động, xí thiên giới xuất hiện tại Tây Nam, bị ma hoàng chặn đánh. Hắc ma đại lục. Sớm trước khi Liệp Thiên ma hoàng thoát khốn, trong vô số cái khe không gian dung thực khuếch tán liền có một đầu kéo dài đến nơi này. Bây giờ vực sâu tiếp tục bạo động, sụp ra vết nứt mới, cũng đánh thẳng vào vết nứt kia, ma uy cường thịnh, sát khí thảm liệt, cũng đều thuận vết nứt lan tràn đến các nơi, giống như đại dương mênh mông, quán chú lục địa, hồ sông, dòng suối. Cái khe này là ở phía đông nam Hắc Ma Đại Lục, khoảng cách với Hắc Ma Đế tộc rất xa xôi, cho nên trước đó cũng không có gây nên cảnh giác, nhưng theo ma khí của ma hoàng cùng sát khí của Liệp Thần Thương không ngừng liên tục trùng kích tới, rốt cuộc cũng vẫn khiến cho ma quân đang ngủ say cảm ứng. Liệp Thần Thương, Liệp Thiên Ma Hoàng, 1000 năm, rốt cuộc các ngươi cũng xuất hiện. Tiếng nỉ non trầm thấp phiêu miểu như mộng, lại giống như kinh lôi chấn động ma hoàng, thánh hoàng của ma tộc. Liệp Thần Thương. Thời gian qua đi ngàn năm, Liệp Thần Thương đã tái hiện ở thế gian. Chúng ta tất toàn lực truy tra, nghênh giá Liệp Thần Thương trở lại Hắc Ma Đế tộc. Đế tộc đại ma nhao nhao quỳ xuống đất, gào thét bên trong bóng tối vô tận. Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Xí thiên giới đang ở đại hoang thâm uyên. Ma hoàng đang chặn đánh xí thiên giới trong thâm không. Các cường giả hoàng đạo cũng không kiên nhẫn chờ xí thiên giới được nữa, không nghĩ tới lại đợi đến một tin tức như thế. Đã nói đến Huyền Nguyệt đâu? Làm sao lại vây ở đại hoang thâm uyên rồi? Chẳng lẽ nửa đường bị ma hoàng kéo lại? Giải thích rõ ràng cho ta, là ngươi mời Hắc Ma Đế tộc rồi. Đại quang mang thần tôn mang theo ánh mắt lăng liệt tập trung vào lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung. Vây bắt xí thiên giới là chuyện nhà của Thương Huyền Đại Lục bọn hắn, tạm thời không liên quan với bên ngoài, thần ma đại lục khác càng không có tư cách bước chân vào Thương Huyền Đại Lục. Các lão tổ tông thái cổ thần miếu, vạn đạo thần giáo cũng căm tức nhìn lão tổ tông Cửu Lê, đã nói xong không thể để đế tộc bước chân Thương Huyền, đây là đang phá hư quy củ sao? Lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung lập tức giải thích. Việc này không liên quan tới chúng ta. Đã rất lâu rồi chúng ta không liên hệ cùng Hắc Ma Đế tộc. Không phải Hắc Ma Đế tộc, vậy ở đâu ra Ma Hoàng? Ma Hoàng nơi nào dám không chào hỏi, tự tiện xông vào Thương Huyền Đại Lục. Đại Quang Mang Thần Tôn vừa nói vừa nhìn về hướng Ngô Thái Bình. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo cũng đều nhìn về hắn. Không phải đã nói tập kích nơi này sao? Chạy thế nào lại đến Đại Hoang Thâm Uyên rồi? Ngô Thái Bình thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt mọi người. Là Khương Phàm tiếp xúc cùng chúng ta, sau đó bắt người của chúng ta đi, nói là muốn tại ngày mùng 1 tháng 11, đúng giờ tập kích nơi này. Chúng ta cũng không giữ lại chút nào mà thẳng thắn cùng các ngươi còn tra hỏi linh hồn của chúng ta. Còn những chuyện khác, cùng chúng ta không liên quan. Lão Tổ Thần Miếu đột nhiên nói. Hỗn độn tử phủ bị lợi dụng rồi, chúng ta bị gài bẫy. Mục tiêu thật sự của Khương Phàm không phải Huyền Nguyệt Hoàng Triều, mà là Đại Hoang Thâm Uyên. Cho nên lợi dụng hỗn độn tử phủ làm cục, mang theo toàn bộ chúng ta đến nơi này. Đại Hoang Thâm Uyên, nơi đó có cái gì? Đám người không hiểu thấu, đại bộ phận thậm chí đều không có nghe nói qua vực sâu kia. Mà, Khương Phàm trở lại Thương Huyền không phải muốn báo thù sao? Làm sao lại không làm chính sự, đào vực sâu làm gì? Lại nói, chỉ là vực sâu mà thôi, người đào thì đào đi. Còn cần điều đi toàn bộ cao tầng hoàng đạo cùng hoàng tộc bọn hắn trước làm gì? Lão Tổ Thần Miếu chau mày, ánh mắt lấp lóe. Trước đó không biết, bây giờ biết. Ma Hoàng, trong vực sâu có Ma Hoàng. Nếu như ta không có đoán sai, nơi đó không phải Ma Hoàng đang chặn đánh xí thiên giới, mà là xí thiên giới đang săn giết Ma Hoàng. Lão Tổ Tông Vạn Đạo nói. Người đây là suy đoán cái gì? Thương Huyền ngoại trừ Cửu Lê Thần Cung xuất hiện qua Ma Hoàng. Nơi nào còn có ma hoàng? Chẳng lẽ vực sâu sâu chuỗi với Hắc Ma Đại Lục? Đi qua nhìn một chút liền biết. Lão Tổ Tông Thần Miếu đột nhiên có một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng, toàn thân đều bất chợt lạnh lên. Chẳng lẽ,
lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung cũng theo đó mà biến đổi sắc mặt, nghĩ tới điều gì. Chờ một chút, các ngài muốn đi. Tiêu Tấn Võ tranh thủ thời gian gọi lại. Mục tiêu của Khương Phàm không phải ở nơi này. Lão tổ tông Thần Miếu cùng lão tổ tông Cửu Lê Thần Cung đồng thời bay lên không, kêu gọi tộc nhân rút lui. Cái gì cũng đều mặc kệ. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Chờ một chút, tạm thời Khương Phàm không tới nơi này, sau này khả năng sẽ đến đây. Các ngài không thể đi, các ngài đều ở nơi này bố trí nửa năm, không thể nào cứ đi như vậy được. Tiêu Tấn Võ luống cuống, không có những hoàng đạo, hoàng tộc này tỏa chấn, Huyền Nguyệt Hoàng Triều ở trước mặt Khương Phàm liền yếu ớt giống như dê đợi làm thịt. Đại Quang Mang Thần Tôn nhìn qua hai đại hoàng đạo rút lui, kỳ quái nói. Đại Hoang Thâm Uyên ở nơi nào? Trong thần điện có vị trưởng lão nói. Một vùng đất hoang vu ở Tây Nam Tân Hải, mỗi khi đến đêm khuya kiểu gì cũng sẽ bị bóng tối bao trùm, truyền thuyết bảo rằng nơi đó kết nối với địa ngục, có ác linh chiếm cứ, cũng có lời đồn là phía dưới có tà linh sát khí gì đó đã dẫn phát tai nạn. Đúng rồi, sau khi Khương Phàm trùng sinh, nơi hắn xuất hiện đầu tiên cũng chính là ở gần đó. Xuất hiện lúc nào? Đại Quang Mang Thần Tôn cố gắng nghĩ lại, nhưng trong trí nhớ thật không có nơi như thế. Dù sao Thương Huyền cũng mênh mông trăm vạn dặm, những vùng đất thần bí kỳ thật nhiều không kể xiết, từ khi hắn trưởng thành đến khi bắt đầu làm Thánh Hoàng, tất cả lực chú ý đều ở Thiên Khải chiến trường, đã ngàn năm không để ý đến chuyện hạ giới. Ngàn năm trước, sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt, hình như là thế, cụ thể không rõ lắm. Chẳng lẽ có liên quan cùng Khương Phàm, có thể Ma Hoàng là? Đại Quang Mang Thần Tôn sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên lên một trí nhớ mơ hồ. Thời khắc cuối cùng tại Thiên Khải chiến trường, Liệp Thiên Ma Hoàng của Hắc Ma Đế tộc giáng lâm chiến trường, tập kích Phần Thiên Thần Hoàng, sau đó bị Phần Thiên Thần Hoàng trở tay đánh xuyên, bay ra khỏi chiến trường Thiên Khải. Từ đó về sau, Liệp Thần Thương cùng Liệp Thiên Ma Hoàng liền biến mất, còn trở thành kỳ án thế kỷ chưa được giải quyết. Có suy đoán, là Hắc Ma Đế tộc bí mật tìm về, chỉ là không muốn công khai. Cũng có suy đoán, là theo Đông Nam Thiên Môn cùng biến mất. Liệp Thần Thương, Liệp Thiên Ma Hoàng, Đại Quang Mang Thần Tôn lại sửng sốt một chút, rất khiếp sợ khi mình lại liên tưởng đến nơi đó. Nhưng, Liệp Thần Thương, Đại Hoang Thâm Uyên cất giấu Liệp Thần Thương, ngươi, mẫu thân nó, ngươi nói đùa cái gì vậy, điên rồi sao? Đại Quang Mang Thần Tôn hoảng sợ đến nói tục, hắn lập tức bay lên, giống như là cường quang chiếu thấu trời cao, biến mất ở chân trời trong nháy mắt. Các cường giả thần điện giật mình, chúng ta đã nghe được cái gì? Quang Mang Thần Tôn tôn quý mắng chửi người rồi. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo thần tôn. Các cường giả Quang Mang Thần Điện sát theo bay lên không, cho tới bây giờ bọn hắn còn không thấy được thần tôn sao động qua như vậy, lại còn buông lời nói tục. Nhưng, Liệp Thần Thương. Mấy lão nhân thần điện đều cảm thấy lạnh người, vật kia hiện thế rồi. Cái gọi là Ma Hoàng, chẳng phải là Liệp Thiên Ma Hoàng. Chẳng lẽ Khương Phàm đang trấn áp Liệp Thiên Ma Hoàng, chẳng lẽ Khương Phàm vọng tưởng khống chế Liệp Thần Thương? Trách không được cháu trai kia đều muốn tính toán bọn hắn đến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Thì ra âm mưu thật sự là ở chỗ này đây. Ông trời ơi, Liệp Thần Thương, đệ nhất sát khí hoang cổ trong truyền thuyết. Ra đầu mấy lão nhân đều tê lên, không chỉ có thần tôn chửi ầm lên, bây giờ bọn hắn cũng đều muốn mắng. Tuyệt đối không thể để Liệp Thần Thương rơi xuống trên tay Khương Phàm được, nếu không đó chính là tai nạn của Thương Huyền, thậm chí là tai nạn đối với Thiên Khải Hoàng Đạo bọn họ. Bọn hắn quả thật không dám tưởng tượng tràng diện khi Khương Phàm mang theo Phần Thiên Chiến Vực, trong tay lại cầm Liệp Thần Thương chinh chiến Thiên Khải. Liệp Thần Thương, ngọa tào. Lão Tổ Tông Vạn Đạo đột nhiên bừng tỉnh, đệ nhất sát khí hoang cổ trong truyền thuyết. Mẫu thân nó đang ở Tây Nam Bộ. Chuyện này thật hoang đường. Loại vũ khí kinh khủng chỉ là riêng sát khí đã có thể ăn mòn trời đất, quấy nhiễu sinh tử đại đạo, làm sao có thể giấu ở trong vực sâu mà không có người nào phát giác. Muốn che giấu loại khí tức kia, chỉ sợ cần thần linh ra tay. Liệp Thần Thương, chẳng lẽ là sát khí làm Phần Thiên Thần Hoàng trọng thương bên trên Đăng Thiên Kiều? Sắc mặt mấy nhân vật cấp lão tổ của thần giáo đều kịch biến. Mẹ nó, nói đùa cái gì vậy? Liệp Thần Thương đang ở vực sâu, đang ở Tây Nam, đang ở nơi mà thần miếu khống chế. Đám thần miếu ngu xuẩn kia mỗi ngày đều giả vờ cao thâm thần bí, thì ra là giả chết.
lão tổ tông vạn đạo hùng hùng hổ hổ, bay lên trời, lao thẳng đến Nam Bộ. Các cường giả thần giáo theo sát bay lên không rời khỏi. Nhanh nhanh nhanh, mẫu thân nó, nhanh đi. Lão tổ tông vạn đạo cũng mắng to, nếu như tin tức này truyền đến đế tộc phía sau thần miếu cùng thiên cực giới nơi đó, những đế quân kia chỉ sợ đều muốn tỉnh lại chụp chết hai bên ngu xuẩn kia. Chờ một chút, nơi này vẫn chưa xong đâu. Tiêu Tấn Võ luống cuống, lúc này đi rồi, đều đi thật rồi. Các cường giả hoàng thất hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là thứ gì lại có thể kích thích các lão tổ tông hoàng đạo hoàn toàn không để ý hình tượng mà la mắng như thế. Còn cùng nhau nổi điên. Bọn hắn đều là thánh vương thánh hoàng, thậm chí là thần linh, có tràng diện gì mà không có trải qua, lại còn có thể không bình tĩnh như vậy. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta nên rời khỏi. Tiêu Tấn Võ, tự giải quyết cho tốt. Ngô Thái Bình phất tay ra hiệu các tộc nhân tập kết. Các ngươi không thể đi. Tiêu Tấn Võ tức giận, đám người hoàng đạo kia điên rồi sao? Vậy mà đều gấp đến mức mặc kệ hỗn độn tử phủ. Không đi, ngươi để ta ở lại làm khách, hay là để ta lại diệt quốc ngươi? Ngô Thái Bình tản mát ra sát khí bức người, chấn động đến bọn người Tiêu Tấn Võ liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi là muốn tìm Khương Phàm nương tựa sao? Nếu như không dám, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở bên hoàng đạo này. Tiêu Tấn Võ kiên trì quát tháo. Chuyện của hỗn độn tử phủ chúng ta còn chưa tới phiên các ngươi đến hao tâm tổn trí. Xem thật kỹ hoàng thành của mình đi, không có hoàng đạo duy trì, các ngươi ngay cả pháp trận đều phong phú không nổi, gánh không được xí thiên giới. Ngô Thái Bình mang theo các tộc nhân nhanh chóng rời khỏi, lao tới hỗn độn đại thành. Khương Phàm quả nhiên đang lợi dụng bọn hắn tính kế hoàng đạo. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ thể hiện giống như gặp quỷ của những lão tổ tông hoàng đạo kia thì vẫn có thể suy đoán, Khương Phàm lại làm chuyện rung động rồi, mà so với đạp diệt Huyền Nguyệt Hoàng Triều càng rung động hơn. Ngô Thái Bình đột nhiên càng có lòng tin, từ khi Khương Phàm quật khởi đến nay, mặc dù từ đầu đến cuối vẫn luôn bị hoàng đạo đuổi bắt, nhưng thật giống như đều đang khống chế quyền chủ đạo, mà còn liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Nếu như có thể kiên trì, nói không chừng Khương Phàm thật có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn kiếp trước chưa hết, thành tựu bất thế chiến công. Mặc dù rất khó nhưng đáng để đánh cược một lần. Đại Hoang Thâm Uyên, Liệp Thiên Ma Hoàng tấn công mãnh liệt nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu, hắn điên cuồng phóng thích đến cực hạn, trong thời gian ngắn đã hao hết ma uy còn sót lại, sau đó bắt đầu kịch liệt suy bại. Sau khi Liệp Thiên Ma Hoàng vung ra trọng quyền thì thân thể, khung xương của mình đều đánh đến sơ xác, Cửu Thiên Thần Tôn ra tay. Tiêu hao thần lực còn thừa không nhiều, phá giải phong ấn trên người Liệp Thiên Ma Hoàng, ném vào xí thiên giới. Tình huống nơi này hẳn là đã gây nên chú ý, các ngươi nên rời khỏi. Khương Phàm từ xí thiên giới bên trong đi ra, hành lễ nói tạ ơn đối với Cửu Thiên Thần Tôn. Không nên tùy tiện thôi động Liệp Thần Thương, bây giờ ngươi còn không khống chế nổi. Sau khi Cửu Thiên Thần Tôn căn dặn thì mang theo các tộc nhân thần giáo rút lui. 100 tòa tế đàn không gian cuồn cuộn lên thủy triều không gian, tiêu trừ vết tích bọn hắn tồn tại qua, từ từ biến mất trong bóng tối. Khương Phàm đứng tại hư không, phía sau là Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh nguy nga, bên trong đều là thần huyết mênh mông, đây chính là tài nguyên để hắn bước lên cảnh giới thánh linh. Nếu như còn chưa đủ, vậy móng vuốt Chu Tước khống chế Liệp Thần Thương kia chính là bảo hộ. Thánh linh cảnh, rốt cuộc cũng muốn đi đến một bước này. Khương Phàm giáng lâm đến phía trước Liệp Thần Thương, khí tức sát phạt thảm liệt giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn không dứt, chỉ riêng khí tức kia đã tựa như muốn chôn vùi linh hồn Khương Phàm, đường vân uốn lượn phía trên càng giống là huyết hà lao nhanh, đó đã từng là dấu vết máu thần ma đánh chết các thần ma lưu lại, thậm chí bên trong còn ẩn hiện linh hồn thần ma đang dãy ruộng.